Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 13. Lý Trạch Vũ lắc đầu, nói, là các anh không bao giờ có cơ hội chiến đấu với thủy quân lục chiến nước Hạ nữa, và hôm nay, chiến đội Lausister sẽ bị xóa tên. Nếu sau này nước Anh còn dám gây dựng lại chiến đội Lausister thì, thành lập một đội, tôi tiêu diệt một đội. T. Naliza đang theo dõi trận chiến từ tầng 6 cũng hít sâu một hơi. Hiển nhiên, cô ta bị những lời bá đạo của Lý Trạch Vũ làm cho rung động. Tên này thật sự không biết sống chết. Lát nữa, chắc chắn Falcon sẽ vặn đầu hắn xuống. Thành viên MI5 ở bên cạnh đều khịt mũi coi thường. Chỉ có ánh mắt Naliza là trở lên trống rỗng, trong lòng như có một âm thanh đang nói cho cô ta, chiến đội Lausister thật sự sẽ bị xóa tên. Ha ha, ha ha ha. Falcon cất tiếng cười to khinh thường, quân đế, chúng ta so tài xem hư thực ra sao đi. Tới đi. Giao quân dụng trong tay Lý Trạch Vũ chỉ vào đám người Falcon ở phía xa, khinh miệt nói, các anh ra tay trước đi, nếu không sau này sẽ không có cơ hội ra tay nữa đâu. Vũ ti. Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Falcon xung phong đi đầu. Phút phút phút. Cùng lúc đó, hơn 20 đội viên của chiến đội Lausister cũng di chuyển. Khoảng 50 người còn lại cũng không xông về phía trước, mà vây quanh Lý Trạch Vũ cực kỳ chặt chẽ, chờ cơ hội ra tay. Bái. Dường như giao quân dụng trong tay Falcon được trộn lẫn với sức mạnh có thể cắt ngang bầu trời, nó tấn công bằng toàn bộ sức mạnh. Ngay khi giao quân dụng gần Lý Trạch Vũ trong gang tấc, thậm chí Falcon còn cho rằng một giao kia của mình đã có thể kết liễu đối phương thì hắn lại di. Chuyển. Thân hình Lý Trạch Vũ như một con mèo, hắn nhẹ nhàng tránh được lưỡi dao sắc bén này. Nhưng mà đúng lúc này, lại có 7-8 con giao quân dụng đồng thời chém về phía hắn. Không. Dường như Andres đã nhìn thấy cảnh Lý Trạch Vũ bị chém thành 8 khúc. Nhưng mà một giây sau. Phanh phanh phanh. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ quét sạch ngàn quân chỉ bằng một chiêu với tốc độ nhanh như chớp, 7-8 đội viên chiến đội Lausister còn chưa kịp bứt ra, đã nhận được một cú đá nặng nề từ Lý Trạch Vũ. 7-8 bóng người lần lượt bay về phía sau, chỉ có một mình Falcon là kịp thời dùng giao quân dụng đón đỡ rồi loạng choạng lùi lại hơn 10 bước mới lấy lại thăng bằng. Rất hiển nhiên, trong lần đầu tiên chạm mặt của hai bên, Lý Trạch Vũ đã chiếm thế thượng phong. Nhưng mà mỗi thành viên của chiến đội Lausister đều phối hợp rất hoàn hảo, sau khi 7-8 người bay ra ngoài, hơn chục người lập tức tấn công Lý Trạch Vũ từ các hướng khác nhau cùng một lúc. Vèo! Lý Trạch Vũ biến mất tại chỗ, sau đó nhảy ra phía sau lưng mười mấy người đó. Bá! Một luồng đao khí vô hình bộc phát ra từ giao quân dụng trên tay hắn. A! A nha! Sát đội viên chiến đội Lausister ở gần nhất bị chém giết tại chỗ, trong số đó có 2 người bị cắt đứt đầu. 8-9 người còn lại cũng bị đao khí gây thương tích, trên người xuất hiện đủ loại vết thương lớn nhỏ không đều. Con mẹ nó, đây là chiêu thức gì? Đồng tử Andres giãn ra. Nemanja đang được người đỡ ở bên cạnh nghiêm trọng nói, đây là đao khí, vậy mà quân đế lại luyện được đao khí, làm sao có thể? Luyện được đao khí rất mạnh sao? Andres không hiểu hỏi một câu. Sách giải thích nói, quân đế có thể sử dụng đao khí, có nghĩa là hắn có thực lực của cảnh giới chiến thánh. Cái gì? Trông dáng vẻ Andres như vừa nhìn thấy quỷ. Phải biết rằng Nemanja là một kỳ tài võ đạo, lại thêm cơ thể đã được các loại dược vật đặc thù cải tạo một phen, đến gần 40 tuổi mới miễn cưỡng đạt tới thực lực cảnh giới chiến hoàng. Về phần cường giả của cảnh giới chiến thánh có thể coi là Phượng Mao Lân Giác ở phương Tây. Phượng Mao Lân Giác, Lông Phụng, Sừng Lân, ý chỉ những thứ chỉ có trong truyền thuyết. Quân đế mới bao nhiêu tuổi? Làm sao hắn có thể có được thực lực của cảnh giới chiến thánh? Vốn cho rằng chiến đội Lausister ra tay thì có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng hai bên mới chiến đấu chưa đến 15 phút đồng hồ, mà cán cân thắng lợi lại một lần nữa nghiêng về phía quân đế. Andres lo lắng đến mức hoảng loạn. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Lý Trạch Vũ lao thẳng vào, bằng khí thế kinh khủng của mình, hắn đã ép cho một đám đội viên chiến đội Lausister không thở nổi. Falcon là đội trưởng. Vốn có thực lực mạnh nhất, nhưng cho dù là hắn ta thì cũng không dám đụng vào Lý Trạch Vũ, chỉ có thể hợp tác với đồng đội vừa đánh vừa lui. Chiến đội Lausister chỉ như vậy thôi sao? Trên mặt Lý Trạch Vũ đầy vẻ khinh thường, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh chém đứt 2 cái đầu đấm máu. Falco, nhìn thấy đồng đội của mình bị chém như dưa hấu, mấy đội viên chiến đội cùng nhau nhào về phía hắn từ khắp các hướng. Vèo, ngay sau đó,
Lý Trạch Vũ trực tiếp biến mất tại chỗ. Người đâu? Hắn đi đâu rồi? Ngay khi mấy người bọn họ đang bối rối, Lý Trạch Vũ lại xuất hiện phía sau bọn họ giống như bóng ma. Ở chỗ này, một đao bổ ngang, dưới mặt đất lại lần nữa nhiều thêm mấy thi thể. Quá tàn bạo. Quân đế, nhận một dao. Falcon nhảy vọt về phía trước, đồng thời dao quân dụng trong tay cũng hung hăng chém xuống. Hắn ta tưởng rằng cho dù một đao kia của mình không làm quân đế bị thương thì cũng có thể tạm thời ngăn chặn đối phương một lát, thời gian này đủ để cho đồng đội của hắn ta tìm được cơ hội khiến đối phương trọng thương. Ý tưởng thì hay nhưng thực tế thì phũ phàng. Tiếng kim loại đứt gãy vang lên. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ cũng vùng đao ra đỡ, dao quân dụng trong tay Falcon bị hắn chém một phát thành hai đoạn. Vẫn chưa xong đâu. Sau khi dao quân dụng trong tay Lý Trạch Vũ chém đứt vũ khí của đối phương thì hắn nhanh chóng lợi dụng tình huống này để tiến lại gần hơn một chút. Xoẹt. Falcon chỉ cảm thấy cổ của mình vô cùng lạnh lẽo, sau đó là chất lỏng đỏ tươi không ngừng chảy ra. Đội trưởng. Falcon. Rầm. Cơ thể Falcon nặng nề đập xuống đất. Có lẽ đến bây giờ hắn ta vẫn không dám tin tưởng mình sẽ chết ở nơi này. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến tất cả những người cảm thấy da đầu run. Dưới tình huống bị mấy chục người bao vây, đội trưởng Falcon của chiến đội Lausister bị một đao của hắn chém giết. Người hoảng sợ nhất chính là Andres và Jack. Nổ súng, chỉ có thể nổ súng. Dark không ngừng lẩm bẩm một mình. Lúc này Andres cũng quên mất nhắc nhở trước đó của Falcon, hét lớn, xử lý hắn, dùng súng xử lý hắn. Tạch tạch tạch, một chỉ lại một chỉ họng súng nhắm chuẩn Lý Trạch Vũ. Sau một khắc, cộc cộc cộc, đoàng đoàng đoàng. Súng trường và súng ngắn điên cuồng bắn phá. Ngay khi Andres nghĩ rằng đối phương sẽ bị bắn thành cái sàng thì Lý Trạch Vũ lại lần nữa biến mất tại chỗ. Người đâu? Mẹ nó, hắn lại chạy đi đâu rồi? Trái tim Andres bị nỗi sợ hãi chiếm giữ trong nháy mắt. Đoàng đoàng đoàng. Ba tiếng súng vang lên liên tiếp, ba thành viên chiến đội lập tức ngã xuống. Không sai một ly. Hướng 9 giờ. Một đội viên chiến đội đã tìm được vị trí viên đạn. Những người còn lại ngay lập tức nhắm súng của họ theo hướng 9 giờ rồi bóp cò mà không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, một băng đạn đã hết, ngay cả một con chim cũng không có. Đoàng đoàng. Lại là hai tiếng súng nữa vang lên liên tiếp, hai thành viên chiến đội Logister trốn trong góc ngã xuống. Andres cảm thấy vô cùng hoảng sợ, không ngừng nhìn xung quanh, nhưng anh ta không thể tìm thấy. Bóng dáng của Lý Trạch Vũ ở đâu cả. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên không ngừng. Và cũng không ngừng có người gục xuống. Điều tra, mau điều tra vị trí của đối phương. Đối phương đang không ngừng di chuyển vị trí, tốc độ rất nhanh, chúng ta hoàn toàn không tìm được. Ngay cả những thành viên được huấn luyện bài bản của Logister cũng hoảng sợ. Bọn họ làm công việc này nhiều năm như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ giống như một con ruồi không đầu, đừng nói là chiến đấu với đối phương, mà ngay cả vị trí của người ta ở đâu cũng không tìm được. Tuyệt đối không được để hắn cầm súng. Những lời của Falcon trước khi chết cứ không ngừng vang lên bên tai Andres. Đoàng đoàng đoàng, cộc cộc cộc. Các thành viên của chiến đội Lausister bắt đầu bắn loạn xạ, bất cứ nơi nào họ có thể ẩn nấp, bọn họ đều bị bắn phá. Tản Red. Tất cả mau ẩn nấp. Đoàng. Trước khi đội viên kia kịp nói hết lời, đầu anh ta đã nở hoa. 85 thành viên của đội đặc chiến, tính cả đội trưởng Falcon. Trong mười mấy phút ngắn ngủi đã chết 50 mấy người. Cứ theo đà này, không bao lâu nữa, chiến đội Lausister sẽ triệt để bị xóa tên. Dừng tay, tất cả dừng tay. Andres đột nhiên hét lớn, quân đế, đừng bắn nữa, chúng ta hãy nói chuyện. Đoàng, thứ đáp lại anh ta là một viên đạn băng giá. Cũng may là trên người Andres mặc áo chống đạn, mà Lý Trạch Vũ đang âm thầm ẩn nấp cũng không nhắm vào đầu của anh ta, để anh ta may mắn thoát một kiếp. Quân đế, đừng bắn, đừng bắn. Andres ngay lập tức yêu cầu cấp dưới bao vây mình, còn anh ta thì ôm đầu ngồi xổm xuống. Mặc dù làm như vậy rất mất mặt, nhưng để không trở thành một cái xác lạnh lẽo, anh ta không quan tâm đến thể diện. Quân đế, anh đi đi, chúng tôi không bắt ngươi. Andres hét lên. Tổn thất của bọn họ trong trận chiến này quá lớn, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì cũng chưa chắc có thể bắt được quân đế. Vì vậy chỉ có thể cầu hòa để giảm thiểu thương vong xuống nhỏ nhất. Đáng tiếc Lý Trạch Vũ không đồng ý. Tôi đã nói là sẽ tiêu diệt chiến đội Lausister. Lý Trạch Vũ âm thầm sử dụng sư tử hống của Thiếu Lâm,
để giọng nói của mình vang lên từ mọi hướng và không ai có thể biết vị trí cụ thể của hắn cả. Quân đế, anh thật muốn cá chết lưới rách với chúng tôi sao? Andres rất tức giận. Lý Trạch Vũ lạnh lùng cười, nói, không phải cá chết lưới rách, mà là tôi muốn tiêu diệt các người. Hắn vừa dứt lời, một tiếng đoàng vang lên, lại có một đội viên đặc chiến bị xử lý. Tên điên, cái tên điên này. Hai chân, Zetter run lên vì sợ hãi. Andres tỏ thái đồng ý. Ảng hòa, nhưng anh ta không ngờ Lý Trạch Vũ lại không. Hắn hoàn toàn muốn đối đầu với nước Anh. Quân đế, nếu như anh còn không chịu bỏ qua, chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào để xử lý anh. Andres hung tợn uy hiếp. Đoàng, 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 đáp lại anh ta vẫn là những viên đạn lạnh lẽo như cũ. Những người quen thuộc với quân đế đều biết, hắn là điển hình của ví dụ ăn mềm không ăn cứng. Nếu Andres cố gắng nói mấy lời hữu ích, nói không chừng hắn sẽ rủ lòng từ bi chỉ diệt trừ chiến đội Lausister, nhưng Andres lại không biết chết sống mở miệng uy hiếp. Vậy thì được rồi, sát tâm của Lý Trạch Vũ hoàn toàn bị kích thích. Dứt khoát xử lý tất cả. Lại qua mười mấy phút nữa, chiến đội Lausister, một trong những chiến đội đứng đầu trên thế giới không có nổi 10 người còn sống. Rút lui, rút lui. Andres không có ý định chiến đấu nữa, vì vậy anh ta ra lệnh ngay lập tức. Người chạy nhanh nhất chính là người của cục trị an, bọn hắn đã bị sát thần Lý Trạch Vũ làm cho sợ vỡ mật từ lâu, lúc này nghe được mệnh lệnh rút lui, bọn. Họ thật sự hận cha mẹ không cho mình thêm hai chân. Thành viên MI5 cũng nhẹ nhõm không kém. Ngay cả chiến đội Lausister cũng bị người ta diệt, bọn hắn thật không muốn dính dáng gì đến ác ma quân đế này nữa. Nhanh, đưa thư ký Naliza rời đi trước. Trước khi đi, Andres không quên trịnh trọng bàn giao một phen. Nếu như thương vong nhiều người như vậy mà vẫn không thể đưa Naliza về, vậy thì anh ta trở về cũng chỉ có một con đường chết. Lúc đầu chỉ là một đám người bao vây một người, sau một tiếng ngắn ngủi thì tình hình đã thay đổi đột ngột, đổi thành một người giết một đám người sợ mất hồn mất vía. Nemanja là người tỏ vẻ điên cuồng nhất bây giờ không còn chút hăm hở nào nữa, trái lại trở nên vô cùng sợ hãi. Trước khi tới Bosman, hắn ta từng nghĩ quân đế cùng lắm chỉ là một tên đầu sò du côn, hắn ta dùng một tay thôi cũng đủ bóp chết tên này. Mãi tới bây giờ hắn ta mới biết mình ngây thơ nhường nào, thật nực cười biết bao. Hai thành viên MI5 vội đỡ Nemanja đã bị thương nặng dậy theo lệnh của Andres. Đúng lúc này hai tiếng súng đoàng đoàng vang lên, hai thành viên của MI5 đã bị bắn vỡ đầu. Nemanja bị dọa sợ tái mặt, nhịp tim tăng nhanh, nhanh lên, thêm hai người nữa dẫn Nemanja đi đi. Andres lại ra lệnh tiếp. Dù Nemanja trở thành trò cười thì anh ta cũng không thể mặc kệ được, dẫu sao thân phận của người này cũng rất đặc biệt. Đoàng đoàng. Hai thành viên của MI5 định bước lên đỡ Nemanja lại bị bắn vỡ đầu, ngay cả đầu của Nemanja cũng có đạn lướt qua. Bắn liên tiếp mấy lần, cứ có ai dám bước tới gần Nemanja là bị bắn nát đầu ngay tức khắc. Trong đó người khó chịu nhất chính là Nemanja. Cảm giác này cực kỳ đáng sợ, chẳng thà bắn một phát cho hắn ta chết luôn cho xong. Sếp, hắn ta tè ra rồi. Izit là chỉ Nemanja. Andres nhìn kỹ lại. Thấy đúng quần Nemanja đã ướt thật. Mẹ nó, đồ ăn hại. Andres tức điên lên. Tên Nemanja này làm mất hết mặt mũi của nước Anh, mà anh ta thì không thể ném tên này đi được. Sếp, giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Zit chỉ muốn rời đi. Còn Nemanja chết hay không thì gã không muốn quan tâm, bởi vì dù quốc vương có xử phạt cũng không tới phiên gã. Có dẫn theo thư ký Naliza không? Andres cau mày hỏi. Một thành viên khác của MI5 lắc đầu báo cáo, hồi nãy đồng nghiệp có truyền tin tới nói rằng thư ký Naliza không. Không muốn đi. Cái gì? Sắc mặt Andres thay đổi, đã xảy ra chuyện gì? Không, không rõ ạ. Tên thành viên MI5 kia lo lắng nói, thư ký Naliza nói là quân đế sẽ không làm cô ta bị thương, rồi bảo chúng tôi là không cần để ý tới cô ta. Khốn nạn. Andres buột miệng mắng mỏ. Đã trà trộn vào thế giới hắc ám rồi thì làm gì còn ai nhẹ dạ nhẹ tay được nữa, để lại thư ký Naliza một mình chắc chắn sẽ gặp. Nguy hiểm. Ban đầu họ nghĩ dù quân đế to gan thế nào cũng không dám chống lại quan chức chính phủ nước Anh bọn họ. Nhưng người ta không những cướp trừ vệ hoa đi mà còn tiêu diệt cả chiến đội Lausister. Không lẽ một tên điên như hắn lại sợ thân phận công chúa của Naliza hay sao? Không có chuyện đó. Andres tin chắc.
nếu quân đế đã muốn giết chết Naliza thì chắc chắn hắn sẽ không kiêng dè bất kỳ thứ gì. Sếp, hay là chúng ta rút lui trước? Zit xuất hiện suy nghĩ muốn rút lui. Tuy rằng Andres cũng rất sợ, nhưng anh ta vẫn kiên quyết từ chối. Không thể. Thư ký Naliza và Nemanchia không thể xảy ra chuyện không may nào. Nếu không ngay cả khi anh ta chạy trốn thành công thì cũng khó mà giữ được cái mạng của mình. Sếp, nếu không đi tất cả chúng ta sẽ phải chết ở đây. Zit suýt nữa làm trái lệnh. Nét mặt Andres trở nên hung ác, anh ta nói của Bootsman tới đây. Điều đội quân bảo vệ thành phố. Nghe thấy anh ta nói vậy, ánh mắt Zit sáng lên. Dù quân đế có mạnh hơn chăng nữa, không lẽ còn mạnh hơn cả máy bay chiến đấu với xe tăng? Phòng thủ. Andres bình tĩnh ra lệnh, trước khi quân viện trợ tới phải phòng thủ được bến tàu, không được để cho quân đế trốn thoát. Vâng, ít bất chấp khó khăn nhận lời. Khoảng 100 thành viên còn sống của MI5 vội vàng tản đi trốn ở khắp các góc hẻo lánh ở cảng. Cùng lúc đó, Naliza đang ở trong tòa cao ốc hít sâu một hơi. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng đột nhiên vang lên bên trong tòa nhà. Mười mấy thành viên còn lại của MI5 chưa rút lui không phản ứng kịp, liên tục có người ngã xuống đất. Ngay sau đó, một người dính đầy máu xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của Naliza. Quân đế! Thế nào, màn kịch vừa rồi xuất sắc không? Vừa nói Lý Trạch Vũ vừa cởi áo sơ mi đẫm máu trên người xuống, để trần cánh tay đi tới gần Naliza. Anh định làm gì? Naliza cau mày. Lý Trạch Vũ cười tâu toét, nói, người hầu đáng yêu. Giờ hãy tới đây hầu hạ chủ nhân đi. Naliza chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị Lý Trạch Vũ tóm chặt, kéo mạnh một cái đè ép mặt cô ta vào vách tường. Xít! Lý Trạch Vũ dùng bàn tay khác cởi quần của Naliza. Quân đế, anh không thể! Đừng! Ái! Cảm xúc sợ hãi lập tức chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ của Naliza. Lý Trạch Vũ không mất lý trí, giờ hắn làm vậy là vì cơn giận của hắn đang rất lớn. Sau đợt giết chóc, hắn cần phải phát tiết, mà nữ hầu gái này chính là vật để hắn phát tiết tốt nhất. Đừng mà, dừng lại, khóe mắt Naliza rớm ra một chút nước mắt trong veo. Cô ta không ghét người đàn ông này, ngược lại hơi thở cuồng dã mạnh mẽ của giống đực trên người hắn lại khiến cô ta mê như điếu đổ. Về phần tại sao lại khóc, đương nhiên là vì cô ta không cam tâm lần đầu của mình lại bị mất vào lúc này. Hắn không thể đi dùng bữa với nhau đầu tiên, sau đó đi xem phim. Tặng một bó hoa hồng đẹp đẽ, rồi bắt đầu tiến tới trong bầu không khí lãng mạn à. Đúng là một tên đáng ghét khốn nạn. Khoảng gần một tiếng sau, trận chiến cỡ nhỏ này mới kết thúc. Naliza nằm co ro trong góc, nước mắt treo bên khóe mắt chưa biến mất. Có vẻ Lý Đại Đương gia đã tỉnh táo lại, hắn nhìn Naliza ngoan ngoãn đáng yêu rồi lạnh nhạt hỏi, cô có sao không? Đồ khốn nạn! Naliza nổi đóa, trừng mắt nhìn hắn. Tuy trong lòng Lý Trạch Vũ cảm thấy hơi áy náy nhưng không hề biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ mỉm cười đăm chiêu, nói, cô nên thấy vui vì tôi không giết cô. Và lại cô là người hầu của tôi, hầu hạ chủ nhân không hợp lý à? Hừ, tôi sẽ nhớ kỹ món nợ hôm nay. Naliza hung hăng nói. Lý Trạch Vũ nhún vai, giọng điệu đầu khinh thường, nhớ thì nhớ, cùng lắm lần sau tới cô dùng sức với tôi. Anh là đồ trơ cháo. Khuôn mặt xinh đẹp của Naliza tỏ ra giận dữ, thoạt nhìn càng dễ thương hơn. Lý Trạch Vũ định thưởng thức thêm một lát, vù vù vùi tiếng cánh quạt chói tai vang lên. Lý Trạch Vũ nhướng mày, hắn nghe ra đây không phải loại máy bay trực thăng bình thường, mà là tiếng cánh quạt của máy bay chiến đấu. Ngó đầu nhìn ra từ cửa sổ, thấy trên bầu trời xuất hiện mấy chiếc máy bay chiến đấu, từ xa tới gần đều có. Xít! Lý Trạch Vũ không ngờ nước Anh điều động cả máy bay chiến đấu. Không những vậy, dưới đất còn truyền tới những tiếng động ầm ầm. Là xe tăng. Dường như Naliza cũng nhận ra tình hình không đúng, vẻ giận dữ trên mặt bất mất. Sau đó cô ta lên tiếng cảnh cáo, chắc chắn là đội quân bảo vệ thành phố của Bootsman đã tới. Tôi khuyên anh tốt nhất hãy bó tay chịu trói ngay đi. Bó tay chịu trói. Hừ. Lý Trạch Vũ hừ một cái, nói, ông đây đã dám nghịch lửa thì sẽ dám chơi tới cùng. Để xem cuối cùng ai mới là người phải khóc nhè. Vừa dứt lời hắn đã lấy điện thoại ra, quen tay ấn xuống dãy số đứng đầu tiên. Gọi các anh em tới Bootsman ngay bây giờ đi, tôi cho các cậu chơi một vố lớn. Sự cảnh giác của Andres dần dần biến mất, bởi vì gần một giờ đồng hồ trôi qua, quân đế cũng không ra tay với bọn họ. Hay là tên đó trốn rồi? Không thể nào.
trong ngoài bến cảng có nhiều đôi mắt như vậy, Andres hoàn toàn không in quân đế có thể chuồn đi trong âm thầm lặng lẽ thế. Cái tên quân đế đó rốt cuộc đang làm trò gì? Đắc nghĩ mãi mà không hiểu. Đôi mắt Andres bỗng sáng lên nói, người nghĩ xem có lẽ nào quân đế bị thương rồi không? Hừ Ách lập tức giật mình, liền buột miệng nói, trưởng quan thật thông minh. Người của bọn họ vừa bắn phá lung tung, gần như những chỗ có thể trốn trong kiến trúc đều bị bắn lủng lổ, khả năng rất cao vô tình đã bắn trúng đế quân. Andres càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, thế là chưa gì hết đã ra lệnh, ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm khắp chỗ này. Hả, Sách khẽ nhếch miệng, hắn ta ngạc nhiên đến muốn rớt cầm ra ngoài. Tuy gã ta cũng cho rằng rất có thể quân đế đã bị thương, nhưng chỉ là bị thương thôi, chứ người ta có chết đâu, nếu như trước lúc chết hắn phản công, khẳng định cấp dưới của hắn ta lại chết không ít. Trưởng quan. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Zetter bĩu môi, đề nghị, tôi cảm thấy chúng ta khoan hãy hành động hấp tấp, mọi hành động đợi quân chỉ viện đến rồi tính. Andres gật đầu, ngầm đồng ý nói, cũng đúng, thương vong bên chúng ta quá lớn, không nên lại có thêm tổn thất nào nữa. Nghe vậy, Zetter thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng đúng ngay lúc này, trên bầu trời vọng xuống tiếng động cơ cánh quạt, trên mặt đất thì có hàng chục chiếc xe tải quân dụng hạng nặng đang chạy về bến cảng. Ngoài ra còn có vài chiếc xe quân dụng Optimus Prime kéo theo xe tăng cũng đang đến. Ha ha ha, quân chỉ viện đến rồi. Andres cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng rồi, anh ta lại được việc rồi. Rất nhanh, hơn 2.000 binh sĩ trang bị đầy đủ súng lần lượt bước xuống từ trên xe. Người cầm đầu cùng vô số sĩ quan bước đều đến trước mặt Andres báo danh. Trước hết cho một nhóm binh sĩ vây quanh bến cảng, sau đó tiến hành ném bom giải thảm. Andres gần như ra lệnh ngay. Tuy nhiên một sĩ quan lên tiếng nhắc nhở, trưởng quan, tàu thuyền trong bến cảng quá nhiều, nếu như ném bom giải thảm, mấy thuyền tàu đó đều sẽ bị nổ tung toàn bộ, còn nữa. Bến cảng cũng sẽ hoang tàn đổ nát, trở thành một vùng hoang tàn, tổn thất thật sự là quá lớn. Không sao cả, cứ theo lời tôi nói mà làm. Thái độ Andres kiên quyết. Chiến đội Lausister đã bị tiêu diệt rồi, dù cho có mấy cái bến cảng cộng lại cũng không bằng tổn thất lớn đó. Chỉ cần có thể bắt được kẻ đầu sỏ quân đế kia, thì anh ta mới có thể giữ được chức vị hiện tại của mình. Vâng, vâng. Các sĩ quan thấy thái độ của Andres quá cứng rắn, chỉ có thể làm theo cách anh ta nói, dù sao nếu cấp trên có trách cứ xuống thì cũng không liên quan đến bọn họ. Các sĩ quan phân công rõ ràng, một nhóm vây quanh bến cảng, một nhóm đi lắp đặt pháo, còn có mấy tinh anh sĩ quan thì tự mình điều khiển xe tăng nhắm chuẩn kiến trúc lớn nhất bên trong bến cảng. Trưởng quan. Thư ký Naliza còn chưa đi ra. Andres đang chuẩn bị ra lệnh nổ súng, đột nhiên nghe, Rách nhắc nhở, sắc mặt chợt thay đổi, con mẹ nó, từ sớm sao không nhắc tôi. Nếu như muộn hơn một giây thì Naliza sẽ biến thành vong hồn dưới ngòi pháo, đến lúc đó cho dù anh ta có diệt trừ được quân đế thì cũng không cách nào đền tội. Trưởng quan, tôi cũng là vừa mới nhớ ra ạ. Rách có trăm cái miệng cũng khó cãi. Bốp! Andres tức giận cho hắn ta cái bạt tay nói. Còn không nhanh cho người đón thư ký Naliza xuống. Vâng, Sách chỉ dám giận không dám nói, tự mình liên lạc với cấp dưới. Alo alo alo, mặc kệ là thư ký Naliza có đồng ý hay không, ngay lập tức dẫn cô ta xuống đây. Alo alo alo, đã qua một lúc, không có ai trả lời lại. Sách hình như đoán ra được điều gì, thấp thỏm báo cáo với Andres, trưởng quan, thư ký Naliza có thể đã bị quân đế khống chế rồi. What? Sắc mặt Andres lại lần nữa thay đổi, sau đó lại cho hẳn ta một cái bạt tay. Chát! Sách lại ăn một cái tát. Con mẹ nó, cấp dưới của mày toàn là phế vật hả? Andres tức nổ phổi. Quân đế, tao biết mày đang ở trong đó, tao khuyên mày lập tức khoanh tay chịu trói, như vậy mày còn có thể giữ được toàn thây. Nếu như mày không biết tốt xấu, vậy bọn tao sẽ cho mày nổ tan thành mây khói. Cho mày 10 giây cuối cùng suy nghĩ. Đoàng! Lời Andres còn chưa nói xong, một tiếng súng vang lên. Nếu như không muốn công chúa của chúng mày chết, tao khuyên mày tốt nhất nên im miệng đi. Giọng Lý Trạch Vũ ngang ngược vang lên. Nghe thấy những lời này, Andres mới xác nhận Naliza đang trong tay đối phương, nhất thời vô cùng tức giận, đồng thời cũng thầm trách Naliza bướng. Bình, trước đây anh ta muốn dẫn cô ta đi cô ta không đi, giờ thì hay rồi, lại bị người khác bắt được. Tuy nhiên anh ta lại không biết. Naliza cũng hối hận biết vậy đã chẳng bướng.
Nếu như ông trời cho cô ta thêm một cơ hội, cô ta chắc sẽ cùng thành viên MI5 rời đi trước. Đáng tiếc là không có nếu như. Cũng cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ chĩa súng vào đầu Naliza, cười nhạt nói, lên tiếng, bảo chúng nó không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không súng trong tay tôi không có mắt đâu. Khốn nạn, tôi không nói đó, hai chúng ta cũng chết đi cho xong. Naliza giống như hờn dỗi vậy, nói tiếp, có quân đế chết cùng tôi, đời này của tôi cũng đáng rồi. Lý Trạch Vũ đau đầu, vội vàng thu lại súng, cười hi hi nói, cô suy nghĩ kỹ một chút, người xinh đẹp như cô, mà bị mấy cái đạn pháo kia bắn trúng, thì chắc chắn sẽ nổ banh xác đến mẹ cô cũng không nhìn ra cô. Tôi không sợ. Thái độ Naliza kiên quyết nói, tôi dù có chết cũng sẽ kéo theo kẻ phụ tình như anh đi cùng. Kẻ phụ tình. Lý Trạch Vũ thoáng giật mình, phút chốc đã hiểu ra chuyện gì, thế là vội vàng nịnh nọt nói, Naliza, em đừng giận, tôi đồng ý với em, sau này tôi nhất định sẽ tốt với em. Xí, tôi éo thèm tini. Naliza bĩu môi ni n ra nói dối là nghề của đàn ông mấy người. Cô ta càng tức giận. Giây trước cô ta còn triền miên với tên khốn trước mắt, giây sau tên khốn trước mắt đã lấy súng chĩa lên đầu cô ta. Ơ kìa, đừng như vậy mà. Lý Trạch Vũ tuét miệng cười, tiếp tục nịnh nọt nói, trước đây là anh không đúng, sau này anh sẽ đền bù cho em. Giờ nói bọn họ đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, Naliza có chút mềm lòng, nửa tin nửa ngờ hỏi, anh thật sự sẽ đối tốt với tôi chứ? Anh xin thề, Lý Trạch Vũ lập tức giơ thẳng ba ngón tay lên, hi hi. Naliza đột nhiên phá lên cười, được rồi, em tin anh rồi, giờ em sẽ nói bọn họ rút quân. Rút quân? Lý Trạch Vũ sửng sốt nói, bọn chúng là muốn giết chết anh. Chẳng lẽ anh đã quên cha em là quốc vương sao? Vẻ mặt Naliza nhìn hắn kiểu, anh thật ngốc, chỉ cần em lên tiếng bọn họ sẽ không dám động đến anh đâu. Cho dù chiến đội Lausister đã bị anh tiêu diệt cũng chẳng sao, em sẽ cầu xin cha dùm cho anh. Đôi môi Lý Trạch Vũ có hơi giật một chút, đột nhiên có cảm giác ăn bám. Quan trọng là hắn căn bản không cần ăn bám cái này, chỉ cần kéo dài thời gian một chút, đợi đồng bọn của hắn đến, thì là lúc ác mộng của các binh sĩ bên dưới bắt đầu. Naliza có vóc dáng đẹp như ma quỷ, khuôn mặt thiên sứ, một cái liếc mắt một nụ cười cũng đủ khiến đàn ông động lòng. Ngoài cái đó ra, cô ta còn có thân phận là một trong số con gái cao quý của quốc vương nước Anh, trong quyền quý các quốc gia trên toàn thế giới đều có người theo đuổi và ngưỡng mộ cô ta. Euro ó lời đồn, hoàng tử trong hoàng gia Ả Rập vì muốn có được trái tim cô gái này, đã dùng kim cương khảm nạm lên cả một chiếc xe và tặng cô ta. Càng có lời đồn, thiếu chủ gia tộc thần bí Rothschild từng dùng vàng tạo nên một tòa cung điện, chỉ để mừng sinh nhật cô ta. Đủ các dấu hiệu cho thấy rõ, Naliza là người con gái vừa có thân phận cao quý lại vừa xinh đẹp, là giấc mơ của tất cả đàn ông. Nhưng Lý Đại Đương gia không muốn ăn bám cái váy này, thật có chút không biết tốt xấu. Nếu để những người quyền quý theo đuổi Naliza biết được, một người nhổ một ngụm nước bọt cũng đủ dìm chết hắn. Không được bắn. Naliza thò đầu ra, cao giọng hô to, Andres, lập tức rút hết người đi cho tôi, không cần bận tâm đến sự an toàn của tôi. Andres trốn trong đám đông nghe thấy những lời này, trái tim lo lắng đang treo lơ lửng cũng dần dần buông lỏng. Trưởng quan, thư ký Naliza 10 phần hết 9 phần là bị cái tên quân đế kia uy hiếp. Đác đứng bên cạnh nhắc nhở, chát. Andres tát một cái qua, mở miệng mắng mỏ, mày cho là tao không biết ư. Cần mày nhắc tao hả? Sách ôm lấy cái má nóng rát, dám giận không dám nói. Đây đã là lần thứ ba hắn ta bị cho ăn tát rồi. Nếu không phải vì chức vị của Andres cao hơn hắn ta, nói sao hắn ta cũng muốn băm anh ta cho chó ăn. Sắc mặt u ám của Andres có chút dọa người. Tình huống đặc biệt này, thường sẽ điều động đội đặc nhiệm tiến hành giải. Cứu con tin, thế nhưng ngay cả đội đặc nhiệm giỏi nhất là chiến đội Lausister cũng bị tiêu diệt, thì còn có thể điều động ai giải cứu. Có thể nói, hiện giờ bọn họ ngoài việc ném bom giải thảm vào bến cảng ra thì không động vào được sợi tóc nào của quân đế. Suy nghĩ một lát, Andres quyết định báo cáo tình hình cho quốc vương biết trước, để cấp trên tự mình đưa ra quyết định thôi. Cùng lúc đó, tại cung điện Buckingham, Alex nhận được điện thoại của Andres thì tức đến tím tái mặt mày, lớn tiếng chửi vài tiếng phế vật. Quốc vương, chúng tôi có thể diệt trừ quân đế, nhưng mà... Thư ký Naliza đang trong tay đối phương. Andres có ý đồ trốn trách nhiệm, lời trong ý ngoài chính là nhắc nhở Alex rằng, chúng tôi có năng lực diệt trừ mục tiêu. Chỉ là vì nghĩ cho an toàn con gái ông ta.
Alex nắm chặt hai đấm nắm, trầm giọng nói, không được hành động khinh suất, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Nerlizo. Quân đế có chết hay không với ông ta mà nói không hẳn là rất quan trọng nhất vẫn là Trừ Vệ Hoa và Naliza. Hai người này đối với ông ta rất quan trọng, thiếu một người cũng không được. Cúp điện thoại, Alex dùng điện thoại cá nhân của mình gọi đến một số điện thoại. Hello, ngài Alex thân mến. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng của Elip. Alex không rảnh cùng đối phương dài dòng, bấy giờ đã lời ít mà ý nhiều đem chuyện Trừ Vệ Hoa bị người khác bắt đi kể lại một lần. What? Hiển nhiên Elip cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không kìm được tức giận mà chất vấn. Alex, nước Anh của các người làm việc kiểu gì thế, chẳng lẽ không biết tiến sĩ Trừ quan trọng đến mức nào sao? Đối phương nghiêm nghị chất vấn, Alex cũng đang trong cơn giận dữ. Mọi người đều biết, nước Mỹ tách ra từ nước Anh, dùng từ quan hệ cha và con để hình dung thì không gì thích hợp hơn. Đáng tiếc là giờ đây đôi cánh của đứa con này cứng rồi, không những không hiếu thảo với cha, còn xem cha như chớ mà sai khiến. Nghĩ như vậy thì có thể hiểu được tâm trạng Alex lúc này. Mặc kệ như thế nào các người nhất định phải nghĩ cách đem tiến sĩ Trừ quay về, nếu không tổn thất mà nước Mỹ của chúng tôi vì thế phải chịu sẽ tính hết lên đâu các người. Thái độ Elip hung hăng khác thường. Gân xanh trên trán của Alex cũng nổi lên, cố nén cơn giận nói, theo như, cấp dưới của tôi nói, tiến sĩ Trừ là bị máy bay chuyên dùng Thánh Đình dẫn đi, hy vọng nước Mỹ của các người có thể đích thân ra mặt tạo áp lực cho Thánh Đình, bất kể như thế nào cũng không được để bọn họ thả người đi. Được. Elip cũng biết hiện giờ không thể hành động theo cảm tính, sảng khoái đồng. Cúp điện thoại, sắc mặt Alex vẫn u ám như cũ. Bảo Lauren đến gặp tôi. Vâng. 10 phút sau. Một binh sĩ đi theo người dẫn đường tới văn phòng. Tuy ông già có thân hình gầy nhỏ, nếp nhăn trên mặt chăn chít như cầu thang, những thần thái cả người rất sáng láng, bước đi như gió, hơn nữa đôi mắt ông ta đặc biệt sắc bén. Lauren, là hộ vệ mạnh nhất trong trăm năm qua của nước Anh. Thực lực của ông ta, những kẻ mạnh bên ngoài đều không được biết, thậm chí những người biết đến sự tồn tại của ông ta càng ít hơn. Alex, vội vã tìm tôi thế là có chuyện gì? Lauren không mời tự ngồi, thậm chí gọi thẳng tên của Alex. Alex cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại đặc biệt cung kính nói, Lauren, có chuyện phiền phức cần ngài giúp. Phiền phức? Lauren cười nhạt một tiếng, nói theo như tôi nhớ hình như đã 6 năm rồi ông không có tìm gặp tôi. Nghe vậy, Alex gật đầu. 6 năm trước, Thánh Hoàng của Thánh Đình đến thăm nước Anh, tộc bất tử sau khi biết được tin này thì liền phái 6 vị công tước đi ám sát Thánh Hoàng. Lần đó nếu không nhờ Lauren ra tay, có lẽ Thánh Hoàng thật sự đã bỏ mạng ở nước Anh rồi. Lần này tìm tôi lại là vì chuyện gì? Lauren hiếu kỳ hỏi. Alex trầm giọng nói, cứu con gái của tôi. Hả? Lauren hơi híp mắt lại, trên đời này còn có người to gan dám gây bất lợi cho con gái ông ư, đối phương có mấy cái lá gan thế? Thằng đó là một thằng điên. Alex nói ngắn gọn, đem chuyện xảy ra hai hôm nay nói tóm gọn một lần. Sau khi nghe xong, Lauren càng cảm thấy có hứng thú, cười nhẹ nói, tôi thật sự rất muốn gặp mặt thằng nhóc gan to bằng trời đó. Một lát sau, một chiếc trực thăng cất cánh từ cung điện Buckingham, mục tiêu là bay thẳng đến bến cảng Bosman. Cùng lúc đó, tại Thánh Đình, Thánh Hoàng Gurio đặt điện thoại xuống, trầm giọng dặn dò, Flying Deer, nói Cardassian đến gặp tôi. Vâng, một hiệp sĩ cung kính nhận lệnh. Một lát sau, một cô gái trẻ đi vào đại điện. Cô ta mặc một váy gạc liền thân màu trắng, toàn thân toát khí chất dịu dàng. Mái tóc vàng kim dày và xoăn, đôi mắt màu xanh mê hoặc lòng người, đường nét khuôn mặt rõ ràng, lông mày, mắt và khóe miệng rất hài hòa, ngũ quan tinh tế như là được bàn tay thượng đế điêu khắc. Cardassian, thánh nữ đương nhiệm của Thánh Đình. Truyền thông phương Tây đánh giá cô ta là thánh nữ đẹp nhất trong số các đời thánh nữ, đồng thời cũng là một trong số thập đại mỹ nhân ở phương Tây. Thánh Hoàng. Cardassian khẽ cúi người hành lễ, mỗi một động tác đều thể hiện rõ sự phóng khoáng, khéo léo. Curio gật đầu một cái, hỏi, máy bay riêng của cô sao lại xuất hiện ở nước Anh? Nghe hỏi, trong lòng Cardassian đột nhiên trở nên thẳng thốt, dáng vẻ như. Muốn nói gì đâu lại thôi. Thấy thái độ này của cô ta, ánh mắt sắc bén của Curio nhìn thẳng vào người Cardassian, bỗng cao giọng nói, thánh nữ thì không thể yêu đương, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Hơn nữa, ngay sau đó, hắn ta lại nhạy bén chuyển chủ đề, cái thằng quỷ quân đế không đáng để cô đối xử tốt với nó vậy. Không đáng hả,
Khóe miệng Cardassian cong lên nở một nụ cười ngọt lịm. Không, hắn xứng đáng. Bến cảng Boltzmann, gió thổi lá rơi, không khí yên tĩnh vắng vẻ. Lý Trạch Vũ hút thuốc, không nói một lời. Naliza bên cạnh có chút thiếu kiên nhẫn hỏi, anh rốt cuộc đã suy nghĩ xong chưa? Đợi thêm chút, sắp suy nghĩ thông rồi. Lý Trạch Vũ không quay đầu lại, chỉ trả lời cho có. Đôi mắt xinh đẹp của Naliza không hài lòng nhìn chăm chạp hắn hỏi, không được, bây giờ anh phải nói cho em biết, rốt cuộc có muốn lấy em không? Vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ trôi qua, thái độ của Lý Trạch Vũ mập mờ không rõ, mãi không cho cô ta một câu trả lời, làm như là cô ta đang cầu xin hắn cưới mình. Naliza, không phải anh không muốn, chỉ là anh cảm thấy. Lý Trạch Vũ bĩu môi nói, tính từ lúc quen biết đến giờ chỉ mới có hai ngày, bây giờ đã tính tới chuyện cưới hỏi, có phải là quá nhanh không? Cưới trước yêu sau, em không bận tâm chút nào cả. Khi nói câu này khuôn mặt nhỏ của Naliza ửng đỏ, hơn nữa, chúng ta đã như vậy với nhau rồi. Hay là lại như vậy lần nữa? Lý Trạch Vũ khéo léo chuyển chủ đề. Xem chừng hắn vật lộn một trận nhỏ với Naliza xong thì chắc đồng bọn của hắn cũng có thể chạy tới kịp rồi. Anh mơ đi nhé. Naliza cười khúc khích nói, từ bây giờ trở đi, trước khi chúng ta chưa tiến tới thánh đường hôn nhân, anh đừng mơ chạm vào Imo. Cái này không thể chiều theo em được. Khóe miệng Lý Trạch Vũ cong lên nụ gian manh, sau đó vòng tay ôm Naliza vào lòng. Đừng, đừng mà. Naliza tính phản kháng, đáng tiếc chẳng có chút tác dụng. Lý Trạch Vũ cười hi hi, lúc đang chuẩn bị tiến thêm một bước. Bùm, bùm, bùm. Bên ngoài vang lên tiếng nổ cực lớn. Sắc mặt Lý Trạch Vũ thay đổi, còn cho rằng bọn người Andres đã bắt đầu ném bom, nhưng mà sau khi liếc nhìn ra ngoài, hóa ra là ở một nơi khác phát động tấn công. Ha ha! Lý Trạch Vũ biết đó chính là người của mình, ngay lập tức bộc phát ý chí chiến đấu mãnh liệt. Quân đế, anh cười gì thế? Naliza cũng cho là tiếng bom nổ bên ngoài là Andres cảnh báo, thế là nhắc nhở hắn, anh nhanh chóng đồng ý với em, sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây an toàn rồi. Tôi đồng ý cái con khỉ với cô. Lý Trạch Vũ liếc cô ta một cái, bá đạo nói, ông đây là quân đế, trên thế giới này không có ai dám ép tôi cải. Anh nói em đang ép anh ư? Naliza cảm thấy oan ức nói, khốn nạn, tôi cũng là vì muốn tốt cho anh. Lý Trạch Vũ cười nhạt nói, tôi cảm ơn cô nha, nhưng quả thật không cần vì muốn tốt cho tôi đâu. Vừa dứt lời, anh quơ lấy con dao quân dụng trên mặt đất rồi thả người nhảy xuống. Tên khốn, nhanh quay lại đây, bọn họ sẽ giết chết anh đó. Naliza kinh ngạc, song khi cô ta thò đầu ra nhìn về hướng bom nổ khắp trời kia, nhất thời trợn tròn mắt, đơ người. Đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, đội quân bảo vệ thành phố của Boltzmann bị bắn không trượt phát nào, chỉ trong một khoảnh khắc đã chết liền hơn 100 người. Một nhóm người đeo mặt nạ từ trực thăng nhảy xuống, giống như thiên thần giáng trần. Bóng Lý Trạch Vũ lướt đi trong chiến loạn nhanh như chớp, nhân lúc đội quân bảo vệ thành phố của Boltzmann đang rối loạn, đột phá vòng vây ra ngoài thành công. Người cầm đầu En nhìn thấy hắn, liền vui mừng nói, quân đế, chúng tôi đến rồi. Đại đương gia, chúng tôi đến đây. Đại đương gia. Đội viên quân U Minh tràn đầy ý chí chiến đấu, bởi vì trước khi đến đây bọn họ nhận được tin lần này Lý Trạch Vũ sẽ dẫn họ đại chiến một trận. Nói nhảm ít thôi. Lý Trạch Vũ chỉ vào đội quân bảo vệ thành phố đông nghẹt kia, nói, tiêu diệt toàn bộ, một tên cũng không chừa. Vâng, vâng, sau một tiếng hiệu lệnh, hơn 100 bóng người nhanh chóng tản ra. Lý Trạch Vũ lại nhảy lên một chiếc máy bay chiến đấu, thao tác thuần thục khởi động máy. Vụ cửa cabin mở ra, En cũng nhảy lên máy bay, tôi theo đại đương ra. Sao cũng được. Lý Trạch Vũ điều khiển máy bay chiến đấu bay lên không trung, xoay một vòng, nhắm chuẩn một chiếc máy bay chiến đấu khác rồi nhấn nút bản. Đạn pháo bắn trúng mục tiêu một cách chuẩn xác không lệch tí nào. Oàng! Chiếc máy bay chiến đấu của nước Anh rơi xuống. Falco! Những chiếc máy bay chiến đấu còn lại của nước Anh đồng thời phát động phản kích. Tuy nhiên thao tác và kỹ thuật của Lý Trạch Vũ hoàn toàn vượt xa hiểu biết của những phi công kia. Chỉ thấy máy bay chiến đấu bay vút lên trời cao, tránh né hàng loạt hỏa tiễn. Chíu chíu chíu. Hai quả hỏa tiễn lần lượt bay vút tới. Falco! Oàng! Lại thêm hai chiến máy bay chiến đấu của nước Anh bị nổ tan tành. Nửa tiếng qua đi, đội quân bảo vệ thành phố của Boltzmann bị đánh đến không có một cơ hội phản kháng, thương vong hơn 700-800 người. Sao lại như vậy? Mấy người đó là ai vậy?
Andres bị dọa đến mất hết hồn vía. Đắc nơm nớp lo sợ nói, trưởng quan, đó là quân U Minh. Quân U Minh? Bọn họ sao có thể nhập cảnh, còn nữa? Mấy thằng ở bộ phận hàng không? Đều ăn cứt à, sao ngu vậy, lại để máy bay chiến đấu của người khác xâm nhập? Vào trong nước, đúng là rác rưởi. Andres tức đến nổi giận đùng đùng. Sách Trấn An nói, trưởng quan, hay là chúng ta khoan hãy truy cứu tại sao bọn họ có thể nhập cảnh, diệt trừ bọn chúng đã rồi nói. Không sao. Andres nhẫn nhịn cái cảm giác sợ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh ra lệnh, xử hết bọn chúng cho tao, một mẻ tóm gọn toàn bội. Păng păng păng. Trời má. Đạn liên tiếp bắn xẹt ngang qua vai của Andrea, giữa hai chân của anh ta chảy ra nước màu vàng. Nước đái, anh ta bị dọa đến đái ra quần. Nemanja ở bên cạnh nhếch miệng cười diều. Vừa nãy khi anh ta bị dọa đến đái trong quần, cùng lúc hứng chịu không ít mỉa mai và cười chê, giờ có người cũng giống hắn ta, trong lòng không khỏi hả hê. Rất buồn cười hả? Đột nhiên, xung quanh mấy người bọn họ có một giọng nói chế giễu vang. Quân, quân đế! Rách khẽ há hốc mồm, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Andres cùng mở to hai mắt, không dám tin quân đế có thể đột phá nhiều vòng phòng thủ rồi tìm đến chỗ bọn họ. Nemanja nuốt nước miếng, con người hiện rõ nỗi khiếp sợ. Nhanh, xử hắn đi, Đác lắp bắp ra lệnh. Đáng tiếc thành viên MI5 bên cạnh hắn ta lại không một ai dám tiến lên, dù gì biểu hiện trước đây của Lý Trạch Vũ đã hoàn toàn dọa bọn họ sợ vỡ mật. Xông lên, nhanh xông lên, Andres hối thúc không ngừng. Lý Trạch Vũ áp sát từng bước đến chỗ ba người họ, vừa rồi không phải mấy người rất hống hách đó sao? Hống hách lần nữa tao xem. Quân đế, mày đừng có làm bậy, bọn tao có mấy ngàn binh sĩ, còn chúng mày chỉ có hơn 100 người thôi. Andres vừa nói vừa lùi lại. Mấy ngàn người đồ ha, nhiều quá cơ. Lý Trạch Vũ khinh thường cười khẩy. Andres đưa tay lên cao nói, hay là chúng ta bắt tay làm hòa đi, đừng có đánh nữa. Bắt tay làm hòa, ha, nằm mơ đi, dứt lời, Lý Trạch Vũ bay lượn qua người Andres và, rách. Mười mấy thành viên MI5 không thể không ra tay, chỉ tiếc là tốc độ của bọn họ thật sự là quá chậm. Vèo vèo vèo. Chỉ thấy một đường ánh sáng lấp lóe, giây sau trên mặt đất lại xuất hiện mấy chục cái xác. Đừng, đừng giết tôi, tha cho chúng tôi đi. Andres và Jack mở miệng cầu xin cùng lúc. Nhưng Lý Trạch Vũ kiên quyết lắc đầu, không, bọn mày nhất định phải chết. Xoẹt. Tuy nhiên, đúng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Andres và Jack. Chàng trai trẻ ngông cồng quá nha. Nhìn cụ già đột nhiên xuất hiện, hai người Andres và Jack giống như người chết đuối bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ngài Lauren, Nemanja nhận ra thân phận người đến nhanh hơn hai người, hai mắt vốn dĩ âm u ảm đạm bỗng nhiên lóe sáng. Andres và Jack đều vui mừng. Thì ra quốc chủ Alex bảo bọn họ đừng nên hành động thiếu suy nghĩ chính là để gửi ông lớn này tới. Quân đế, chờ anh lâu rồi. Quân đế, hôm nay ngay cả đại thần rớt cũng không cứu được cậu. Trời trong, mưa lạnh, Andres và Jack cảm thấy lại được rồi nên đứng dậy. Lauren chắp hai tay sau lưng. Gió thổi rối tung mái tóc trắng của ông ta, trông có vẻ cao thâm khó dò. Keng, Lý Trạch Vũ vứt dao quân dụng trong tay xuống đất, hoạt động xương cốt một chút rồi lắc đầu cười lạnh, cả đời tôi ghét nhất có người làm màu trước mặt tôi. Trong lúc nói chuyện hắn cô nắm đấm của mình, lão già, cái này chắc hẳn ông biết nhỉ. Lauren vẫn nhẹ như mây gió, người trẻ tuổi, nếu nắm đấm của cậu đánh chúng tôi, chỉ sợ còn phải trở về ăn bánh mì mấy chục năm. Bù, lời ông ta còn chưa nói hết. Lý Trạch Vũ trước mặt bỗng nhiên di chuyển. Bay bổng tựa cánh hồng kinh động, mỹ miều như dáng vẻ du long. Nhìn tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh như vậy, Lauren thế mới biết mình khinh thường đối phương, lúc này chuẩn bị tốt tư thế phòng ngự. Ông đây là ăn cơm. Chiêu thức của Lý Trạch Vũ cũng không đẹp đẽ mà vô cùng trực tiếp, một quyền nặng nề đánh thẳng vào tim Lauren. Tốc độ thực tế quá nhanh, Lauren chỉ có thể tung người lên, khó khăn tránh khỏi trọng quyền này. Vẫn chưa xong, tốc độ của Lý Trạch Vũ phản ứng nhanh chóng, thân hình cũng bay lên, biến đấm thẳng thành đấm móc, cho dù sức mạnh có hơi yếu bớt nhưng khí thế vẫn hừng hực như cũ. Lauren vô cùng kinh ngạc, muốn tránh đi đã không kịp nữa, ông ta trơ mắt nhìn cú đấm móc này đấm vào bụng mình. Phanh phanh, phụt, Jack và Andres mắt thấy Lauren bị thương, trên mặt lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Giật mình nhất không ai qua được Nemanja. Dù sao mấy người ở đây chỉ có hẳn ta hiểu rõ thực lực của Lauren mạnh bao nhiêu,
không ngờ vừa đối mặt đã bị Lý Trạch Vũ làm trọng thương. Quân đế, khủng bố như vậy. Lão già, ông còn được không? Lý Trạch Vũ giơ nắm đấm lên, nở nụ cười nghiền ngẫm. Lauren dùng tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ đầy nghiêm túc, là tôi khinh thường cậu, người trẻ tuổi. Tiếp theo tôi sẽ nghiêm túc đánh, hôm nay tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Ông ta đã không nhớ mình chưa từng bị thương bao nhiêu năm, hôm nay lại bại trên tay một thằng quỷ nhỏ. Trừ cái đó ra, hoàn toàn khiến ông ta muốn giết người chính là Lý Trạch Vũ thực sự quá mạnh, người trẻ tuổi như vậy nếu hoàn toàn trưởng thành, ngày nào đó chắc chắn sẽ trở thành ác mộng của nước Anh. Vừa nghĩ như vậy, Lauren đã xông tới. Lần này ông ta lựa chọn ra tay trước để chiếm lợi thế. Ra tay sau sẽ gặp nạn. Ở trước mặt Lý Trạch Vũ không hề tồn tại, hắn âm thầm vận thần công ngự long, đánh một chưởng ra, một cơn gió mạnh bỗng nhiên nổi lên. Thật mạnh, Lauren thầm nghĩ trong lòng, đồng thời nhờ đó nhảy vọt lên không trung, hai chân lập tức quét ngang ra ngoài. Oanh oanh, Lý Trạch Vũ mạnh mẽ đập vào gót chân của đối phương. Răng rắc, ui ra, đầu tiên là tiếng xương gáy vang lên, sau đó chính là một tiếng kêu rên. Chỉ thấy mặt mũi Lauren đầy đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo. Lý Trạch Vũ tiện thể quật ngã đối phương xuống đất bằng một chân, được thế không buông tha người, hắn tiến một bước đến gần hơn và cúi xuống đối mặt Lauren, tung ra một loạt cú đấm. Binh bốp, phụt, Lauren đau đến mức cong người, gương mặt vặn vẹo xuất hiện một vệt xanh một vệt tím. Sau một loạt cú đấm kết hợp, Lý Trạch Vũ đá một cú ra, cơ thể của Lauren cọ sát xuống đất và đập mạnh vào tường. Cảnh tượng này thực sự khiến mấy người Andres choáng váng. Trưởng quan, chúng ta, mau trốn, đi, vẻ mặt rách đần độn, trong lòng muốn chạy trốn, nhưng hai chân hoàn toàn không nhấc lên nổi. Dưới tình huống hoảng sợ cực độ, đầu óc không thể khống chế cơ thể. Tình huống của Andres không khác mấy, rác, ngây ra như phỗng sững sờ tại chỗ. Nemanja thì càng không cần phải nói, vốn dĩ bản thân bị trọng thương, ngay cả đứng dậy cũng tốn sức, nào còn sức chạy trốn. Lý Trạch Vũ đi đến trước mặt Lauren, giẫm một phát lên mặt ông ta, nhớ kỹ, kiếp sau cũng đừng dùng mắt chó để nhìn người. Đừng, đừng giết tôi, hảo hán tha mạng. Răng rắc, lời cầu xin tha thứ của Lauren còn chưa nói hết, Lý Trạch Vũ đã đạp gáy cổ ông ta. Ngay sau đó Lý Trạch Vũ xoay người lại nhìn về phía mấy người Andres, ngang ngược quái, quỳ xuống. Bịch, bịch, Andres và, rách quỳ thẳng xuống, quỳ vô cùng dứt khoát. Nemanja cũng cố nhịn đau, làm ra một tư thế quỷ lạ, nhân đừng trách tiểu nhân nhé, hãy xem lời trước đó của tôi như thả dám đi, tha cho tôi một mạng đi. Quân đế, chỉ cần cậu thả chúng tôi cam đoan sẽ thuyết phục quốc chủ không tìm cậu gây chuyện nữa. Andres nơm nớp lo sợ mở miệng. Xoẻ chi Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, hút mạnh vài hơi. Đúng lúc này, Annie dính đầy máu trên người đi tới, có thể tưởng tượng ra được trận ác chiến vừa nấy của cô ta. Thấy sắc mặt cô ta không thích hợp, Lý Trạch Vũ nhíu mày hát, Annie vừa gật đầu vừa tới gần, lập tức ghé vào bên tai Lý Trạch Vũ thấp giọng nói, Hắc Lang vừa liên lạc với tôi, hắn bị người Thánh Đỉnh khống chế. Cái gì? Ánh mắt Lý Trạch Vũ bỗng nhiên lạnh lẽo. Chân trời mênh mông là tôi yêu. Chuông điện thoại bỗng vang lên. Lý Trạch Vũ ngay lập tức lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị ba chữ Cardassian, hắn không hề suy nghĩ mà nhấn mở khóa. Quân đế. Xin lỗi, lần này chỉ e tôi không giúp được anh. Điện thoại vừa kết nối đã vang lên giọng nói đầy có lỗi của Cardassian. Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nước Mỹ, Cardassian chỉ nói ba chữ, Lý Trạch Vũ lập tức ngầm hiểu. Hắn và người Thánh Đình trên cơ bản không lui tới, Thánh Hoàng không thể vô duyên vô cớ tới trêu chọc hắn, như vậy chỉ có một khả năng. Nước Anh thông báo tin tức trừ vệ hoa bị mang đi cho nước Mỹ. Nước Mỹ lại tạo áp lực cho Thánh Đình. Giữa đắc tội quân đế và nước Mỹ, cho dù Thánh Hoàng hồ đồ cũng sẽ không lựa chọn cái sau, cho nên Hắc Lang vừa lái máy bay trực thăng tới Thánh Đình đã bị ngăn lại. Xin lỗi. Cardassian lặp lại lần nữa. Không sao, cô đã giúp tôi rất nhiều rồi, chuyện tiếp theo cô đừng quản, giao cho tôi xử lý. Cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ liếc mắt nhìn Andres và Jack, trong miệng phun ra một chữ giết. Quân đế, tha cho tôi. Đừng, Biu Biu. Andres và, Jack vừa mới mở miệng, Annie đã không hề do dự đánh nổ đầu hai người. Lý Trạch Vũ lập tức lại đi tới trước mặt Nemanja. Quân đế, chỉ cần anh có thể tha cho tôi bằng lòng làm chó của anh.
Nemanja lập tức sợ đến mức không ngừng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc không cần. Lý Trạch Vũ từ trên cao nhìn xuống hẳn ta, tôi đã nói tất cả bọn họ đều sẽ chết, mà anh sẽ chết cuối cùng. Vừa nói xong, Nemanja không còn cơ hội mở miệng nữa, một tiếng răng rắc, cổ đã bị bẻ gấy. Quân bảo vệ thành Bosman chính là quân đội tinh nhuệ, chỉ tiếc bọn họ đụng phải đám biến thái quân U Minh này. Đây không phải một trận chiến, mà là một trận đồ sát phát xích. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, chưa đến 2 tiếng, hơn 2.000 người bị một đội ngũ chưa tới 200 người tiêu diệt. Từ thế kỷ mới đến nay, chiến tranh lấy ít địch nhiều như vậy chưa từng nghe, thấy. Quân U Minh dẫm lên mặt binh sĩ nước Anh, lần nữa sáng tạo nên chiến tích thần thoại. Sau khi quốc chủ Alex nghe được tin tức này, một mình hút mấy điếu thuốc. Ở văn phòng, tâm trạng vẫn chưa thể bình phục lại. Andres và Jack đâu? Bọn họ, chết rồi. Lauren và Nemanja cũng chết rồi. Phải. Nghe thuộc hạ báo cáo, lồng ngực Alex phập phồng, hơi thở trở nên dồn dập. Hay cho một quân đế, hay cho một quân đế. Sắc mặt Alex tái xanh, lẩm bẩm trong miệng. Tướng quân ngũ tinh Mã Phất Long mở miệng chờ lệnh, quốc chủ, để tôi tự thân xuất mã diệt đám cướp kia. Nước Anh thua trận như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng binh lính bọn họ đều là một đám người ô hợp. Hoàn toàn biến thành trò cười toàn cầu. Chỉ có tiêu diệt quân U Minh mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Alex không để ý đến, mà trầm giọng hỏi, Naliza đâu? Vấn đề này ông ta chậm chạp không dám hỏi, chỉ sợ nghe được tin dữ của con gái. Thư ký Naliza đang trên đường trở về, cô ấy bảo ngài không cần lo lắng. Hà, cuối cùng nghe được một tin tốt, Alex nhíu mày khẽ thả lỏng. Chỉ là vì sao quân đế không tổn thương Naliza? Lễ nào kiêng kỵ quốc chủ ông ta? Không thể nào. Dù xoa tên kia luôn là kẻ điên. Quốc chủ, dựa theo tin tức tình báo truyền đến, nhóm quân U Minh đã rời khỏi quốc gia chúng ta. Thống lĩnh tối cao nhất của tổ chức thứ 6 Zidado bẩm báo. Alex lập tức bình tĩnh hỏi, có tra được bọn họ đi đâu không? Có mấy đám người dường như đã xuất phát tới nước Nhật, còn mấy người thì tạm thời chưa phát hiện hướng đi. Zidado trả lời chi tiết. Nước Nhật, Alex nheo hai mắt lại. Ông ta đã nhận được tin tức nước Mỹ bên kia tạo áp lực cho Thánh Đình thành công khống chế máy bay riêng mang trừ vệ hoa đi. Giờ phút này người nước Mỹ cũng đã đòi người từ phía Thánh Đình. Khế suy nghĩ, Zidado phỏng đoán nói, theo tôi thấy, quân đế rất có thể đưa quân U Minh tới Thánh Đình. Alex liếc xéo hắn ta, vẻ mặt khinh miệt, có vẻ như đang nói bổn quốc chủ cần cậu nhắc nhở à. Zidado rất thức thời im lặng. Quốc chủ, nếu như bọn họ thật sự tới Thánh Đình cứu người, chúng ta sẽ có thể ngư ông đắc lợi. Mã Phất Long nhếch miệng cười lạnh, nước Mỹ cũng không dễ chọc, tốt nhất hãy để bọn họ tiêu diệt đám cướp kia. Alex khẽ gật đầu, tình cờ trùng hợp với ý nghĩ của Mã Phất Long. Quốc chủ, thư ký Naliza về rồi. Một binh lính tiến tới thông báo. Nghe tin này, Alex lập tức vui mừng, nhanh, mang nó tới. Quốc chủ, chúng tôi lui xuống trước vậy. Có việc ngài lại gọi chúng tôi. Mã Phất Long và Zidado khá thức thời, biết lúc này nên nhường không gian cho cha con hai người. Đợi sau khi mọi người rời đi, Naliza phong trần mệt mỏi tiến vào văn phòng. Chát! Con gái ngoan, Naliza vui đến phát khóc, ôm chặt cha. Giờ phút này Alex không phải một quốc chủ, mà là một người cha lo lắng cho an nguy của con gái. Sau khi nhìn thấy con gái bình an vô sự trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Cha, xin lỗi, con làm hỏng chuyện rồi. Naliza áy náy nói. Lúc trước cũng bởi vì cô ta, nghiên cứu phát minh bom cảm biến kiểu mới có thể bại lộ. Sau này Alex cho cô cơ hội lấy công chuộc tội, giao chuyện bí mật di chuyển căn cứ cho cô ta phụ trách, kết quả trừ vệ hoa bị người ta cướp khỏi tay cô ta. Ngoài ra, Andres và Jack, Nemanja và mấy ngàn quân bảo vệ thành Bosman đều chết cũng có liên quan chút ít đến cô ta. Trong lòng Naliza hiểu rõ, nếu như cô ta không phải con gái quốc chủ, phạm phải bất cứ lỗi lầm nào trong đó thì cô ta chết không có gì đáng tiếc. Alex an ủi từ tận đáy lòng. Bỗng nhiên ông ta đẩy con gái ra, sau khi quan sát trên dưới một phen thì lo lắng hỏi, tên quân đế kia có tổn thương con không? Không có, không có. Lúc trả lời chuyện này, Naliza không dám nhìn vào mắt Alex. Alex rất khó hiểu hỏi, sao tên điên kia lại bỏ qua cho con? Hắn, Naliza ấp úng, muốn nói lại thôi. Nhìn một màn này, bỗng nhiên Alex có dự cảm không tốt, Naliza, lẽ nào con còn bí mật gì trước mặt cha à?
không phải, cha, tên kia hắn. Naliza ấp úng nói ra chuyện mình xảy ra quan hệ với Lý Trạch Vũ. Sau khi nghe xong, ánh mắt Alex đờ đẫn, sự tức giận trong lòng đã không tìm thấy từ để hình dung. Quân đế, tên khốn kiếp nhà cậu. Không chỉ bắt đi tiến sĩ trừ còn giết mấy tâm phúc của ông ta, hơn nữa còn hủy diệt chiến đội Lausister và xử lý hơn 2.000 quân bảo vệ thành Boltzmann. Những thứ này thì thôi đi, mẹ nó cậu vậy mà còn ngủ với con gái ông. Alex có hơi nổi điên. Nếu như giờ phút này Lý Trạch Vũ xuất hiện trước mặt ông ta, có lẽ ông ta sẽ trực tiếp liều mạng với đối phương. Không sao, không cần đau lòng, cha chắc chắn sẽ bắt tên kia lại, sau đó tự tay tiễn nó rời khỏi thế giới này, Alex thề son sắt bảo đảm. Naliza lập tức lắc đầu nói, cha, cha không thể làm như vậy, hắn đã là đàn ông của con. Hả? Alex nhìn thấy con gái không giống nói đùa, khóe miệng hung hăng co rút mấy lần. Xong con mẹ nó rồi. Ông ta hiểu rõ tính cách con gái, bảo thủ y chang mẹ cô ta, rất xem trọng sự trong trắng. Trước mắt sau khi xảy ra quan hệ với quân đế, con gái đương nhiên sẽ quyết tâm lựa chọn đối phương. Cha, mặc dù tên kia, nhưng hắn đã là đàn ông của con rồi, có thể nghĩ cách giữ lại một mạng cho hắn không? Naliza đỏ mặt cầu xin. Alex thở dài, yên tâm đi, cha sẽ không để thằng nhóc kia có chuyện. Nghe vậy, Naliza nặng nề gật đầu. Alex xoa đầu cô ta, hòa ái nói, con nhìn con đi, cả người bẩn thỉu, đi tắm trước rồi ngủ một giấc thật ngon đi. Được, Naliza dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại, một lát xua. Văn phòng chỉ còn một mình Alex, ông ta châm điếu thuốc cố gắng hút một hơi, muốn dùng nicotine để bản thân bình tĩnh lại. Ngay cả Lauren cũng chết rồi, trên đời còn ai có thể giết được tên kia. Mình chắc hẳn không cần lo lắng. Không, cường giả nước Mỹ cũng không phải ăn chay. Lỡ như thằng nhóc kia bất cẩn té ngã, con gái mình chẳng phải sẽ phải ở quá cả đời à. Vừa nghĩ vậy, Alex lại thở dài, lập tức giơ tay chạm tới điện thoại trên bàn làm việc, bấm số của Elip. Quân đế không thể chết, ai dám động tới hắn tôi sẽ. Nước Hạ, Phủ Long chủ ở Hoàng Thành. Tô Cẩn Hoa tỏ vẻ vui mừng khôn xiết, các ông lớn đang ở đây cũng hào. Hứng ra mặt. Nói thẳng nhé, lúc đầu tôi không xem trọng tên tiểu tử kia đâu. Ánh mắt của lão Ninh sắc bén thật đấy. Nhiệm vụ khó khăn như vậy mà tiểu tử kia vẫn có thể hoàn thành được. Mặc dù Trạch Vũ không phụ sự trông đợi của mọi người và đã giải cứu được đồng chí Trử Vệ Hoa, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là cảnh giác cho. Đến khi họ về đến nước Hải, mọi người ghé tai thì thầm với nhau. Đúng lúc này, một viên cảnh vệ rảo bước tiến vào phòng họ, ghé tai nói thầm vào tai Tô Cẩn Hoa. Càng nghe, chân mày Tô Cẩn Hoa càng nhíu lại. Lão Tô, có phải đã xảy ra chuyện rồi hay không? Ninh Trạch Bình hồi hộp hỏi. Tô Cẩn Hoa khẽ gật đầu, đáp, vừa rồi người phụ trách Long Tổ ở nước ngoài truyền tin về, nói là đồng chí Trử Vệ Hoa đã bị người của Thánh Đình giam lại. Cái gì? Nghe tin này, tất cả đều biến sắc rõ rệt. Bầu không khí hân hoan trong phòng họp lập tức biến mất, thay vào đó là sự nặng nề trầm trọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải tiểu tử đó có quan hệ rất tốt với phía Thánh Đình sao? Tại sao người của Thánh Đình lại giam giữ đồng chí Trử Vệ Hoa? 80-90% là do nước Mỹ và nước Anh can thiệp vào. Các ông lớn lần lượt đưa ra phỏng đoán. Sắc mặt Tô Cẩn Hoa trở nên đặc biệt nghiêm trọng, Trạch Vũ tạm thời vẫn chưa liên lạc với chúng ta, điều đó mọi việc vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, chúng ta hãy cứ kiên nhẫn đợi tin. Không, chúng ta không thể chờ được. Ninh Trạch Bình lập tức phủ định, Trạch Vũ đã từng gặp nguy hiểm trong trận đại chiến ở Boltzmann. Nếu lúc này nước Mỹ lại đích thân ra tay thì cậu ta sẽ lại một lần nữa phải đối đầu với nguy hiểm. Lão Ninh nói có lý, vậy theo ông ta nên làm thế nào? Một ông lớn khác dò hỏi. Ánh mắt của mọi người lại đổ đồn lên người Ninh Trạch Bình. Ninh Trạch Bình giơ lên một ngón tay, để Lão Long đích thân dẫn người tới Thánh Đình, giúp đỡ Trạch Vũ trong thời điểm mấu chốt. Tôi đồng ý, chúng ta không thể để tiểu tử kia chiến đấu một mình. Tôi cũng tán thành. Tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Cẩn Hoa lần lượt tỏ thái độ. Tiếp đó, Ninh Trạch Bình lại giơ lên ngón tay thứ hai, khi cần thiết, để Lão Long đại diện cho nước Hạ gây áp lực lên Thánh Đình, tuy rằng sức ảnh hưởng của chúng ta ở phương Tây không lớn lắm nhưng chúng ta có thể tỏ rõ thái độ cho người ta biết nước Hạ. Không ngại đánh một trận. Hát, zzzzz. Những người có mặt trong phòng họp đều hít sâu một hơi. Từ khi thành lập đến nay, nước Hạ vẫn tuân theo triết lý không tranh, không đoạt, không đấu, phát triển thầm lặng,
nếu lúc này tỏ thái độ quyết liệt với cường quốc phương Tây, rất có thể đại chiến sẽ nổ ra. Chuyện này, chúng ta phải cân nhắc thận trọng. Một ông lớn của phái ôn hòa không dám gật bừa, nói, nếu để xảy ra xung đột với cường quốc phương Tây, điều này sẽ đi ngược với triết lý phát triển của nước Hạ. Một ông lớn phái cực đoan lại tán thành nhiệt liệt, chúng ta ẩn nhẫn biết bao năm nay rồi, còn phải chịu đựng đến khi nào nữa. Tôi thấy đề xuất của lão, Ninh được lắm, tuyệt đối không thể ngại phiền ngại khó, đáng đánh thì phải đánh. Các ông lớn chia làm hai phái. Quyền quyết định cuối cùng vẫn đang nằm trong tay Long chủ Tô Cẩn Hoa. Sau khi một điếu thuốc cháy hết, lão xem xét lại những băn khoăn và đề nghị của hai phe, cuối cùng đập bàn quyết định, cứ làm theo ý kiến của lão Ninh đi. Lão Tô, tuyệt đối không. Lão Hồng đừng nói nữa. Ông lớn bên phe ôn hòa vẫn muốn khuyên tiếp nhưng lại bị Tô Cẩn Hoa ngang ngược ngắt lời, nếu bây giờ ta không tỏ thái độ cứng rắn hơn một chút, đồng chí Trử Vệ Hoa có thể sẽ không trở về được, thậm chí ngay cả Trạch Vũ cũng có thể gặp nguy hiểm. Sở dĩ lần này lão tỏ thái độ cương quyết như vậy chủ yếu là vì Lý Trạch Vũ, Trử Vệ Hoa chỉ là thứ yếu. Nhà họ Lý đã cống hiến cho nước Hạ quá nhiều rồi, họ không thể phụ nhà họ Lý. Cùng lúc đó, trên đường hàng không từ nước Anh đến Nhật Bản, hai chiếc máy bay trực thăng bay nối đuôi nhau, cách nhau chưa đầy 50 km. Những người khác vừa gửi tin về, bọn họ đã tiến vào Nhật Bản thành công, đang trên đường tới Thánh Đình, có thể nói là đã đến trước chúng ta một bước. Trên một trong hai chiếc trực thăng, En ngồi ở bên ghế phi công lên tiếng báo cáo. Người của quân U Minh đều rất có tình có nghĩa, hiện tại sói đen đã bị Thánh Đình giam lại, những người đó rất có thể sẽ sốc nổi xông vào tấn công để cướp người về. Lý Trạch Vũ ngồi ở ghế phi công không thể không ra lệnh, bảo bọn họ trước mắt không được hành động thiếu suy nghĩ, mọi việc phải chờ tôi đến nơi hãng bàn, không ca. En gửi đi một tin nhắn. Dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở rộ. En tiện tay lấy điện thoại khỏi túi áo của Lý Trạch Vũ, sau đó bấm nhận cuộc gọi và mở loa ngoài. Trạch Vũ, giọng của Tô Cẩn Hoa vang lên. Lý Trạch Vũ không thèm quay đầu, hỏi ngay, lão Tô, ông có chuyện gì mà tìm tôi vào giờ này? Tô Cẩn Hoa hỏi, cậu đang trên đường tới Thánh Đình à? Đúng, tầm một giờ nữa là tới nơi. Lý Trạch Vũ chẳng thèm giấu giếm. Lão Long sẽ ập tức dẫn theo 300 người của Long Tổ tới Thánh Đình, cô ảng 10 giờ nữa có thể tới nơi. Bọn họ tới làm gì? Giúp cậu một tay. Tô Cẩn Hoa ngang tàng nói, dân dũng thì nước mới giàu. Chẳng phải chỉ là nước Mỹ thôi sao, muốn gì thì cứ mạnh tay mà làm, Tổ quốc là hậu thuẫn vững chắc nhất của cậu. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ bỗng run lên bần bật. Trong trí nhớ của hắn, nhiều năm qua nước Hạ chưa từng tỏ thái độ cứng rắn thế này. Nhưng cậu cũng phải nhớ kỹ rằng. Sau một thoáng trần ngâm, Hát Tô Cẩn Hoa bổ sung, bất luận là trong hoàn cảnh này, cậu phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu. Cho dù là qua điện thoại, Lý Trạch Vũ cũng nhận ra sự quan tâm từ tận đáy lòng mà đối phương dành cho mình, hắn không khỏi cảm động. Không cần lo cho tôi. Trong mắt Lý Trạch Vũ hơi đỏ lên, người có năng lực giết tôi vẫn chưa ra đời đâu. Bảo lão Long đừng đến đây nữa, tôi có thể xử lý mọi việc. Như vậy sao được, cứ quyết định vậy đi. Tô Cẩn Hoa định nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Lý Trạch Vũ kiên quyết. Ngắt lời, chờ bọn họ tới thì gái Trinh cũng thành đàn bà rồi, cho họ đến làm gì, tôi đảm bảo sẽ đưa Trử Vệ Hoa trở về. Nói xong, hắn để En cúp điện thoại, không cho Tô Cẩn Hoa cơ hội tiếp tục nói nữa. Mười mấy phút sau, khi trực thăng sắp sửa tiến vào không phận Nhật Bản, hai chiếc máy bay chiến đấu lập tức áp sát nó từ đằng sau. Bạn đã đi vào không phận Nhật Bản, xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Nghe thấy tiếng đuổi khách, En từ tốn lấy điện thoại ra gọi cho một người. Hai phút sau, máy bay chiến đấu đang từng bước áp sát bỗng tự giác rời đi. Cô vừa gọi cho ai thế? Lý Trạch Vũ tò mò hỏi. En cười hì hì, đáp, anh tôi. Sao tôi không biết cô có anh nhỉ? Đầu óc Lý Trạch Vũ trở nên mù mịt, hỏi, còn nữa, anh của cô là ông lớn nào vậy? En cười cười, chuyện anh không biết còn nhiều lắm, ví dụ như. Tôi lớn bằng này mà vẫn chưa từng có bạn trai. Ặc, gương mặt Lý Trạch Vũ co giật mấy cái. Lảng sang việc khác, cô còn chưa nói anh cô là ai đấy. En hời hợt đáp, quốc vương Nhật Bản là anh trai tôi. Lý Trạch Vũ nhất thời sửng sốt ra mặt, vô cùng kinh ngạc. Hóa ra Nicholas lại là anh của cô. Quốc vương Nhật Bản là anh trai En. Chuyện này thực sự làm Lý Trạch Vũ rất sốc. Không cần ngạc nhiên vậy đâu. En như cười như không, nói,
nếu anh muốn ăn bát cơm mềm là tôi thì tôi cảm thấy vui lắm. Lý Trạch Vũ chề môi, đáp, thôi, răng của tôi còn chắc khỏe lắm, không cần ăn cơm mềm. Stop! En hừ lạnh, một ngày nào đó răng anh cũng sẽ rụng hết, đến lúc đó tôi lúc nào cũng hoan nghênh anh tới ăn bát cơm mềm này. Đợi đến khi ấy Hằng nói, Lý Trạch Vũ không nói gì thêm, tăng tốc độ bay của trực thăng. Lộ trình vốn cần 1 giờ bay bị rút ngắn đi 1/3 thời gian. Máy bay trực thăng đáp xuống quảng trường Thánh Phê, Dô, nhưng không thu hút sự chú ý của nhiều du khách lắm. Suy cho cùng, có nhiều nhân vật lớn thường xuyên xuất hiện ở nơi này, một chiếc trực thăng thật sự không có gì đáng để ngạc nhiên. Song, sự xuất hiện của Lý Trạch Vũ lại ngay lập tức thu hút sự chú ý từ các thánh kỵ sĩ. Cùng lúc đó, ở bên trong cung Thánh Hoàng Guryeo đang đọc kinh thánh thì một kỵ sĩ sải bước tiến vào thông báo, Thánh Hoàng, quân đế xuất hiện. Đến nhanh như vậy à? Guryeo đặt kinh thư xuống, bình thản nói, mời hắn vào đây đi, nhớ lấy, phải lịch sự một chút. Vâng, thánh kỵ sĩ kia lui ra ngoài ngay. Một lát sau, khi Lý Trạch Vũ đang chuẩn bị cho En ở lại để hắn một mình tiến vào cung Thánh Hoàng, hắn lại nhận được lời mời từ thánh kỵ sĩ. Tôi vào chung với anh nhé. En đề nghị. Thánh đình mặc dù độc lập nhưng vẫn nằm trong đất Nhật Bản, nếu Thánh Hoàng muốn làm khó Lý Trạch Vũ, địa vị của cô có đủ sức nặng để giải vây cho đối phương. Lý Trạch Vũ lắc đầu từ chối, không cần, cô tìm rồi tập hợp với những người khác đi. Thấy hắn đã nói vậy, En cũng ngoan ngoãn vâng lời. Cứ như vậy, Lý Trạch Vũ đi theo thánh kỵ sĩ vào trong cung Thánh Hoàng. Xong, chưa tới điện Hùng Lộc thì Cardassian mặc đồ trắng đã chạy lại đây. Quân đế. Gương mặt Cardassian tràn đầy vẻ hưng phấn, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa sự áy náy. Lý Trạch Vũ vẫy tay, khế mỉm cười, đã lâu không gặp. Cardassian kích động đến mức muốn ôm Lý Trạch Vũ, song lại bị đối phương từ chối. Tôi cũng không muốn người khác hiểu lầm mình với bẩn thánh nữ thần thánh nhất. Lý Trạch Vũ đùa, tôi đi gặp thánh hoàng của các cô trước đã, nếu có cơ hội tôi sẽ quay lại tìm cô. Cardassian tỏ rõ sự mong đợi. Nhưng ngay sau đó lại mặc kệ sự ngăn cản của Lý Trạch Vũ, ôm lấy đối phương. Một mùi hương dịu dịu xộc vào mũi, Lý Trạch Vũ đang định mở miệng thì lại bị Cardassian giành trước, cô khẽ nói, bạn của anh ở đại lễ đường. Người của nước Mỹ sẽ tới chỉ trong vòng 1 giờ nữa thôi, cẩn thận. Dứt lời, cô chủ động buông lỏng vòng ôm. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa, tiến vào điện Hùng Lộc với thánh kỵ sĩ. Đại điện vô cùng tráng lệ. Trong vẻ xa hoa cũng toát lên cảm giác phục cổ, vừa hùng hùng vĩ vừa nguy nga. Guryeo ngồi phía trên đại điện, từ trên cao nhìn xuống Lý Trạch Vũ, quân đế, hoan nghênh cậu tới thánh đình. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười lạnh, từng bước tiến lên trên đại điện. Ngay lúc này, hai thánh kỵ sĩ mặc áo giáp vàng chặn hắn lại. Keng keng, Lý Trạch Vũ vung tay ra, chỉ tùy tiện đánh 2 quyền đã đánh bay 2 gã thánh kỵ sĩ. Nụ cười trên mặt Guryeo nhất thời tắt ngúm, hắn ta đột nhiên cất cao giọng, quân đế, cậu có ý gì đây? Tôi không thích ngửa đầu lên nhìn người khác. Không đợi các thánh kỵ sĩ khác chạy lại bao vây, Lý Trạch Vũ sải bước thật dài leo cầu thang, trực tiếp tới trước mặt Guryeo. Lần này hắn lại trở thành người nhìn từ trên cao xuống. Âm ầm ầm, 10 mấy thánh kỵ sĩ sắp sửa xông lên. Guryeo xua tay nói, không cần quá căng thẳng, tất cả lui ra đi. Các thánh kỵ sĩ không dám khước từ, chậm rãi lui xuống. Nếu người khác đứng trước mặt ta, ta hoàn toàn không cần lo lắng chút nào, bởi vì nơi này là cung Thánh Hoàng, đối phương không dám động thủ với ta ở đây. Xong, ngay sau đó Guryeo lại tự cười mỉa mai, nhưng quân đế cậu là ngoại lệ. Những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng, dẫu sao người ngoài kia đều kháo nhau rằng quân đế là một gã điên. Tiêu diệt chiến đội Leicester của nước Anh. Thậm chí còn giết hết 1000 binh sĩ của người ta. Trên thế giới này chỉ có kẻ điên mới dám làm ra hành động khủng khiếp như thế. Thật sao? Lý Trạch Vũ cười ha hả, lạnh lùng nói, có thể dọa sợ Thánh Hoàng, không biết có được tính là niềm vinh hạnh của tôi hay không? Ha ha, Guryeo cười đầy thâm ý, nhưng tôi tin là cậu sẽ không làm hại tôi. Bụp! Lý Trạch Vũ châm một điếu thuốc, bình tĩnh đáp, tôi đã tới, chắc ông có thể thả người rồi nhỉ? Nghe vậy, Guryeo nhíu mày, nếu tôi thả cậu đi, tôi sẽ khó lòng đối phó với bên nước Mỹ. Lý Trạch Vũ ngang ngạnh nói, vậy là ông cho rằng tôi là kẻ khá dễ đối phó. Tôi không có ý này. Guryeo thản nhiên đáp,
chẳng qua là giữa việc đối phó với nước Mỹ và với cậu thì tôi thấy bọn họ khả quan hơn một chút. Thả người, Lý Trạch Vũ lặp lại câu này. Curio nheo mắt lại, thả người cũng được, nhưng cậu phải đồng ý với một điều kiện của tôi. Nói, Lý Trạch Vũ chỉ nặn ra một chữ. Từ nay về sau, cậu không được lui tới tiếp xúc với Cardassian. Curio gắn từng chữ để cảnh cáo. Thánh nữ của Thánh Đình không được yêu đương. Nếu tin lùm xùm giữa Cardassian và quân đế bị truyền ra ngoài thì Thánh Đình sẽ biến thành trò cười của mọi người, nói không chừng còn có thể khiến niềm tin tín ngưỡng của rất nhiều tín đồ sụp đổ, hắn ta tuyệt đối không thể để cục diện này xuất hiện. Nghe câu nói này, Lý Trạch Vũ lắc đầu từ chối không chút do dự. Mặc dù mối quan hệ giữa hắn và Cardassian rất trong sáng và hắn cũng không có suy nghĩ đen tối nào với cô nhưng hắn không thích bị người ta chỉ phối. Hơn nữa, trong lời nói của Curio còn có ý uy hiếp. Nếu hắn chấp nhận thì hẳn không còn là quân đế nữa. Quân đế, tôi khuyên cậu suy nghĩ kỹ một chút. Curio nhắc nhở với vẻ mặt u ám, nếu tôi không chấp thuận thì cậu có nằm mơ cũng không thể đưa người đi. Đương nhiên, cậu cũng có thể cố gắng biến tôi thành con tin rồi uy hiếp, chỉ e là cậu sẽ không gánh vác nổi hậu quả sau đó. Không có bất cứ kẻ nào dám bất kính với Thánh Hoàng. Khi ấy... Kẻ đó không chỉ phải đối mặt với lửa giận từ một người hay một quốc gia mà là sự phẫn nộ từ hàng tỷ tín đồ. Đây chính là sức ảnh hưởng của Thánh Đình. Tôi cũng có thể xác nhận cho ông biết, nếu ông không thả người, chỉ cần tôi không chết, Thánh Đình vĩnh viễn sẽ không được yên thân. Lý Trạch Vũ cười lạnh, không hề sợ hãi mà đáp, không tin ông có thể thử xem L. Nghe xong, chân mày Curio càng nhíu chặt hơn, giết chết quân đế. Đừng có đùa chứ. Ngay đến nước Anh cũng bó tay thúc thủ trước quân đế, Thánh Đình lại có thể làm gì đây? Nếu người này trong tối âm thầm phá hoại, Thánh Đình thực sự sẽ không có lấy một ngày bình yên. Nghĩ thế, Curio thở hắt ra một hơi, quân đế, chúng ta đánh cược một ván nhé. Cược gì? Lý Trạch Vũ có chút tò mò hỏi. Tôi nghe đồn chiến đối Leicester là do một mình quân đế cậu tiêu diệt, vì vậy tôi cũng rất muốn tìm hiểu thực lực của cậu. Curio trầm giọng cười nói. Nếu cậu có thể đánh bại 300 kỵ sĩ vàng dưới trướng tôi sẽ thả người ngay, nếu không. Nếu cậu thua, từ nay về sau cậu sẽ phải đoạn tuyệt quan hệ với Cardassian. Lý Trạch Vũ vung tay áo, nhả một vòng khỏi miệng. Ok, bổn đế chấp nhận vụ cá cược này. Lấy một địch trăm. Khi biết tin này, Cardassian cho rằng Lý Trạch Vũ nhất định bị điên rồi. Toàn bộ Thánh Đình chỉ có 500 kỵ sĩ vàng, chọn đại gia một người cũng đều là hảo thủ lấy một chọi 10. Đây không phải là đóng phim đâu. Lý Trạch Vũ cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể đánh bại 300 kỵ sĩ vàng được. Dù vậy, Cardassian vẫn rất cảm động. Suy cho cùng, Lý Trạch Vũ chấp nhận giao chiến với 300 kỵ sĩ vàng là vì hắn không muốn thỏa hiệp với yêu cầu của Kuno, hắn không muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Nếu đời này cô yêu một người đàn ông nào đó, người ấy chắc chắn sẽ là quân đế. Bên trong giáo trường trống trải. 300 kỵ sĩ vàng đang xếp hàng rất chỉnh ề, thoạt nhìn vô cùng oai phong lẫm liệt. Trước mặt bọn họ chỉ là một tên đàn ông da vàng có gương mặt đậm nét phương Đông. Bắt lấy hắn, hoặc giết chết hắn, Rome, đội trưởng kỵ sĩ vàng nhớ đến lời căn dặn của Curio. Lý Trạch Vũ cởi áo khoác ngoài, cởi chân, trước đó áo sơ mi đã bị dính đầy máu tươi nên hắn vứt đi rồi. Người Mỹ chậm nhất sẽ đến đây trong một giờ nữa, trước đó hắn nhất định phải đánh bại 300 người đối diện. Đưa trừ vệ hoa đi. Bằng không, một khi đám người Mỹ đến đây, có lẽ hắn sẽ lại phải trải qua một cuộc ác chiến nữa. Lên đi. Lý Trạch Vũ vẫy tay, ý bảo đối phương có thể tấn công hắn. Lên. Rome vùng cánh tay, hô lên, bắt lất hắn. Vù vù vùi. 4, 50 người đứng ở trước vọt tới đầu tiên. Nghe thấy tiếng xé gió đang ập tới, trên người Lý Trạch Vũ tỏa ra khí thế chiến đấu hừng hực, tung ra một cú đá ác liệt. Rầm rầm, 7, 8 người xông lên đầu tiên bị đạp ngã. Những kỵ sĩ vàng còn lại nhân cơ hội này bao vây lấy Lý Trạch Vũ. Bịch, chân thiên tàn bất ngờ xuất hiện trong cung Thánh Hoàng. Lý Trạch Vũ sử dụng bộ tuyệt kỹ của Đại Hộ Pháp, đạp lên đầu mọi người bằng đôi chân mạnh mẽ với những động tác đáng kinh ngạc. À ôi, lại có hơn chục người ngã lăn ra đất. Đôi bên giao chiến chưa tới một phút đồng hồ nhưng đã có 20 kỵ sĩ vàng mất đi khả năng chiến đấu. Quân đế dũng mãnh, thiên hạ vô song. Chứng kiến cảnh này, Curio không khỏi tán dương Lý Trạch Vũ. Cardassian đứng ở bên cạnh tỏ rõ sự lo lắng không yên, căng thẳng đến nỗi móng tay sắp găm vào thịt.
Đúng lúc này, Rom đang đeo một bộ tay gấu trên tay cũng thừa dịp Lý Trạch Vũ bận chống đỡ thế công của những người khác mà lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn. Giáng xuống một quyền nặng nề. Mặc dù một quyền này là đánh lén và có phần không quanh minh chính đại cho lắm nhưng Rom hoàn toàn không quá để tâm. Người trước mắt chính là quân đế, nếu mình có thể đánh bại đối phương, cái tên Rom của hắn sẽ nổi tiếng khắp thế giới chỉ trong một ngày. Chán sống. Cảm nhận được sát khí từ sau lưng, Lý Trạch Vũ không quay đầu lại mà trực tiếp xoay người, đồng thời tung một cú đấm móc về phía ngược lại. Tay gấu trên tay Rom không những không thể chạm đến Lý Trạch Vũ mà còn bị cú đấm móc của đối phương đánh trúng. Phụt! Vài chiếc răng hàm phun ra khỏi miệng cùng một ngụm máu tươi. Ánh mắt Lý Trạch Vũ toát lên sát khí, vỗ một chưởng lên chóp sọ Rom. Ai! Rom một giây trước còn ảo tưởng sẽ giết chết quân đế giành lấy vinh quang thì ngay giây sau đã chết một cách khó hiểu. Thấy đội trưởng bị giết, tất cả kỵ sĩ vàng cùng biến nó thành sức mạnh. Giết hắn! Lên! Kỵ sĩ vàng nhung nhúc xông lên hết lớp này đến lớp khác. Lý Trạch Vũ vừa chống đỡ vừa ra đòn phản kích, chỉ trong chớp mắt đã giết chết 20 mấy người. Kozu, cậu cảm thấy quân đế có thể chống chịu bao lâu? Kurio đứng trên cao quan sát cuộc chiến, cười hỏi. Thân là kỵ sĩ thập tự có sức chiến đấu mạnh nhất Thánh Đình, Kozu trầm giọng đáp, 100 người, hẳn sẽ là cực hạn của người kia. Kurio vừa gật đầu vừa cười, quan điểm của hắn ta và Kozu giống hệt nhau. Mặc dù khí thế của quân đế ào ào như thác lũ, tạm thời vẫn đang ở thế thượng phong nhưng chẳng sao cả, những người còn lại cũng đủ khiến hắn bị mài mòn đến mức sức cùng lực kiệt mà chết. Thánh Hoàng, dừng tay đi. Cardassian đột nhiên tiến lên trước Kurio, lệnh cho bọn họ dừng lại đi, tôi cam đoan sẽ không có bất cứ liên hệ gì với quân đế nữa. Nói hết câu, cô không nhịn được mà nhìn sang hướng Lý Trạch Vũ đang chiến đấu, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ tràn ra khỏi khóe mắt. Kurio cau mày, Cardassian, lui ran. Thánh Hoàng, tôi van cầu ngài. Cardassian lắc đầu từ chối, thậm chí còn quỳ thẳng xuống đất. Sắc mặt Kurio trùng xuống, lớn tiếng hạ lệnh, đưa thánh nữ về nghỉ ngơi. Vâng. Hai nữ kỵ sĩ lập tức tiến tới, mạnh mẽ lôi Cardassian rời đi. Thánh Hoàng, cầu xin ngài, tha cho hắn đi. Giọng nói của Cardassian vẫn còn văng vẳng bên tai Kurio. Ông ta nhìn Lý Trạch Vũ đang sung sức như mãnh hổ, không khỏi nhếch mép cười lạnh. Ông ta chẳng cần đáp ứng thỉnh cầu của Cardassian làm gì, dù sao chỉ cần quân đế chết, ông ta cuối cùng cũng không phải lo lắng hai người đó dây dưa với nhau. Ngoài ra, quân đế đồng thời đắc tội với cả nước Anh và nước Mỹ, nếu Thánh Đình có thể bắt hoặc giết quân đế thì hai siêu cường quốc kia sẽ nợ Thánh Đình. Một món nợ ân tình. Đây là một mũi tên bắn hạ hai con chim. Kurio làm sao có thể dễ dàng thay đổi chủ ý được. Hơn 10 phút trôi qua, quân đế chưa hề ngã xuống, vẫn đang tiếp tục chiến đấu, nhưng số thương vong bên phía kỵ sĩ vàng đã vượt quá 100 người. Kurio và Kozu không biết người mang ngự long thần công như Lý Trạch Vũ sẽ không bao giờ cạn kiệt khí kình. Trừ khi có kẻ nào đó có thể tiêu diệt hắn trong tích tắc, bằng không hắn sẽ luôn là con rán đập mãi không chết. Keng keng! Lý Trạch Vũ càng đánh càng hăng. Mỗi lần ra tay là sẽ có người gục xuống. Mặc dù cơ thể hắn cũng trúng khá nhiều quyền cước nhưng chỗ thương tổn còn con này chỉ giống gãi ngứa cho hắn thôi, căn bản không hề đáng ngại. Kozu, cậu ra tay đi. Kurio không muốn kỵ sĩ vàng bị tổn thất thêm nữa. Kozu đứng bên Kurio thoáng cái đã biến mất, gã đổi sang đồng phục của kỵ sĩ càng, chen vào vòng chiến. Bộp! Lý Trạch Vũ dậm chân thật mạnh, toàn thân phóng lên cao, sau đó trực tiếp đè chết sau. Bảy tên kỵ sĩ vàng bằng chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Đột nhiên, đúng lúc này, Kozu hóa thân thành kỵ sĩ vàng cũng lao tới như mũi tên rời cung, trong tay nắm chặt một lưỡi dao xoắn quân đội. Vù vù, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Kozu cũng nhếch mép cười lạnh, quân đế rất mạnh, nhưng cũng phải chết dưới tay gã thôi. Siêu sun, một vài cây châm bạc đột nhiên hiện ra trong tay Lý Trạch Vũ, bắn về phía Kozu. Kozu hoàn toàn không nghĩ rằng Lý Trạch Vũ có thể phát hiện ra tung tích của gã, hơn nữa còn chẳng ngờ đối phương có thể phản kích trong một khoảng thời gian nhanh như điện xẹt thế này. Tiếng thét đau đớn cùng cực của gã vang dội khắp giáo trường. Một cây châm bạc xuyên thủng cổ họng Kozu, hai cây khác găm thẳng vào hai mắt gã. Nhìn thấy cảnh này, Kurio đang ngồi trên cao không nhìn được mà đứng bật dậy, ông ta không thể tìm ra từ ngữ nào để mô tả cảm giác chấn động trong lòng mình. Lý Trạch Vũ càn quét ngang dọc, bức các kỵ sĩ vàng xung quanh phải lùi lại,
sau đó hướng mắt lên phía Guryo, kỵ sĩ vàng quá yếu, hay là ông gọi hết kỵ sĩ thập tự của Thánh Đình ra đây, để ông đây dọn sạch một mẻ giúp ông. Đồng tử Guryo co rụt lại, lồng ngực co thắt dữ dội. Rất rõ ràng, Thánh Hoàng bị chọc tức rồi. Kỵ sĩ vàng kém cỏi lắm sao? Đừng có đùa, ngoại trừ kỵ sĩ thập tự thì đây chính là lực lượng đứng đầu Thánh Đình. Thế mà khi qua miệng Lý Trạch Vũ, kỵ sĩ vàng giống như chó gà bản địa, chỉ tiện tay cũng diệt hết được. Guryo giận điên lên, nhưng chẳng cãi gì được. Chắc quy lại, chỉ mất nửa giờ ngắn ngủi, Lý Trạch Vũ đã giết chết hơn một nửa trong số 300 kỵ sĩ vàng kia. Quân đế, đừng tự cho mình là vô địch thiên hạ. Guryo cố nén cơn giận, cậu phải biết rằng, người giỏi còn có người giỏi hơn, tầng trời này cao cũng vẫn có tầng trời khác cao hơn. Ha ha ha, hôm nay ông đây chính là trời của Thánh Đình. Lý Trạch Vũ ngông cuồng đáp trả, đồng thời tung trọng quyền, liên tiếp giết chết hai kỵ sĩ vàng. Nhìn các kỵ sĩ vàng gục chết như ngả dạ, Guryo cảm thấy tim mình rỉ máu, đồng thời dường như bị một cú tát vô hình và mạnh lên mặt. Các kỵ sĩ đều trung thành đến chết với Thánh Đình. Một khi Thánh Hoàng đã ra lệnh, cho dù có bị kề dao vào cổ, bọn họ cũng sẽ không thèm nhíu mày chút nào. Vì vậy dù rằng biết rõ mình đánh không lại Lý Trạch Vũ, bọn họ vẫn chẳng hề chùn bước. Cuối cùng, khi chỉ còn dưới 100 kỵ sĩ vàng, Guryo phất tay hô, đủ rồi, dừng tay. Sau mệnh lệnh của hắn ta, các thánh kỵ sĩ còn sống lập tức lui sang một bên. Lý Trạch Vũ cũng ngừng tay, nói với Guryo bằng vẻ châm chọc, thả người. Sau đôi chút do dự, Guryo thở dài thườn thượt, đi đón hai người Á Đông kia ra đây. Một lát sau, dưới sự chỉ dẫn của thánh kỵ sĩ, sói đen với vẻ mặt bình tĩnh và chử vệ hoa tỏ rõ sự lo lắng bất an bị dẫn tới giáo đường. Khi nhìn thấy Lý Trạch Vũ, hai người biết mình được cứu rồi. Là đồng chí Lý chử vệ hoa đã hỏi được tên của Lý Trạch Vũ từ miệng của sói đen. Sói đen bình thản đáp, tôi đã nói đại đương gia có thể giải quyết mọi việc mà, không lừa ông đúng không? Chử vệ hoa kích động đến nỗi gật đầu lia lịa, đồng thời tăng tốc độ tiến về phía Lý Trạch Vũ. Đại đương rồ. Sói đen tỏ vẻ hổ thẹn, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ ngài giao phó. Lý Trạch Vũ vô lên vai anh ta, nói, huynh đệ với nhau mà ăn nói khách khí quá. Trong tình huống đó, đừng nói là sói đen, ngay chính hắn cũng không có cách đảm bảo cho chử vệ hoa chạy trốn an toàn. Đồng chí Lý, tổ quốc phái cậu tới đón bọn tôi ư. Chử vệ hoa kích động muôn phần. Lý Trạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đáp, hai người các ông rời khỏi cung Thánh Hoàng đi, sẽ có người tiếp ứng hai người ở bên ngoài. Chử vệ hoa lo lắng hỏi, đồng chí Lý không đi cùng bọn tôi à? Lý Trạch Vũ lắc đầu, tôi còn chút chuyện cần xử lý. Người Mỹ sẽ tới nhanh thôi, nếu chúng biết chử vệ hoa đã bị hắn đưa đi, chúng nhất định sẽ phái người chặn đường lui duy nhất của họ. Phải có người ở lại bọc hậu, chử vệ hoa lại hỏi, đồng chí Lý, vậy cậu có gặp nguy hiểm không? Ở Boseman, Lý Trạch Vũ đã mở đường sống cho ông, lúc này hắn lại vượt ngàn dặm xa xôi tới Thánh Đình giải vây cho ông. Tuy không biết Lý Trạch Vũ là thần thánh phương nào, nhưng kẻ có thể thuyết phục Thánh Đình thả người chắc chắn sẽ phải trả bằng một cái giá lớn. Ngoài sự khâm phục, chử vệ hoa còn cảm thấy cảm kích không thôi. Ông âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nếu mình có thể trở về tổ quốc và có cống hiến cho quê hương, mình nhất định sẽ xin ghi công cho đồng chí này. Nếu không nhờ Lý Trạch Vũ, chử vệ hoa ông sẽ không bao giờ được trở về với vòng tay của tổ quốc. Lý Trạch Vũ vỗ ngực đảm bảo, với tôi nguy hiểm chỉ như cơm bữa hàng ngày, ông không cần lo lắng. Nhưng, không có nhưng, Lý Trạch Vũ mạnh mẽ ngắt lời. Ông trở về nước Hạ càng muộn thì tôi càng có nguy cơ gặp nguy hiểm hơn. Nếu ông không muốn tôi gặp nguy hiểm thì lên đường ngay đi. Được. Chử vệ hoa nắm tay Lý Trạch Vũ thật chặt. Đồng chí Lý, cậu nhất định phải trở về an toàn, tôi ở tổ quốc đợi cậu. Ok. Lý Trạch Vũ hơ tay múa chân ra dấu ok, sau đó quay sang gật đầu với sói đen. Sói đen ngầm hiểu ý, dẫn chử vệ hoa đi ra cổng cung Thánh Hoàng dưới tầm mắt theo dõi của mọi người. Guryo rất giữ lời, không để ai cản họ. Mấy phút sau, sói đen gửi đến tin nhắn đầu tiên, nói là đã đưa chử vệ hoa ra khỏi phạm vi Thánh Đình. Quân đế, nếu cậu không đi thì sau đây muốn đi cũng không được. Guryo nói với giọng điệu đầy thâm ý. Lý Trạch Vũ thủng thẳng mặc áo khoác, tiếp theo thảnh thời châm một điếu thuốc, dường như chẳng thèm để tâm đến lời của Guryo. Hừ, thấy mình bị phớt lờ, Guryo vô cùng khó chịu. Xong.
hắn ta cũng không vội vã rời khỏi ngay, hắn ta muốn xem tên quân đế trước mắt rốt cuộc đang định giở trò quỷ gì. Mười mấy phút đồng hồ lại trôi qua. Một gã thánh kỵ sĩ hất hả chạy vào giáo trường, tiến lại gần Guryeo rồi dỉ tai nói gì đó. Sau đó, Guryeo nhìn sang Lý Trạch Vũ với vẻ mặt thương cảm, bình thản nói, quân đế, bây giờ cậu có muốn đi cũng không đi nổi. Người Mỹ đã đến. Tướng quân năm sau Bruce Nixon chỉ huy hơn 10 dị năng giả cấp cao và 50 FBI đến đây. Ngoài ra còn có mọi dị năng vương vừa xuất thế. Khi trận chiến như vậy được phát động, quân đế có chắp cánh bay cũng khó thoát được. Rất nhanh, đội quân do Bruce dẫn đần đã tiến vào giáo trường. Ngài Thánh Hoàng trông có vẻ tươi tỉnh quá. Tướng quân Bruce, tôi cũng rất hứng khởi khi được gặp ngài. Guryeo và Bruce ôm nhau thật chặt, thoạt nhìn có mối quan hệ rất thân thiết. Hai người giả lả với nhau mất một hồi lâu. Tiếp đó, tầm mắt của Bruce rơi vào Lý Trạch Vũ, nhìn từ trên cao xuống, hô, quân đế, đã lâu không gặp. Chúng ta không qua lại bạn bè gì với nhau, vì vậy ông không cần khách sáo với tôi. Lý Trạch Vũ chẳng buồn nể mặt vị tướng quân năm sau này. Vẻ mặt Bruce dần trùng xuống, ông ta định mở miệng thì. Thánh Hoàng, tôi khuyên ông tốt nhất hãy thả bạn của tôi ra, bằng không hôm nay tôi sẽ làm loạn cho cả thánh đình này phải long tời lở đất. Lý Trạch Vũ nói trước, thái độ hết sức vinh váo đắc chí. Xong, câu nói này lại làm Guryeo ngơ ngác ra mặt. Cái gì mà thả bạn của cậu? Chẳng phải bạn bè cậu vừa rời đi hết rồi hải? Bruce nhìn Guryeo, khẽ mỉm cười, ngài Thánh Hoàng, nói như vậy ngài cũng biết tôi tới đây chuyến này, xin ngài hãy cân nhắc đến mối quan hệ hữu nghị nhiều năm nay với nước Mỹ chúng tôi, nhất định phải giao đám người kia cho chúng tôi. Không phải vậy, tướng quân hãy nghe tôi nói. Thánh Hoàng, ông cho rằng vài trăm kỵ sĩ vàng này có thể ngăn cản tôi sao? Lý Trạch Vũ hoàn toàn không cho Guryeo có cơ hội lên tiếng, hắn hống hách nói, bản đế cho ông 5 phút cuối cùng. Nếu ông không thả bạn tôi, đừng trách bản đế không khách khí. Ngài Thánh Hoàng, xin ngài nhất định phải giao người cho chúng tôi, ngàn vạn lần không được giao cho hắn. Ông thử không giao người cho tôi xem, quân đế, cậu nhất định muốn đối nghịch với bọn tôi sao? Bruce, bản đế còn chẳng thèm đếm xỉa đến nước Anh nữa là, nước Mỹ các người có thể uy hiếp bản đế ư? Bruce và Lý Trạch Vũ đối chọi hết sức gay gắt, Guryeo hoàn toàn không tìm được cơ hội chen miệng vào. Nhưng, hắn ta vừa nhìn đã hiểu tên quân đế này ăn sạch sẽ rồi lau miệng, còn định hắt nước bẩn lên người mình. Mặc cho thái độ hùng hổ hăm dọa của Lý Trạch Vũ, Bruce vẫn tỏ vẻ khinh thường. Đến thằng ngu cũng biết nên đắc tội với quân đế hay nước Mỹ và nên lấy lòng ai trong số hai bên. Song, ông ta không hề chú ý đến sắc mặt khó coi như vừa nuốt phải ruồi của Guryeo. Quân đế, cậu có ý gì? Nghe vậy, Lý Trạch Vũ nhíu mày, sẵn giọng hỏi ngược lại, thánh đình các người giam cầm bạn tôi, bây giờ còn dám hỏi tôi có ý gì? Phác! Thánh Hoàng buột mồm văng tục một câu, khiến cả đám thánh kỵ sĩ cùng để lộ vẻ mặt khó tin. Ngay chính Bruce cũng ngạc nhiên ra mặt, dường như đang nhắc nhở Guryeo, ông là Thánh Hoàng mà lại nói tục vậy sao? Guryeo có vẻ cũng đã ý thức được sai lầm của mình, vội chuyển sang chuyện khác. Vừa nãy chử vệ hoa đã được người ta đưa đi rồi, bây giờ cậu còn dám hỏi tôi. Sao cơ? Tiến sử chử bị kẻ khác đưa đi rồi. Sắc mặt Bruce thoáng trở nên lạnh lẽo, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ tràn đầy sự bất thiện. Ông nói nhăng nói cuội gì thế? Kỹ năng diễn xuất của Lý Đại Đương ra tiến bộ nhiều lắm rồi, ảnh đế Oscar còn phải dạt sang một bên. Chỉ thấy hắn tự chỉ vào mũi mình, làm bộ hoang mang ngơ ngác, ông nói. Tiến sĩ chử bị tôi đưa đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Guryeo nheo mắt chừng hắn. Ha 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 ha. Lý Trạch Vũ đột nhiên bật cười, nói với giọng mỉa mai, người của tôi vẫn. Còn ở trong cung thánh hoàng này, thế mà ông lại trợn mắt kêu tôi đưa người đi rồi, đúng là nói dối không biết ngượng mồm. Ặc, Guryeo nhếch mép, cuống quýt sửa lời, là bị người của cậu đưa đi. Tiếp đó, hắn ta nhìn sang Bruce đang hoang mang ra mặt. Tướng quân Bruce hãy tin tôi, tiến sĩ chử thật sự không còn ở Thánh Đình, ông ta bị người của quân đế đưa đi rồi. Mẹ kiếp! Lý Trạch Vũ tức giận đến mức rậm chậm, mẹ nó, nếu tôi đưa tiến sĩ chử đi được thì tôi còn ở lại Thánh Đình làm cc gì? Ở lại chơi gái hả? Quân đế, xin hãy ăn nói lịch sự chút. Guryeo lớn tiếng cảnh cáo, Thánh Đình là nơi thiêng liêng nhất trần đời, không thể chịu lời xúc phạm của bất cứ yêu. Thánh Hoàng, rốt cuộc ông có ý gì? Bruce hỏi bằng giọng điệu chất vấn.
Tướng quân Bruce, tiến sĩ Trừ thực sự bị người của quân đế đưa đi rồi. Curio bỗng có cảm giác oan ức nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch tội. Nhưng Bruce lại cảm thấy mình đang bị Curio đùa giỡn. Curio nói Trừ Vệ Hoa đã được người của Lý Trạch Vũ đưa đi, nhưng tại sao tên kia lại không đi cùng Trừ Vệ Hoa luôn đi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ở lại Thánh Đình chơi gái hay sao? Được rồi, cho dù Curio ông không nói dối. Nhưng, Trừ Vệ Hoa bị Thánh Đình khống chế mà, hơn nữa Thánh Đình cũng đã đồng ý sẽ giao người cho nước Mỹ, tại sao Curio ông lại lật lọng đưa người cho quân đế, phác, ông có ý gì đây? Bruce hiện đang vô cùng tức giận. Xong, ông ta là tướng quân 5 sao của nước Mỹ, Curio đùa giỡn ông ta cũng đồng nghĩa với việc vả vào thể diện nước Mỹ. Curio phát hiện vẻ mặt Bruce có chút bất thường, vì vậy ấm ức nói, tướng quân Bruce, hồi nãy tôi đã đánh cược với quân đế. Ngay sau đó, Curio kể lại những chuyện đã xảy ra vào 1 giờ trước, thiếu điều lấy danh tiếng ra thể thốt. Ha ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười của Lý Đại Đương ra lại một lần nữa vang khắp giáo đường, kế tiếp là cười lạnh, nói, tôi thừa nhận đám thánh kỵ sĩ kia là tôi giết, nhưng đó là vì thánh đình các người phái họ ra ngăn cản tôi chứ. Tôi chưa hề đánh cược gì với các người. Tướng quân Bruce, hãy tin tôi, không tin thì ông có thể hỏi những người đang ở đây. Nực cười, tất cả kỵ sĩ ở đây đều là thuộc hạ của ông nói gì thì là cái đó rồi. Lý Trạch Vũ ngang ngược cắt lời Curio. Bruce liếc nhìn Lý Trạch Vũ rồi lại quay sang phía Curio. Trầm ngâm một chốc, ông ta cảm thấy lời nói của Lý Trạch Vũ khá đáng tin. Đơn giản nhất là nếu Trừ Vệ Hoa thật sự được Lý Trạch Vũ đưa đi thì hắn hoàn toàn có thể bỏ đi cùng ông ấy, chẳng cần ở lại đây làm gì. Dù vậy, ông ta cũng không nghĩ ra lý do Curio không chịu giao người ra. Đúng lúc Bruce rối bời trăm mối không có cách giải, Lý Trạch Vũ đột nhiên hắng giọng hỏi, Bruce, ông có muốn biết lý do khiến Curio nói dối không chớp mắt, phu và tôi đưa tiến sĩ Trừ rời khỏi đây không? Cậu nói đi. Bruce đáp lại ngay. Lý Trạch Vũ hừ lạnh, đáp, bởi vì Curio đã bị người Nhật thuyết phục, hẳn ta. Muốn giao người cho phía Nhật Bản, còn về lý do ông ta muốn giao người cho Nhật Bản thì tôi không cần nói nhiều lời nhỉ. Nghe xong, Bruce lập tức biến sắc. Ông ta đương nhiên có thể đoán ra mục đích khiến đám Nhật Bản muốn có được tiến sĩ Trừ. Đơn giản là chúng muốn đá đít nước Mỹ, giành lấy người nghiên cứu bom thông minh, hưởng thụ thành quả của nước Anh. Từ trước tới nay, nước Mỹ và nước Anh luôn bằng mặt không bằng lòng, nếu Thánh Đình có thể lừa nước Mỹ trong thời điểm mấu chốt này, họ đương nhiên sẽ vui vẻ hợp tác cùng Nhật Bản. Thật là nhảm nhí, kẻ này ăn nói bậy bạ. Tướng quân Bruce, tôi nhân danh Thượng Đế xin thề rằng tôi hoàn toàn không nói dối. Tiến sĩ Trừ đã bị người của quân đế đưa đi rồi. Curio giận đến mức sắp sửa hộc máu. Lúc trước, hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng dám chém gió như vậy, hắn đổi trắng thay đen một cách dễ như ăn kẹo. Thấy Thánh Hoàng còn lôi cả Thượng Đế ra, Bruce lại một lần nữa bối rối. Thề thốt chỉ để lừa người thôi. Bruce, mẹ nó, ông đừng nói ông tin vào Thượng Đế đến vậy nhé. Câu nói của Lý Trạch Vũ lập tức làm Bruce tỉnh người ra. Thượng Đế là gì? Nói dễ nghe là một thứ tín ngưỡng. Nói khó nghe là lừa mình dối người. Bruce không phải đám người bình thường ngoài kia, hiển nhiên sẽ không tin vào thứ công cụ mà các tông Giao dùng để lừa người. Thánh Hoàng. Tướng quân Bruce. Bruce vừa mở miệng đã bị Curio cắt ngang, quân đế nói tôi cấu kết với Nhật Bản, chẳng lẽ ông thật sự tin mấy lời bịa đặt này? Ặc, Bruce cảm thấy mình thật sự không nên nghe lời từ một phía, vì vậy ông ta quay sang Lý Trạch Vũ. Quân đế, cậu có bằng chứng chứng minh lời cậu vừa nói hay không? Tôi không có bằng chứng. Lý Trạch Vũ nhún vai. Curio thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn về phía Bruce với vẻ ấm ức, như thể đang nói, ông thấy chưa, tên kia vu oan tôi đấy. Bỗng, đúng vào lúc này, Lý Trạch Vũ quả quyết bổ sung một câu, nhưng tôi có nhân chứng. Mặc dù không biết nhân chứng mà Lý Trạch Vũ nhắc đến là ai, nhưng nhìn vào bộ dạng tràn đầy tự tin của hắn. Curio chợt sinh ra một dự cảm xấu. Nhân chứng ở đâu? Bruce nóng lòng hỏi. Chờ đó. Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra gọi cho một người, chỉ nói 2 chữ đi vào là cúp máy ngay. Một lát sau, một cô gái hơi có vẻ hoảng hốt bị 2 tên thánh kỵ sĩ dẫn vào trong giáo trường. Thấy người kia tới, khóe miệng Curio giật đùng đùng, trong lòng bỗng có cảm giác bất an vô cùng mãnh liệt. Lý Trạch Vũ liếc nhìn Curio một cách châm chọc. Sau đó hắn chỉ vào cô gái vừa tiến vào. Cô gái này chính là em gái ruột của quốc vương Nhật Bản Nicholas, cô ấy chính là nhân chứng của tôi.
Khi En xuất hiện, trong lòng Guryeo có dự cảm không tốt mãnh liệt. Hắn ta không chỉ gặp em gái ruột quốc vương Nhật Bản một lần, thân phận không giả được, nhưng nhìn thế nào cũng thấy đối phương về phe quân đế. Nếu người phụ nữ này thật sự xác nhận hắn ta âm thầm hợp tác với quốc vương Nhật Bản, chỉ sợ hắn nhảy xuống Thái Bình Dương cũng không rửa được oan. Guryeo suy nghĩ, hắn ta mở miệng đầu tiên, nữ sĩ En, bây giờ cô đang đứng ở nơi thiêng liêng nhất trên thế giới, nếu cô dám nói dối một câu, Thượng Đế sẽ không tha thứ cho cô. Bruce, anh xem. Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời, nhân chứng của tôi còn chưa mở miệng, Guryeo đã bắt đầu ngang nhiên uy hiếp, cái này chứng tỏ điều gì? Thánh Hoàng, ngài chột dạ sao? Bruce híp hai mắt nhìn về phía Guryeo, trong lòng chửi thầm tám câu. Mặt Guryeo xanh mét, hẳn ta nói, tôi chỉ nhắc nhở En nữ sĩ không nên nói dối mà thôi. Lý Trạch Vũ cười khẩy, người ta còn chưa nói câu nào, anh đã cho là nói dối. Tôi, Guryeo tức giận, cơ thể run rẩy. Được rồi. Bruce xua tay ngắt lời, Thánh Hoàng, làm phiền ngài không nói nữa. Ngay sau đó ông ta nhìn về phía En, vị nữ sĩ này, quân đế nói cô là nhân chứng của cậu ấy, bây giờ mời cô nói mọi chuyện cô biết ra, thế nhưng tôi phải nhắc nhở cô, nếu cô dám nói dối nửa câu, cho dù anh trai cô là quốc vương Nhật. Bản tướng quân chắc chắn vẫn truy cứu trách nhiệm của cô. Nhật Bản là một cường quốc không sai, nhưng nước Mỹ là bá chủ thế giới, mà ông ta lại là tướng quân năm sao, cũng có đủ địa vị để nói lời này. En ra vẻ không yên, bất an, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Lý Trạch Vũ cười ha ha, En nữ sĩ, cô hãy nghe theo tướng quân nước Mỹ, nói chi tiết tình huống cô biết ra, nếu cô không nói. Tôi sẽ công bố bí mật của cô với mọi người. Mặc dù Nhật Bản có âm thầm hợp tác với Thánh Đình, En thân là em gái quốc vương Nhật Bản, sao lại hãm hại anh trai mình? Diễn trò phải diễn cho tới, Lý Trạch Vũ nói như vậy là muốn âm thầm nhắc nhở Bruce rằng, hắn có nhược điểm của En, cho nên cô ấy không thể không đứng ra lên án anh trai mình. Quả nhiên, Bruce vốn nửa tin nửa ngờ, sau khi nghe xong câu này, ông ta tin thân phận người làm chứng của vị En này hơn. En nơm nớp lo sợ nhìn bọn họ. Tôi vô tình nghe thấy anh trai mình và Thánh Hoàng Guryeo có hợp tác, thế nhưng nội dung hợp tác cụ thể là gì thì tôi không biết. Cô không thành thật rồi, xem ra tôi phải công bố bí mật của cô với mọi người. Lý Trạch Vũ nói xong thì lấy điện thoại ra. En thấy vậy, cô ấy gấp gáp túm lấy cánh tay hắn, tha thiết nói, không cần, tôi nói còn không được siêu. Nói mô Lý Trạch Vũ lớn tiếng quát. En ra vẻ hoảng sợ, cô ấy sợ hãi nói. Anh trai tôi bảo Thánh Hoàng Guryeo lặng lẽ giao tiến sĩ nào đó cho anh ấy. Cho dù là ngôn ngữ, động tác, biểu cảm, hai người đều phối hợp vô cùng ăn ý, nếu chiếu lên màn hình thì chắc chắn là ảnh đế và ảnh hậu năm nay. En nữ sĩ, cô dám đổ oan cho tôi. Guryeo tức giận suýt ngã quỳ xuống đất, cũng may được Thánh Kỵ sĩ bên cạnh đỡ kịp thời. Bruce nhìn chăm chăm Guryeo, ông ta cười lạnh nói, Thánh Hoàng, trò đùa này chấm dứt ở đây thâm. Bây giờ mời ngài giao tiến sĩ Trử ra đây. Guryeo có cảm giác còn oan hơn cả đậu Nga. Tiến sĩ Trử cũng không ở trong tay hắn ta lấy cái gì mà giao ra. Bây giờ hắn ta mới biết vậy chẳng làm. Sớm biết như vậy sẽ không đánh cược với Lý Trạch Vũ, lại càng không nên giao người cho thằng khốn này. Bruce, ông dám cướp người với bản đế. Lý Trạch Vũ bỗng toát ra khí thế khủng bố, hắn ngang ngược nói người đưa tiến sĩ Trử đi, ai dám tranh thử xem. Đối mặt với uy hiếp, Bruce vẫn bình thản ung dung, ông ta thản nhiên nói, quân đế, cậu cho rằng chúng tôi thật sự sợ cậu sao? Dứt lời, mười mấy tên FBI và dị năng đồng loạt nhìn về phía Lý Trạch Vũ, không ai có ý tốt. Mà trong đó tên dị năng Vương Các Lô lại khinh miệt nói, quân đế, thật ra tôi rất muốn cho vài chiêu với anh, nhưng tốt nhất anh không cần cho tôi cơ hội này, nếu không tôi nhất định sẽ làm thịt anh. Chỉ bằng anh. Lý Trạch Vũ nhướng mày. Bruce cười lạnh nói, quân đế, chúng tôi không muốn chấp nhặt với cậu, bây giờ cậu chỉ cần rời đi, như vậy chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện cậu lặng lẽ bắt tiến sĩ Trử đi. Hôm nay mấy người nhiều người, bản đế nhận thua. Lý Trạch Vũ gần từng chữ, không phục nói, 30 năm đông 30 năm tây, chúng ta ghi sổ, cứ chờ xem. Nói xong hắn muốn dẫn En rời đi. Bruce không bảo người ngăn cản, càng không để lời uy hiếp của Lý Trạch Vũ trong lòng. Ở trong mắt ông ta, đối phương chỉ là thủ lĩnh của đám lưu manh mà thôi, chỉ cần ông ta muốn, tiện tay là có thể bóp chết. Mà bây giờ việc quan trọng nhất với ông ta là đón tiến sĩ Trử về,
không cần thiết phải diễn trò với quân đế, lãng phí thời gian. Quân đế, anh không thể đi. Kurio sao có thể đồng ý được? Nếu Lý Trạch Vũ thật sự rời đi, vậy hắn ta không rửa oan được. Keng! Hàng trăm tên kỵ sĩ Hoàng Kim vừa mới còn sống khỏi trận chiến ngăn cản đường đi của Lý Trạch Vũ và En, cách đó không xa còn có thánh kỵ sĩ dày đặc đi tới. Thánh Hoàng! Mặt Bruce sầm xuống, làm phiền ngài lập tức giao tiến sĩ trừ ra, về ân oán của ngài và người khác, cháu tôi không có hứng thú. Kurio buồn bực nói, tướng quân Bruce, rốt cuộc ông muốn tôi nói bao nhiêu lần, tiến sĩ trừ đã bị quân đế mang đi rồi. Thánh Hoàng, đến bây giờ ngài vẫn coi tôi như kẻ ngốc sao? Khí thế Bruce không giảm, ông ta đáp. Cách keng rầm. Khi hai người đang đối thoại, Lý Trạch Vũ đã hành động. Kỵ sĩ Hoàng Kim quả thật không chịu nổi một kích trước mặt hắn, tiếng quyền trưởng thanh thúy vang lên, đã có mười mấy người mất sức chiến đấu. Không cần xen vào. En thấp giọng nói, anh đi trước đi, bọn họ không dám làm gì tôi đâu. Được. Lý Trạch Vũ ngầm hiểu. Thân phận của En vẫn còn đó, cho dù Gurio tức giận, hắn ta cũng không dám làm gì cô ấy. Vì thế hắn bắt đầu công phá vòng vây. Thực lực của quân đến hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi. Các lô nheo mắt lại. Cho dù thực lực của hắn không tôi, ở trước mặt vương vẫn không là gì. Một nữ dị năng thả dám cầu vòng. Các lô vui vẻ đồng ý, đó là đương nhiên. Chỉ cần tôi muốn, một bàn tay là có thể bóp chết hắn. Hắn ta là dị năng vương đứng đầu thế giới này, mặc dù là chiến thần cảnh giới cường giả, hắn ta cũng không sợ. Lúc này, sự nhẫn nại của Bruce đã hoàn toàn hết, giọng ông ta rất khó chịu. Thánh Hoàng, ngài thật sự không chịu giao người ra sao? Kurio không còn cách nào khác với tên ngốc Bruce này. Rốt cuộc ông muốn tôi nói bao nhiêu lần mới chịu, người đã bị quân đế. Thánh Hoàng Kurio hoàn toàn bất lực, hắn ta bày ra thái độ lợn chết không sợ nước sôi với Bruce. Mặc kệ ông tin hay không. Ngay sau đó khi hắn ta chuẩn bị lệnh cho kỵ sĩ bắt quân đế, thì hắn ta trợn tròn mắt. Ôi, ôi! Trên sàn chỉ toàn tiếng kêu rên, chỉ là, đâu còn bóng dáng Lý Trạch Vũ đâu, quân đế đâu? Kurio ngơ ngác hỏi. Một gã kỵ sĩ Hoàng Kim bất an đáp, Thánh Hoàng, tên kia. Chạy! Chạy! Kurio khiếp sợ. Có hàng vạn kỵ sĩ canh gác Hoàng Cung Thánh Hoàng, tên kia phá vòng vây. Như thế nào? Bruce ở bên cạnh thấy nhưng ra vẻ không thể trách được. Nhà trắng của bọn họ có lực lượng canh gác hùng hậu, đề phòng nghiêm ngặt không kém Cung Thánh Hoàng, nhưng đối với quân đế mà nói thì như ra vào chỗ không người. Chúng ta đi! Bruce phung tay nói. Trước khi đi, ông ta thầm ý nhìn Kurio, ra vẻ đang nói, cậu chờ đó cho ông đây. Kurio cũng sợ ánh mắt của tên lỗ mãng này, dường như hắn ta cũng muốn nói, để xem ông có thể làm gì ông đây. Nước Mỹ là bá chủ thế giới thì sao? Thánh đình bọn họ cũng có đủ sức ảnh hưởng ở phương Tây, đơn giản chỉ là không lăn lộn ở quốc gia của ông ta mà thôi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình En là người ngoài chưa rời đi. Cô ấy không phải không muốn đi, mà là không thể. Bởi vì chắc chắn Kurio sẽ mang cô ấy đi gặp anh trai. Quả nhiên, En nữ sĩ, tạm thời cô không cần rời khỏi đây, tôi sẽ lập tức liên hệ với anh trai cô. Giọng Kurio rất không tốt, điều này cũng thể hiểu được, vì dù sao En cũng là đồng lõa của quân đế cùng lúc đó. Lý Trạch Vũ rời khỏi Cung Thánh Hoàng, hắn thành công tụ họp với quân U Minh. Đại đương gia, người không sao chứ? Bố Lai Ân. Xem cậu nói gì kìa, đại đương gia thì có chuyện gì được. Trên đời này không có ai có thể ngăn đại đương gia của chúng ta. Mọi người châu đầu ghé tai. Lý Trạch Vũ vung tay, hắn nói, đừng rong dài, bố Lai Ân dẫn đội, mọi người lập tức xuất phát đến điện U Linh, ông đây muốn vặn đầu U Linh. Sau khi xử lý chuyện Tô Cẩn Hoa giao phó, bây giờ hắn muốn giải quyết việc riêng của mình. Điện U Linh, điện Long Thần, hắn sẽ tính sổ từng đám một. Các anh em. Chúng ta lập tức xuất phát. Tôi đã khó chịu với đám ma cà bông điện U Linh này từ lâu rồi, lần này tôi phải giết cho đã. Nếu người khác nghe được muốn đi đối phó với điện U Linh, sợ là hai chân mềm nhũn ra, nhưng người của quân U Minh đều là người không an phận, có thể khiến bọn họ sợ hãi cũng chỉ có ba chữ đại đương gia. Đại đương gia, người không đi cùng chúng tôi sao? Bố Lai Ân hỏi. Lý Trạch Vũ gật đầu, hắn nói, mọi người xuất phát trước. Tôi còn phải chuẩn bị, sự bất ngờ cho U Linh. Quân U Minh thấy nụ cười xấu xa của hắn, bọn họ đều có cảm giác thương hại U Linh Đại Đế. Bởi vì sự bất ngờ rất có thể sẽ biến thành sự kinh hoàng.
Điện U Linh. U Linh đang thưởng rượu ngon, trong lòng ôm một người phụ nữ quyến rũ. Một người đàn ông khôi ngô trước mặt gã bị một đám phụ nữ mặc bikini vây quanh. Lang Vương, ông có thích phụ nữ ở chỗ tôi không? U Linh trêu ghẹo hỏi. Thích, rất thích. Lang Vương thành thạo chấm mút, trên mặt tràn đầy sự hưng phấn không nói nên lời. U Linh cười thản nhiên, nếu thích, ông có thể mang toàn bộ đám phụ nữ này đi. Lang Vương nghe vậy, ông ta đẩy đám phụ nữ bên cạnh ra ngồi xuống đối diện U Linh, ánh mắt ông ta dừng trên người phụ nữ bên cạnh U Linh, cười ha ha nói, nhưng tôi thích nhất là Maria bên cạnh ông. U Linh nghe vậy, mặt gã sầm xuống, Lang Vương, tôi cảnh cáo ông muốn người phụ nữ nào trên đời cũng được, ngoài Maria. Maria ở bên cạnh cũng nhíu mày. Ha ha ha, tôi hay nói giỡn. Lang Vương cười gượng nói, mặc dù tôi mắc hội chứng Mendelssohn, nhưng tôi sẽ không đụng vào người phụ nữ của U Linh ông yên tâm. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt ông ta vẫn đánh giá Maria không kiêng nể như trước. Thắt đáy lưng ong, bộ ngực cao ngất như bánh mì, làn da trắng nốn như trẻ con, ngũ quan tinh xảo, không hề có chút khuyết điểm nào. Không thể không nói, người phụ này thật sự là một phu vật. U Linh lạnh giọng cười nói, tôi biết Lang Vương ông thích người đẹp, cho nên tôi đã chấm vài cực phẩm thay ông. Hả, người đâu, ở đâu, Lang Vương xoa tay, dáng vẻ không chờ được. Đừng nóng vội. U Linh khoát tay, gã nói, chờ chúng ta liên thủ xử lý quân đế xong, ông sẽ có được bọn họ. Lang Vương nghe vậy thì ngẩn ra, ý ông là mấy hồng nhan tri kỷ của quân đế sao? Không sai, U Linh gật đầu nói, tôi đã điều tra thân phận thật của quân đế, biết được ở nước hạ xung quanh hắn có không ít cực phẩm hồng nhan, đến lúc đó tôi sẽ giao toàn bộ bọn họ cho ông. Khi nói chuyện, gã không chú ý tới sự sát khí hiện lên trong mắt Lang Vương. Maria cười làm lành, Lang Vương, đám hồng nhan tri kỷ của không đến, vớ đại một người cũng không thua kém dáng người và khuôn mặt tôi. Thật không? Lang Vương thầm măng hai người trước mặt là, bản quyền ẩu nam nữ, trên lại bày ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, đến lúc đó cô cần phải trông chừng kỹ U Linh, đừng để ông ta tranh với tôi. Ha ha, yên tâm đi, U Linh có một mình tôi như vậy là đủ rồi. Maria vô cùng tự tin nói. U Linh cũng không phủ nhận, ngược lại gã ôm chặt eo cô ta hơn. Lang Vương thấy vậy thì thầm khinh thường cười lạnh. Hễ là đàn ông bình thường đều thích trái ôm phải ấp. Có người đàn ông nào? Không vậy thì hoặc là không có năng lực, hoặc là không dám. Mà U Linh thuộc kiểu người sau, dù sao cha của Maria cũng là công tước tộc bất tử. Lang Vương hút xì gà, ông ta nói, mấy ngày hôm nay quân đế như biến mất khỏi thế gian, không biết hắn đang làm trò quỷ gì. U Linh ý vị sâu xa nói, có lẽ hắn đã biết chúng ta hợp tác, nên đang nghĩ cách đối phó với chúng ta. Hà Lang Vương cười khinh thường, đứng trước thực lực tuyệt đối. Mọi âm mưu đều là hổ giấy, chỉ cần quân đế dám đến, chúng ta sẽ khiến hắn chết không nơi chôn thây. Ha ha ha, tôi cũng cảm thấy như vậy. U Linh cười nói. Nhưng mà đúng lúc này, Mai lo lắng bước vào, lập tức cúi đầu nói thầm bên tai U Linh. Dần dần nụ cười trên mặt U Linh biến mất, vẻ mặt trở nên tức giận. Mẹ kiếp! Cuối cùng, U Linh tức giận không nhịn được quát một câu. Lang Vương thuận miệng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? U Linh không thể kiềm được giận, gã nói, tên quân đế này dám coi chúng ta là kẻ ngốc. Sao lại thế? Lòng Lang Vương rõ như gương, trên mặt lại giả vờ không hiểu được. Trước đó là quân đế nói sằng bậy trên web đen, thực tế hắn hoàn toàn không có ý định đến đối phó chúng ta, hắn chỉ lợi dụng chúng ta để giấu gián điệp của hắn. U Linh càng nói càng tức. Quân đế tuyên bố trên mạng rằng sẽ tiêu diệt U Linh trước, sau đó đến Tiểu Lang, nhưng mà sau lưng lại đến nước Anh và Thánh Đình. Mấy ngày nay U Linh đều lo lắng đề phòng, đến cuối cùng mới phát hiện mình bị đùa giỡn. Gã càng nghĩ càng tức, cố nén sự tức giận, nói, Mai, truyền tin tức ra ngoài, 3 ngày sau toàn bộ người của Điện U Linh chúng ta sẽ đến Acropolis ở Hy Lạp, để cho quân đế đến đây chịu chết. Vâng. Mai cung kính đáp, lập tức lui ra ngoài. U Linh nâng ly với Lang Vương, 3 ngày sau giết quân đế. Tôi không có vấn đề. Lang Vương cũng nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Khi chuyện của Điện U Linh xảy ra trên web đen, toàn bộ thế giới hắc ám lại sôi trào. Quân đế nói muốn tiêu diệt Điện U Linh và Điện Lang Nha, nhưng vài ngày qua vẫn chưa có tin tức gì, ngược lại là Điện U Linh liên tục ầm ĩ, chẳng lẽ quân đế sợ? Điều đó là không có khả năng, quân đế còn có khả năng loại bỏ Long Đế,
hẳn sẽ sợ U Linh Đại Đế và Lang Vương. Nếu quân đế không sợ, tại sao nói hoành hoang như vậy, mà đến bây giờ vẫn chưa dám ra tay với người ta? Rốt cuộc có phải quân đế sợ hay không, bay ngày sau sẽ biết. Không tồi, nếu quân đế không dám đến Acropolis ứng chiến, sau này ông đây sẽ không chấp nhận đại đế này. Trên web đen vô cùng hỗn loạn, cùng lúc đó, sân bay quân khu hoàng thành nước Hạ. Tô Cẩn Hoa, Ninh Trạch Bình và những lão đại khác kiên nhẫn chờ, vẻ mặt bọn họ đều ngập tràn sự kích động. Cuối cùng, có một chiếc máy bay trực thăng quân dụng bay từ xa đến, một lát sau, nó đáp xuống vững vàng. Rầm, cửa cabin mở ra, sói đen và chử vệ hoa lần lượt nhảy xuống. Qua mười mấy tiếng, nhiều lần chuyển hướng, cuối cùng bọn họ cũng về tới nước Hạ. Long chủ, đồng chí chử vệ hoa, chào mừng ông trở lại tổ quốc. Tô Cẩn Hoa đích thân tiến lên bắt tay chử vệ hoa. Ngày nhớ đêm mong, cuối cùng chử vệ hoa cũng được về với mảnh đất nơi ông ấy sinh ra, trong nháy mắt ông ấy kích động, nước mắt lưng tròng. Ninh Trạch Bình và các lão đại khác lần lượt bắt tay với chử vệ hoa. Ngay sau đó chử vệ hoa nói những lời từ đáy lòng, Long chủ, lần này tôi có thể bình an trở về, may mà nhờ có tiểu đồng chí Lý. Đúng vậy, chúng tôi đều rõ ràng, Tô Cẩn Hoa gật đầu. Phải biết rằng nhiệm vụ cứu viện chử vệ hoa lần này, ngay cả Long Thiên Quân cũng không nắm chắc. Nếu không có Lý Trạch Vũ, có lẽ bọn họ chỉ có thể ôm nỗi hận, từ bỏ cách cứu viện chử vệ hoa. Đồng chí vệ hoa, sao Trạch Vũ lại không trở về cùng ông? Ninh Trạch Bình tò mò hỏi. Nhắc tới chuyện này, hai mắt chử vệ hoa càng đỏ hơn, ông ấy gần như nức nở nói, lúc ở Anh, tiểu đồng chí Lý nhường cơ hội chạy trốn cho tôi, sau đó chúng tôi lại bị bên Thánh Đỉnh khống chế. Ông ấy kể chi tiết chuyện xảy ra hai ngày hôm nay, nói xong thì ông ấy cũng bật khóc không thành tiếng. Vẻ mặt mấy người Tô Cẩn Hoa đều rất nghiêm trọng. Bọn họ có thể cảm nhận được lúc đó Lý Trạch Vũ phải trải qua cục diện nguy hiểm như thế nào qua lời chử vệ hoa nói. Một chuyến đi xa này, không khác gì đâm đầu vào đầm rồng hang hổi. Long chủ, mọi người không cần lo lắng cho đại đương gia, ngài ấy không sao. Sói đen ở bên cạnh khuyên nhủ. Mấy người Tô Cẩn Hoa đồng loạt nhìn về phía sói đen. Tiểu đồng chí, sao cậu có thể chắc chắn Trạch Vũ không sao? Ninh Trạch Bình nhíu mày hỏi. Khóe miệng sói đen nhếch lên một cụ cười nhạt, bởi vì ngài ấy là quân đếch. Nước Mỹ, Nhà Trắng. Một vài lão đại do Elip cầm đầu bất mãn nhìn Bruce. Thân là Tổng Thư Ký, Yuri không khỏi cười khẩy nói, Bruce, tình báo viên của chúng tôi vừa báo tin, tiến sĩ Trử đã về nước tới nước Hạ, ông có thể giải thích chuyện này không? Thánh Hoàng Gurio người ta liên tục thanh minh, nói tiến sĩ Trử đã bị Lý Trạch Vũ dẫn đi, tại sao ông không tin người ta? Trong lòng Elip vốn bất mãn với Bruce, lúc này ông ta không khỏi bỏ đá xuống giếng. Bruce nhìn mọi người xung quanh, ông ta thở dài, lúc đó quân đế đã đến sớm hơn tôi một bước, hơn nữa quân đế nói tiến sĩ Trử vẫn trong tay Thánh Đình, cho nên ông tin. Elip châm biếm ngắt lời nói của quân đế và Thánh Hoàng Gurio, chỉ cần không phải người ngu xuẩn thì đều biết nên tin tưởng ai đúng không? Lời này mang gián tiếp Bruce thậm chí còn không bằng kẻ ngu. Mà ông ta cũng chỉ giận không dám nói gì. Dù sao quả thật là ông ta làm hỏng chuyện này. Yuri đề nghị nói, sai lầm của Bruce giao cho Điện Capitol xử lý, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta nên nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Xoay chuyển tình thế như thế nào? Tiến sĩ Trử đã về nước Hạ, chẳng lẽ chúng ta đến nước Hạ cướp người sao? Tôi cảm thấy đề nghị này không tồi. Nước Hạ dám cướp người trong tay chúng ta, vì sao chúng ta không thể cướp lại? Đừng nói giỡn, nước Hạ có thể mang người đi từ tay chúng ta, tất cả là bởi vì tiến sĩ Trử phối hợp, ông cảm thấy chúng ta phái người đến nước Hạ cướp người, tiến sĩ Trử sẽ nguyện ý về cùng chúng ta. Lời này giống như dội một chậu nước lạnh vào đầu mọi người. Nếu Trử vệ hoa không muốn trở về nước Hạ, ông ấy có vô số cơ hội có thể thông báo với bọn họ, cho dù thủ đoạn của quân đế thông thiên cũng không thể đưa người đi được. Mà Trử vệ hoa không làm như vậy, chứng tỏ bản thân người ta muốn trở về nước Hạ. Tôi có một cách, mắt Bruce bỗng sáng lên, mọi người đều nhìn ông ta. Vẻ mặt Bruce âm trầm, ông ta nói, chúng ta có thể xuống tay từ người quân đất. Yuri khó hiểu hỏi, nói cụ thể xem, xuống tay như thế nào. Quân đế dám cả gan giúp nước Hạ cướp người trên tay chúng ta nhất định phải dạy bảo hắn ta một chút. Đợi đã, tôi phải nhắc nhở mọi người. Bruce còn chưa nói xong đã bị Elip ngắt lời, không biết tên Alex kia phát điên cái gì.
nói cái gì mà ai dám động vào quân đế, ông ta sẽ xử lý người đó. Mọi người nghe vậy thì đều nhíu mày. Từ trước tới nay nước Anh đều nghe theo lời bọn họ, trong một số tình huống, bọn họ vẫn cho đối phương một chút mặt mũi. Mà lần này thái độ của Alex vô cùng kiên quyết, cho nên ngay từ đầu bọn họ đã từ bỏ việc trả thù quân đế. Bruce cười âm hiểm, nói, chúng ta không cần tìm người xử lý quân đế, chỉ là khiến hắn tự lau sạch mông mình mà thôi. Yuri nhíu mày nói, không cần giấu giếm, mau nói rõ ràng. Ý của tôi rất đơn giản, quân đế cướp người từ tay chúng ta, vậy bảo hắn về nước hạ cướp người lại cho chúng ta. Nếu bọn họ dám không nghe chúng ta, vậy chúng ta sẽ nhốt hắn lại. Về phần Alex, hừ, không phải ông ta không rõ ràng kiểu đạn mới quan trọng thế nào, tôi tin rằng ông ta sẽ hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta. Bruce nheo mắt cười, ông ta cảm thấy vô cùng hài lòng với kế hoạch này của mình. Gió nổi mây bay. Khi một đám lão đại mưu đồ bí mật ở Nhà Trắng, thế giới hắc ám lại một lần nữa sôi trào. Quân đế đích thân lộ diện trên web đen, ngỏ lời 3 ngày sau sẽ đến Acropolis lấy đầu U Linh. Tất cả mọi người đều biết, đại chiến này qua đi, vận mệnh thế giới hắc ám sẽ hoàn toàn thay đổi. Đệ ngũ nhân kiệt yêu người giúp việc Phùng Tú Nhi trong nhà, nhưng lại bị gia tộc đệ ngũ phản đối. Lý do rất đơn giản, không môn đăng hộ đối, thân phận hai người chênh lệch nhau, chắc chắn không có khả năng trở thành một đôi. Hơn nữa gia tộc đệ ngũ cũng sắp xếp một cuộc hôn nhân cho đệ ngũ nhân kiệt, đối phương cũng là một danh môn vọng tộc, đó là nhà Hách Liên. Bàn về gia thế, dung mạo, phụ nữ nhà Hách Liên đều gấp ngàn vạn lần Phùng Tú Nhi. Đáng tiếc gia tộc đệ ngũ không ngờ đệ ngũ nhân kiệt lại hết lòng vì tình yêu như vậy, ông ta thà rằng từ bỏ vị trí đại thiếu của gia tộc, dứt khoát kiên quyết dẫn theo Phùng Tú Nhi bỏ trốn. Vậy nên mặc dù thiên phú võ đạo của đệ ngũ nhân kiệt rất cao, làm cho cả gia tộc kỳ vọng cao, nhưng vẫn bị trục xuất khỏi gia tộc đệ ngũ. Nếu không phải em trai đệ ngũ Tuấn Kiệt chết, đệ ngũ nhân kiệt cho rằng cả đời này mình không quay về gia tộc được. Vậy nên vì để cảm ơn người em trai này, ông ta sẽ báo thù giúp đối phương. Ở dãy núi Côn Luân giáo với Gai Su, đệ ngũ nhân kiệt thành công đi ra khỏi thông đạo bí mật. Tuyết băng toán loạn, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng bay từ xa đến gần, một lát sau vững vàng hạ xuống. Cốp! Cửa cabin mở ra, một người đàn ông hơn 60 tuổi khôi ngô tuấn tú, mặc quân trang nhảy xuống. Hách Liên Khiếu, Trấn Bắc Phương, đệ ngũ nhân kiệt phát hai tay ra sau lưng, ông ta đứng lẳng lặng tại chỗ chờ. Hách Liên Khiếu bước nhanh về phía trước, chắp tay hành lễ, cháu nhân kiệt. Chú Khiếu, đệ ngũ nhân kiệt không chắp tay hành lễ, ông ta chỉ tùy ý đáp lại một câu, thái độ có vẻ ngạo mạn. Hách Liên Khiếu nhíu mày, trong lòng có hơi bất mãn, nhưng không biểu đạt ra. Dù sao đệ ngũ nhân kiệt có địa vị thân phận rất cao ở gia tộc đệ ngũ, mà ông ta chẳng qua chỉ là thành viên chỉ thứ nhà Hách Liên, thân phận hai người không thể so sánh với nhau. Nhưng suy cho cùng bởi vì từ đầu đến cuối nội tâm của Hách Liên Khiếu không ở thế tục, mà là ở quy khư mà ông ta lớn lên. Nếu không với thân phận ở thế tục của ông ta, cho dù là ai cũng không dám bỏ qua thân phận của ông ta. Cháu nhân kiệt, chú đã biết mục đích lần này cháu đi ra thế tục, như vậy tốt lắm. Cháu theo chú về phủ trước, cho cháu một ít thời gian, chắc chắn chú sẽ tìm ra được hung thủ giúp cháu. Hách Liên Khiếu đề nghị. Không ngờ đệ ngũ nhân kiệt dứt khoát xua tay nói, không cần, cháu có thể tự tìm được hung thủ là ai, chú Khiếu chỉ cần đưa cháu ra nước ngoài là được. Mười mấy tiếng sau, một chiếc máy bay từ phía bắc nước hạ vững vàng hạ cánh xuống nước Anh. Lại qua hơn 10 phút sau, bóng dáng của đệ ngũ nhân kiệt xuất hiện ở bên ngoài sân bay. Kít kít. Một chiếc xe Maybach dừng trước mặt ông ta, người lái xe là một người đàn ông trung niên. Đệ ngũ thiếu, tôi là Chu Đông, là người lão gia sắp xếp đến đón ngài. Người đàn ông cung kính tự giới thiệu, đệ ngũ nhân kiệt khế gật đầu, ông ta ngồi vào ghế sau. Chu Đông ngồi lại vào vị trí ghế lái, ông ấy đề nghị, đệ ngũ thiếu, bây giờ trời đã tối muộn, tôi tìm khách sạn cho ngài ngủ lại, có được không? Không cần, đưa thẳng tôi đến nơi tôi muốn đến. Đệ ngũ nhân kiệt từ chối, bây giờ ông ta chỉ muốn báo thù sớm thay cho em trai mình. Vâng. Chu Đông thấy thái độ kiên quyết của ông ta, ông ấy không dám khuyên nữa, khởi động xe chạy tới vùng ngoại thành. Hơn nửa tiếng sau, Maybach xuất hiện bên ngoài một trang viên tư nhân rộng hàng ngàn mét vuông, từ xa có thể nhìn thấy vài pháo đài cổ kính hùng vĩ đồ sộ. Nơi này là Điện Long Thần. Cùng lúc đó, trong tòa pháo đài cổ lớn nhất, Chao và Lip đang ngồi trên sofa.
bọn họ vừa chơi xong một hiệp, bầu không khí có chút vi diệu. Hơi thở của Líp không ổn định, thoạt nhìn bị dày vò không hề nhẹ. Trao bưng rượu lên nhấp một ngụm, nhìn người có dáng người uyển chuyển trước mặt, trên mặt có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời. Long đế ơi Long đế, ông chết thật là tốt. Mọi thứ ông có được bây giờ đều là của tôi, bao gồm cả người phụ nữ của ông. Trao nghĩ vậy, ông ta không nhịn được kéo Líp vừa mặc quần áo xong vào. Long, cười ha ha, tôi hỏi em, tôi và Long đế, ai hơn ai? Líp thoáng do dự, sau đó cười nói, đương nhiên là anh. Lời bà ta nói là thật. Cho dù trước kia Líp thật sự yêu Long đế, nhưng sau khi người kia chết, không có khả năng sống lại, sao bà ta có thể thủ tiết vì một người đã chết, mà buông bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình được. Bây giờ tất cả những gì bà ta cần làm là mang lại niềm vui cho chủ nhân mới, Trao. Ha ha ha, Trao cười to vài tiếng. Trước đó ông ta còn lo lắng quân đế sẽ ra tay với Điện Long Thần, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng. Thế nhưng bây giờ ông ta có thể hoàn toàn vô ưu vô lo, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng. Bởi vì có U Linh Đại Đế và Lang Vương hợp tác khiêu chiến quân đế, hơn nữa quân đế cũng ứng chiến, ông ta cho rằng chắc chắn người sau sẽ phải chết, không thể nghi ngờ. Đột nhiên hai cánh cửa được làm bằng chất liệu gỗ đặc biệt có thể phòng chống đạn pháo bị người đá văng. Chỉ thấy hai gã Phương Đông da vàng một trước một sau đi vào. Long, đết, Líp che miệng, trên mặt lộ ra biểu cảm khó có thể tin được. Không đúng. Khi người kia tới gần, Líp có thể khẳng định mặc dù người đàn ông này có 8 phần giống Long đế, nhưng chắc chắn không phải cùng một người. Trao cũng xác định người tới không phải Long đế sống lại, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Hai người ở đâu đến? Trao nhìn từ trên cao xuống hỏi. Thằng nước ngoài này nói gì vậy? Ông ta hỏi chúng ta là ai? Đệ ngũ nhân kiệt không hiểu tiếng Anh, ông ta bảo Chu Đông phía sau giải thích. Ông nói cho ông ta biết, Long đế là em trai của tôi, từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp quản mọi thứ của em trai tôi, ai không phục thì chết. Giọng đệ ngũ nhân kiệt không cho phép nghi ngờ, vô cùng ngang ngược. Chu Đông lập tức phiên dịch lại câu này. Anh trai Long đế. Cơ thể mềm mại của Líp khẽ run lên. Người đàn ông trước mặt có thể đá văng cửa được thiết kế đặc biệt, đủ chứng minh năng lực của ông ta rất mạnh. Còn nữa bên ngoài có không ít người của Điện Thần Long canh gác, đối phương lại có thể đi vào đại điện mà không khiến ai chú ý. Hít. Líp hít sâu một hơi. Hay là anh trai Long đế còn mạnh hơn Long đế? Líp có thể nghĩ vậy, đương nhiên Trao cũng nghĩ được vậy, hơn nữa ông ta còn cảm nhận được khí thế cường giả vô cùng khủng bố của đệ ngũ nhân kiệt trước mặt. Mạnh đến nỗi ông ta không có dũng khí đánh một trận với đối phương. Thế nhưng, sao ông ta có thể chắp tay giao Điện Long Thần cho người khác được? Bây giờ tôi chính là chủ của Điện Long Thần, cho dù ông là anh trai của Long Đế cũng không được. Trao nói tiếng nước hạ sứt sẹo. Đệ ngũ nhân kiệt cười lạnh, vậy ông muốn chết. Mẹ kiếp! Trao trợn trắng mắt, ông ta vỗ hai tay. Vù vù vù! Trong đại điện xuất hiện hơn 100 bóng người. Ông ta vốn định dùng những người trốn ở đây để đối phó với quân đế, lúc này cảm nhận được áp lực mà đệ ngũ nhân kiệt mang đến, chỉ có thể lật con bài chưa lật lên. Líp ở bên cạnh xanh mét mặt. Trong đại điện giấu nhiều người như vậy, bà ta lại không hề hay biết, vậy chẳng phải mấy ngày nay bà ta và Trao Mây Mưa đều bị bọn họ nhìn thấy hết. Đâm đầu vào chỗ chết. Đệ ngũ nhân kiệt dứt lời, ông ta ra tay. Nước Hy Lạp, Vệ Thành. Sở dĩ U Linh dọn chiến trường đến đây là bởi vì ông ta đang chế tạo một căn cứ số 0 ở đây. Cả căn cứ đều áp dụng vật liệu xây dựng quân dụng tiên tiến nhất toàn cầu, thậm chí có thể đề phòng chấn động của vũ khí hạt nhân. Đừng nói quân đế dẫn đầu quân U Minh, cho dù mấy nước lớn toàn cầu muốn đánh vào nơi này cũng không dễ dàng như vậy. Ha ha ha, ông nói xem quân đế có phải bị bản đế chọc tức rồi không? U Linh xem mấy lần tin tức quân đế đăng trên đá web, trên mặt đầy vẻ giễu cợt. Một người đàn ông da trắng với mái tóc dài màu trắng cười gian nói, bị chọc tức không phải bình thường à. Đổi thành tôi là quân đế, ông cũng khiêu khích như thế, nếu tôi không ứng chiến, còn không bằng tìm một lỗ để chui vào. Ibu nói không sai. Thêm một người đàn ông rau quai nón nhếch miệng cười nói, nếu không ứng chiến, sau này quân đế còn mặt mũi nào lăn lộn ở thế giới ngầm. Ha ha ha. Trong phòng vang lên một tràng tiếng cười lớn. Mọi người ở đây trừ U Linh và Lang Vương ra, còn có LBU và Minro trong Bát Vương và đám người Bethlen, Ansita, Maipi, Durham trong thập nhị tướng. Quan hệ những người này bình thường với U Linh không tệ,
nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Sở dĩ bọn họ bằng lòng ra tay đối phó quân đế, vẫn là vì U Linh ra giá tiền rất lớn mời bọn họ. Ngoài ra, LBU và Minro còn mang theo chút tâm tư. Long đế chết rồi, nếu quân đế cũng chết, trong bốn đế thiếu hai vị trí, bọn họ đều cho rằng mình có thể bổ sung thay thế. Chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Lang Vương nâng ly với đám đông, trong lòng lại yên lặng cầu nguyện thay bọn họ. Đám ngốc nghếch, tận hưởng bữa tối cuối cùng thật tốt đi. Cạn ly. Cạn. Một đám người uống cạn sạch rượu trong ly. U Linh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi, qua 2 tiếng nữa sẽ tới ngày thứ 3, quân đế có phải vẫn đang hưởng thụ thời gian cuối cùng không? Chúng ta nên thấu hiểu. Đúng, cứ để hắn sống thêm 2 tiếng đi. Âm ầm. Lời cuối cùng của Minro còn chưa nói hết thì nghe thấy một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Âm, Mai đẩy cửa vào, đại đế, có người tập kích đường không căn cứ chúng ta, có lẽ là quân U Minh đến rồi. Sắc mặt U Linh lập tức thay đổi, căn cứ số không có radar thăm dò, vì sao không phát hiện đối phương? Tôi hoài nghi bọn họ có. Có. Mai muốn nói lại thôi. Sắc mặt U Linh tái xanh chất vấn, có gì? Máy bay tàng hình. Sau khi Mai đáp lại, sắc mặt mọi người ở đây đều thay đổi. Máy bay tàng hình đều là vũ khí át chủ bài của mỗi nước lớn, dưới tình huống bình thường sẽ không bán ra. Quân đế làm ra máy bay tàng hình từ đâu? Bút lờ trong miệng Minro phun ra một chữ. Trong chốc lát, sắc mặt mọi người ở đây lại thay đổi. Có điều sắc mặt khó coi nhất vẫn là U Linh. Bút là ai? Đây chính là tay buôn lậu vũ khí số một thế giới. Được mệnh danh là vua chiến tranh. Trong số các loại vũ khí tồn tại trên thế giới này, chỉ cần có đủ tiền thì ngay cả vũ khí hạt nhân cũng có thể sở hữu được. Tất cả mọi người không phải ngày đầu tiên trà trộn vào thế giới ngầm, tình bạn giữa Bút và quân đế đều có nghe thấy. Nếu Bút cung cấp vũ khí, căn cứ số không cho dù có năng lực phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ bị phá hủy. Ầm ầm, tiếng nổ lần nữa truyền đến, hơn nữa đợt này rõ ràng còn mãnh liệt hơn đợt nổ trước. Lập tức sai người đi thăm dò, một khi phát hiện bóng dáng của đối phương, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bọn họ. U Linh điên cuồng hạ lệnh, một khắc trước còn hăng hái, giờ phút này lại héo rũ không phấn chấn. Mấy người Mai Pi và Đua Ham trong thập nhị tướng thậm chí còn đánh chống lui quân. Mặc dù tiền rất tốt, nhưng cũng phải có mạng để xài. Chỉ có thái độ của Minro và LBU vô cùng kiên định, bởi vì lần này bọn họ đến đây cũng không phải chỉ vì tiền. Chư vị không cần lo lắng, bản đế còn át chủ bài chưa lộ ra, quân đế chắc. Chăn sẽ chết không nghỉ ngờ. Đinh linh linh, U Linh còn chưa nói xong, điện thoại trên người lập tức vang lên. Lấy điện thoại ra nhìn giấy số trên màn hình, ông ta gật đầu ra hiệu với đám đông, lập tức đi vào một phòng khác. Alo, chủ tịch đại hội đồng. U Linh, kế hoạch có biến, quân đế. Không thể giết, giọng nói Elip truyền đến. Cái gì? U Linh nhíu mày, không hiểu hỏi, chủ tịch đại hội đồng, vì sao không thể giết quân đế? Chuyện cụ thể tôi không tiện nói, tóm lại quân đế không thể chết, hơn nữa tôi còn cần ông bắt sống hắn giao cho tôi. Giọng điệu Elip kiên định. U Linh bất mãn nói, chủ tịch đại hội đồng, ước hẹn của chúng ta không phải như vậy. Hơn nữa anh cũng biết tôi và quân đế đã đến mức anh chết tôi sống. Đây là thái độ chó nói chuyện với chủ nhân à. Elip mạnh mẽ ngắt lời, tôi nói không thể giết quân đế thì không thể giết, anh còn cần tôi nói lần thứ ba à. Nghe đối phương lại gọi mình là chó, U Linh siết chặt nắm đấm, vẻ mặt tức giận. Có lẽ để an ủi ông ta, giọng điệu Elip khẽ mềm nhữ, U Linh, mặc dù trước mặt quân đế còn chưa thể chết, nhưng đợi sau khi hắn hết giá trị lợi dụng. Tôi sẽ lập tức giao hắn cho ông xử lý. Nghe vậy, sự tức giận trên mặt U Linh lập tức tan đi. Điện thoại cúp máy. Khóe miệng U Linh nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Mặc dù Elip không để ông ta giết quân đế, nhưng ông ta có thể phế đối phương. Nếu như chặt tay chân của quân đế, lại giẫm hắn dưới lòng bàn chân, loại cảm giác này chắc hẳn cũng rất tuyệt vời. Cùng lúc đó, trong thung lũng cách căn cứ số không hơn 10 dặm, một đám đông đen nghịt đang tụ tập ở đây. Lý Trạch Vũ đeo nửa mặt nạ màu bạc, trên người tỏa ra hơi thở chết chóc lạnh thấu xương. Máy bay tàng hình đời thứ 5 cũng có thể giành tới tay, không hổ là đại đương gia. Brian cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Jessica cười ha ha, cái này không phải nói nhảm. Chỉ cần đại đương gia ra lệnh một tiếng thì cho dù vũ khí hạt nhân, cho dù là đi trộm Bút cũng sẽ đi làm thay đại đương gia.
U Linh tưởng ở sân nhà căn cứ số 0 thì có thể muốn làm gì thì làm, thật tình không biết ở đây mới là ác mộng của ông ta. Andy xuyên qua đám đông tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ khẽ gật mình, anh cô không làm khó cô chứ? En cười hì hì nói, vốn dĩ anh ấy nhốt tôi lại, nhưng tôi đã trốn ra được. En, thật không ngờ Triệu Tư, Nicola là anh ruột của cô. Chấm, Jessica trêu chọc nói, nếu biết thì nói gì tôi cũng phải ăn chén cơm chùa này của cô. Brian cười mắng, cái tên nhà cậu cũng không soi mặt vào nước tiểu xem, cơm chùa En người ta chỉ giữ lại cho mình đại đương ra thôi. Nói xong hắn ta lại nhìn về phía En, tôi nói không sai chứ. Đúng rồi. Cơm chùa bà đây chỉ cho một mình quân đế ăn, người khác đừng hòng nghĩ tới. En rất hào phóng thừa nhận, không hề cảm thấy ngại ngùng. Dù sao trong quân U Minh việc cô thích Lý Trạch Vũ cũng không phải bí mật gì. Khụ khụ, mẹ nó tất cả đừng gây rối. Lý Trạch Vũ liếc xéo mọi người. Chúng ta nên lên sàn rồi. Xong đời, các anh em, chúng ta nên lên sàn. Giết! Hơn 100 người cùng hò hét, đăng đăng sát khí. Lý Trạch Vũ liếc xéo mọi người, nghiêm mặt nói, mặc dù sống chết có số, nhưng tôi hy vọng các người đều sống sót thật tốt. Ok. Đại đương gia yên tâm. Mọi người rối rít. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, lập tức xông về phía máy bay trực thăng đã sớm chuẩn bị kỹ càng kia trước. Có người thì leo lên máy bay trực thăng, có người thì cùng Brian chạy bộ về phía trước. Nhiệm vụ tối nay của bọn họ chính là ôm cây đợi thỏ bên ngoài căn cứ số 0. Người U Linh Điện hễ dám trốn thì sẽ lập tức bị bọn họ xử lý. Lý Trạch Vũ hạ mệnh lệnh chết, không cần tù binh mà chám tận giết tuyệt. Mấy phút đồng hồ sau, một tiếng phá hủy đinh tai nhức óc vang vọng căn cứ số 0, cửa lớn ầm vang ngã xuống đấy. Mười mấy thành viên U Linh Điện đứng gác ngay lập tức nhấc súng máy hạng nặng lên. Bằng bằng, bọn họ còn chưa kịp mở khóa an toàn thì tiếng súng khác đã vang lên trước. A, a, trên bầu trời. Mấy binh sĩ quân U Minh đang nã súng bản tỉa. Không phát nào trượt, trong tòa nhà căn cứ. U Linh vẫn chưa thấy sợ, ngược lại vô cùng kích động hét lớn, không cần tìm, tự bọn họ đưa tới cửa. Minro cười lạnh, lá gan quân đế quả thật đủ lớn, biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết còn dám tới. Hắn không thể không đến Ibu cười chế giễu. Lang Vương tràn đầy tinh thần chiến đấu và trang bị vũ khí cho mình, đừng tán dọc nữa, bây giờ chúng ta đi bắt quân đế. Tôi cũng nghĩ như vậy. U Linh mang theo ẩn ý nhìn Lang Vương, trong mắt lóe lên tia chết chóc. Giờ phút này ông ta đã vứt lời dặn dò của Elip ra sau đầu, chỉ muốn sau khi xử lý quân đế thì cũng làm gọi luôn Lang Vương. Cứ như vậy, ông ta sẽ có thể độc bá cả thế giới ngầm. Mang theo trái tim kích động, lúc này U Linh đã hạ lệnh để mấy trăm thành viên U Linh Điện nghênh chiến. Sau khi thấy một đám quân U Minh đeo mặt nạ xuất hiện, thành viên U Linh Điện cũng không sợ hãi mà chỉ có hưng phấn. Bởi vì qua đêm nay, thế giới ngầm sẽ chỉ có U Linh Điện tồn tại. Bằng bằng bằng. Tiếng súng kịch liệt không ngừng lướt qua, đạn bay tới từ bốn phương tám hướng. U Linh nhìn căn cứ mình tốn một đống tiền lớn xây dựng trong chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ, nói không đau lòng là giả. Có điều nghĩ tới mình có thể độc bá thế giới ngầm thì lại cảm thấy mọi thứ đều đáng giá. À. Hai bên giao chiến chỉ mất 10 phút ngắn ngủi, thành viên U Linh Điện đã bị xử lý 30, 40 người. Mai Pi cau mày nói, không hổ là quân U Minh, năng lực tác chiến này cho dù là đội đặc chiến tinh nhuệ nhất toàn cầu cũng không theo kịp. Vậy thì thế nào? U Linh cười lạnh nói, đợi lát nữa đội ngũ này sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới. Mọi người cùng nhìn về phía U Linh. Nói thẳng, năng lực tác chiến của quân U Minh mạnh hơn dự đoán của họ. Nhưng giờ phút này U Linh có một mặt tự tin, bọn họ thực sự rất tò mò tên này rốt cuộc có át chủ bài gì. U Linh nhìn người của mình tử thương cả đống, mà người Lang Nha Điện lại chưa hề xuất hiện, ông ta lập tức bất mãn chất vấn, Lang Vương, người của tôi cũng đã tham gia, vì sao người của ông còn chưa ra tay? Vội cái gì? Lang Vương cười nhạt, đây chính là sân nhà của U Linh Điện các ông, Lang Nha Điện chúng tôi là khách, chắc chắn không thể đoạt công đầu với các ông. Công đầu? Lúc này nói công lao con khỉ gì? U Linh tâm như gương sáng, Lang Vương đang xem ông ta như bia đỡ đạn. Ngay lúc ông ta cảm thấy bất mãn, một chiếc máy bay trực thăng trên bầu trời hiện ra trong tầm mắt của ông ta rồi lập tức chậm rãi đáp xuống. Là quân đế, hắn rốt cuộc xuất hiện rồi. Khoảnh khắc Lý Trạch Vũ nhảy xuống máy bay trực thăng, cho dù đeo mặt nạ, nhưng đám người U Linh và Minro vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.
Lang Vương, còn không cho người của ông ra tay. U Linh thúc giục. Lang Vương lắc đầu nói, tôi cảm thấy chúng ta nên bắt lấy quân đế trước, bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần xử lý quân đế, quân U Minh sẽ tự sụp đổ. Tôi cảm thấy đề nghị của Lang Vương không sai. Ibu xoa tay, vẻ mặt rất háo hức. Minro cũng gật đầu đồng ý, trông có vẻ không chờ nổi. U Linh suy nghĩ một lát, cảm thấy lời Lang Vương nói quả thật không tệ. Chỉ cần quân đế chết, quân U Minh như rắn mất đầu, còn không phải để mặc bọn họ sâu xé à? Hơn nữa đến lúc đó nói không chừng còn có thể hợp nhất đội ngũ này. Được, bây giờ chúng ta đi chém quân đế. Nói xong, U Linh lập tức xông ra khỏi tòa nhà căn cứ trước. Hai người Minro và Ibu theo sát phía sau. Mai Pi còn có mấy người đua ham vốn cũng muốn xông lên, nhưng nhìn thấy Lang Vương không nhúc nhích nên bèn dừng bước. Lang Vương, sao ông không lên? Đua ham nhíu mày hỏi. Lang Vương khoát tay áo nói, các ông lên trước, vừa nãy uống nhiều rượu, tôi đi tè đã, lập tức tới ngay. Đi tè, tôi tin ông mới lạ. Đám người Mai Pi không phải kẻ ngu, sao tin nổi lời nói hoang đường của Lang Vương. Tôi cũng đau bụng, phải đi trước, tôi cũng phải thay băng vệ sinh. Mấy người cùng tiến vào nhà vệ sinh, đều muốn xem thử Lang Vương đang làm cái quần gì. Lang Vương lấy ra thuốc lá từ túi sách rồi phát từng cái cho mọi người, lại tự mình châm lửa chọn bọn họ, điều này khiến mọi người cảm thấy được yêu thương mà kính sợ. Dù sao Lang Vương là một trong bốn đế. Tôi tự mình làm là được. Mai Pi khách khí. Ui ra, châm lửa thôi mà, có gì đâu. Lang Vương không thuận theo, vẫn khách khí châm lửa cho hắn. Trong nhà vệ sinh khói mù lượn lờ, mấy người ở đây nuốt mây nhả khói, có vẻ như đã quên U Linh người ta mang theo Minro và Ibu đi nghênh chiến. Má, có phải tôi say rồi không? Sao cảm thấy hơi choáng? Đua ham vò đầu, Ansita cười nhạo nói, anh mới uống mấy chai. Ui ra, tôi cũng hơi choáng. Má nó, sao tôi cũng cảm thấy sàn nhà đang di chuyển. Các người sao vậy? Đậu mè, tôi cũng choáng quá. Trừ Lang Vương ra, mấy người khác đều đứng không vững. Thuốc lá này có vấn đề. Bethlen lập tức ném thuốc lá trong tay đi. Mấy người còn lại thay đổi sắc mặt, lập tức cùng nhìn về phía Lang Vương. Các người nhìn tôi làm gì, tôi cũng hút thuốc, tôi cũng choáng, ui ra. Nhức đầu quá, Lang Vương tỏ ra đứng không vững. Nhưng mấy người khác đều không phải hạng người hời hợt, không dễ gạt như vậy. Trước đó ông không choáng, chúng tôi vừa nói thì ông choáng, rõ ràng là giả vờ mà. Lang Vương, mẹ nó ông đừng giả bộ, tại sao phải ra tay với chúng tôi? Ansita giận dữ hỏi đồng thời âm thầm cảnh giác. Người khác cũng đề phòng với Lang Vương. Rất đáng tiếc, bởi vì bây giờ bọn họ choáng váng đến nỗi ngay cả đứng thẳng người cũng tốn sức. Những kẻ ngu như các người, ông đây chỉ đi tiểu thôi mà, các người cứ phải đi theo. Lang Vương cười hì hì. Nếu đã như vậy thì ông đây sẽ ngả bài với các người, thật ra tôi là nội ứng. Mấy người Mai Pi hiểu rõ tửu lượng của mình, lúc vừa mới uống rượu vốn cũng không vướng bận. Mà một khắc trước bọn họ vẫn rất ổn, có điều mới hút một điếu thuốc thôi, một khắc sau đầu óc đã choáng váng. Nhưng dù vậy, mấy người cũng chỉ hoài nghi Lang Vương mà thôi, không dám hoàn toàn kết luận, dù sao Lang Vương là châu chấu đứng trên một sợi dây thừng cùng bọn họ. Vinh thì cùng vinh, tổn hại thì cùng tổn hại. Nhưng theo câu nói của Lang Vương ông đây đã ngải bài với các người, thật ra tôi là nội ứng. Trong lúc vẻ mặt mọi người đầy hoảng sợ, trong lòng càng nghĩ mãi mà không ra. Lang Vương, vì sao ông phải xuống tay với chúng tôi? Chúng ta cùng một bọn mà. Lang Vương. Chắc chắn ông đang nói đùa chúng tôi. Mấy người anh một câu tôi một câu, Ansita thậm chí còn cho rằng Lang Vương đang đùa giỡn họ, mãi đến khi Lang Vương lấy ra một thanh súng ngắn giảm thanh từ trên người. Má, Lang Vương ông làm thật. Lang Vương tha mạng, tôi bằng lòng quy thuận ông. Lang Vương hung ác không nói nhiều, trực tiếp bóp cò. Ui ra! A, bắt đầu từ Mai Pi, từng người tiếp theo ngã xuống, ông lớn uy chấn thế giới ngầm cứ bay màu như vậy. Chết rất uất ức. Cuối cùng chỉ còn một mình Bethlen co quắp trong góc hẻo lánh nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm Lang Vương, cho dù ông muốn giết tôi cũng phải để tôi chết rõ ràng, lẽ nào ông thật sự là nội ứng? Nhưng mà, ông là nội ứng của ai? Lang Vương ở trên cao nhìn xuống, vẻ mặt chế giễu, anh nói xem. Lẽ nào là, quân đế? Bethlen khiếp sợ, sự rung động trong lòng đã không tìm thấy từ để hình dung. Gã thực sự không hiểu. Lang Vương thông đồng với quân đế lúc nào, à không. Cấu kết với nhau. Bằng.
đầu Bethlen bị viên đạn bắn xuyên qua, vấn đề nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể tìm Giê-xu đòi câu trả lời. Cùng lúc đó, ba người U Linh, Minro và Ibu dựa vào thân thủ nhanh nhẹn tránh khỏi mưa bom bão đạn, từ bên cạnh xuyên quan quân U Minh giao chiến, đi thẳng tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Quân đế, ngày chết của cậu đến rồi. U Linh cười chế giễu, hôm nay không ai có thể cứu được cậu. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ ngoáy lỗ tai, khinh thường nói, rất nhiều người đều từng nói lời này với tôi, đáng tiếc cuối cùng bọn họ đều chết rồi, ba người các ông cũng sẽ không ngoại lệ. Minro cười lạnh nói, quân đế, dùng chút võ mồm không có gì hay cả. Ibu gật đầu hùa theo, không sai, chúng ta so tài xem bản lĩnh thực sự đi. Chỉ dựa vào ba kẻ vớ va vớ vẩn các người muốn đối phó tôi. Ha ha ha, Trạch Phú cười khinh miệt, tôi đề nghị các ông vẫn nên đi mua mấy khối đập đâm đầu chết đi, hay là tự sát trước mặt tôi, nếu không lát nữa rơi vào trong tay tôi, cái chết với các người mà nói cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời. Ha ha ha. Trên người U Linh tỏa ra một ý chí chiến đấu cuồn cuộn, hừ lạnh nói, quân đế, bản đế cho tới giờ cũng chưa từng khinh thường cậu, nếu như chỉ có một mình bản đế, có lẽ thật sự không bắt được cậu, có điều. Nói đến đây ông ta vung cánh tay hét lên, hôm nay bản đế bắt tay với Lang Vương, còn có LBU và Minro trong Bát Vương, và đám người Bethlen, Ansita, Maipi, Durham trong thập nhị tướng, cho dù quân đế cậu mạnh hơn, lẽ nào còn có thể thoát thân dưới tay chúng tôi. Ồn ào Lý Trạch Vũ khinh thường giơ ngón giữa lên. Hắn thừa nhận những người trong miệng U Linh nếu bắt tay nhau thì sẽ là một đội hình không tệ, nhưng cũng chỉ khiến hắn hơi cỏng trọng mấy phần thôi. Huống chỉ. U Linh, vừa nãy ông mới nói mấy người, sao mới chỉ có ba người các ông, những người khác đâu? Lý Trạch Vũ ra vẻ không hiểu hỏi. Nghe vậy, U Linh quay đầu nhìn, cũng không nhìn thấy bóng dáng đám người Lang Vương, ông ta không khỏi nhíu mày. Ibu có vẻ hơi bất mãn. Lang Vương bọn họ đang làm cái quái gì vậy, sao vẫn chưa xuất hiện? Lang Vương đến rồi, Minro vừa nói xong, chỉ thấy hình bóng vạm vỡ của Lang Vương khá dễ thấy dũng cảm xuyên qua đám đông đi tới bên cạnh mấy người U Linh. Lang Vương, mấy người Mai Pi bọn họ đâu? Lông mày nhíu lại của U Linh cũng không giãn ra. Mẹ nó, Lang Vương tức giận mắng rồi nói tiếp, mấy tên kia đều là hạng người ham sống sợ chết. Mắt thấy người U Linh điện các ông liên tục bị đánh cho tháo chạy thì đã lâm trận bỏ chạy rồi. Cái gì? Nghe tin tức này trên mặt U Linh lập tức xuất hiện vẻ giận dữ. Phải biết mấy người Mai Pi bọn họ đều nhận tiền của ông ta, bây giờ vậy mà chạy rồi. Ngay cả tiền của U Linh đại đế ông ta cũng dám hách, không muốn sống nữa sao? Ai ra, thế giới ngầm còn phải xem tứ đế, bát vương, thập nhị tướng chính là một trò cười. Minro không nhịn được mỉa mai. Lang Vương khoát tay áo nói, đừng để ý tới những kẻ ngốc kia, không có mấy người bọn họ chúng ta vẫn có thể bắt được quân đế. Không sai, U Linh vô cùng ngang ngược. Ông ta cảm thấy mình bắt tay với Lang Vương cũng đủ ăn quân đế, huống chỉ còn có hai người Minro và LBU này giúp đỡ. Quân đế, hôm nay sẽ để cậu mở mang kiến thức tí, thực lực người đầu tiên xưng đế ở thế giới ngầm như tôi mạnh bao nhiêu. Trong lúc nói chuyện, U Linh cởi áo choàng. Trên người tỏa ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lý Trạch Vũ khinh thường nói, tôi cảm thấy ông sẽ khiến tôi thất vọng. Thất vọng, không tồn tại, U Linh vừa nói xong, chân phải của Lý Trạch Vũ đã ra sức, đập mạnh xuống đất, dẫn đầu phát động tấn công. Đến đúng lúc lắm, U Linh cũng nhờ vậy nhảy vọt lên. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, sức mạnh va chạm phát ra cũng vô cùng lớn mạnh. Đi chết đi, vẻ mặt U Linh cuồng loạn, phát huy sức mạnh toàn thân đến cực hạn. Rác rưởi, Lý Trạch Vũ đánh một quyền ra. Cảm nhận được một quyền hung mãnh đánh tới, U Linh cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Nhưng giờ phút này tên đã lên dây, không bắn không được, ông ta cũng chỉ có thể kiên trì vung nắm đấm ra, dùng tấn công thay phòng thủ. Nắm đấm của U Linh thất bại, má nói. Quân đế, mày hèn hạ, lại dám đánh lén bọn tao. Minro và LBU đều thay đổi sắc mặt. Vốn cho rằng mục tiêu của quân đế sẽ là U Linh. Nhưng không ngờ trong chớp mắt đã thay đổi đối tượng tấn công, hắn lao về phía hai người bọn họ. Dưới tình thế cấp bách Minro và Ibu vốn không kịp đề phòng, chỉ có thể vung tay đón đỡ. Rầm, răng rắc, hai cánh tay Ibu đang tiến lại gần bị một quyền này đánh gãy, cả người bay ngược ra ngoài mười mấy mét. Nhưng mà Lý Trạch Vũ vẫn chưa dừng lại, nắm đấm bánh bao lần nữa đánh về phía Minro. AI phần bụng Minro trúng một quyền này. Cả người lộn mấy vòng rồi nặng nề ngã xuống đất.
Hai người một khắc trước còn hăng hái, giờ phút này giống như hai con chó đớp cứt, tên này còn thảm hơn tên kia. A, à, ngay sau đó, tiếng kêu rên của U Linh vang lên. Xảy ra chuyện gì, mặc dù Minro và Ibu bị thương không nhẹ, nhưng còn chưa đủ lấy mạng. Tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào kia của U Linh truyền vào trong tai bọn họ. Lẽ nào nắm đấm của quân đế còn có thể cách sơn đả nghiêu, không chỉ tổn thương bọn họ, ngay cả U Linh cũng không tránh khỏi. Như vậy không có khả năng. Sau khi hai người khiếp sợ thì ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy U Linh ngã sấp mặt trên mặt đất, một ngụm máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Mà phía trên U Linh, Lang Vương đang từ trên cao nhìn xuống gã. Mặc dù Minro và Ibu không thấy rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến sở dĩ U Linh sẽ bị thương, rất có thể chính là Lang Vương đánh lén phía sau. Quả nhiên, U Linh cố nén đau bò dậy từ dưới đất, lập tức nhanh chóng lùi lại vài chục bước, tức giận không thôi mà nhìn Lang Vương, khốn kiếp, ông điên rồi sao? Lang Vương, vì sao ông muốn ra tay với U Linh? Có phải đầu óc ông vô nước rồi không? Minro và Ibu lần lượt mở miệng. Má, Lang Vương liếc xéo LBU, dựa vào câu nói này của anh, lát nữa ông sẽ mổ đầu anh ra, rót mấy lít nước máy vào. Nghe vậy, Ibu run rẩy sợ hãi, vô ý thức sờ đầu mình. Lang Vương, mẹ nó ông rốt cuộc có ý gì? U Linh lại chất vấn một tiếng. Có ý gì? À, Lang Vương đi đến bên cạnh Lý Trạch Vũ, giơ tay khoác lên vai người kia, dùng hành động thực tế nói cho mấy người ý nghĩa của nó. Ông cấu kết với quân đế, cho nên phản bội chúng ta. Vẻ mặt U Linh đầy nghiêm trọng. Không thể nói như vậy. Lý Trạch Vũ khoát tay áo, giải thích, Lang Vương người ta vốn đã không mặc chung chiếc quần với các người, cho nên dùng phản bội để hình dung. Không thích hợp. Lang Vương khẽ gật đầu, rất tán thành nói, ông đây xưa nay khinh thường làm bạn với hạng người cắm bảng giá trên đầu như ông. U Linh tức đến mức mặt mũi xanh mét, nói như vậy. Mấy người Mai Pi bọn họ cũng không phải lâm trận bỏ chạy, mà là bị ông lén xử lý. Lang Vương cười ha ha, cảm khái nói, ồ, không ngờ đầu óc của ông cũng có lúc thông suốt. Nghe lời khích lệ này, U Linh chẳng những không cảm thấy vui vẻ, thậm chí càng tức giận hơn. U Linh, chúng ta tính sao? Minro thấp giọng dò hỏi. Người U Linh điện vốn bị quân U Minh đánh cho quân lính tan tác, trước mắt lại bởi vì Lang Vương phản bội khiến bản thân bọn họ bị trọng thương. Có thể nói bây giờ bọn họ không hề có phần thắng. Nếu như không phải biết U Linh còn có át chủ bài trên tay, có lẽ gã và Ibu cũng muốn lựa chọn trốn đi. Quân đế, mặc dù bản đế không nghĩ tới tên Lang Vương này sẽ phản bội, nhưng ông cho rằng như vậy thì có thể thắng được bản đế à? U Linh cười lạnh, lập tức nhìn về phía Lang Vương. Lang Vương, đợi lát nữa ông sẽ cảm thấy hối hận vì lựa chọn lúc này của mình. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ và Lang Vương nhìn nhau. Đều không nhịn được cười ha hả. Lá bài tẩy của ông có phải là đội đặc nhiệm siêu không? Lang Vương hài hước nhìn về phía đối phương. Lại bị ông đoán được rồi. U Linh nhíu chặt mày hơn. Lang Vương đã đoán được lá bài tẩy của gã là đội đặc nhiệm siêu, vậy tại sao còn muốn phản bội quân đế? Chắc hẳn quân đế cũng có át chủ bài. Vừa nghĩ như vậy, U Linh lên tinh thần, đồng thời nhất điều khiển từ xa trong tay. Vù vù vù. Tòa nhà căn cứ số không nháy mắt lao ra hơn trăm bóng người màu lam nhạt, thân thủ mỗi người vô cùng nhanh nhẹn. Đây chính là át chủ bài của nước Mỹ, đội đặc nhiệm siêu từng tiêu diệt vua khủng bố Harden. Ngay lúc U Linh cảm thấy mình còn có phần thắng thì một khắc sau đã cười không nổi nữa. Chỉ thấy người lang nha điện phát động tấn công từ phía sau người U Linh điện, nhân lúc này, quân U Minh trực tiếp ngăn cản đội đặc nhiệm siêu. Bởi vì tốc độ xông lên của đội đặc nhiệm siêu rất nhanh. Cho nên quân U Minh từ bỏ sử dụng súng ống, hai bên trực tiếp lựa chọn cận chiến. Đây chính là thực lực của quân U Minh. Minro nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn đội viên đội đặc nhiệm siêu bị quân U Minh đánh cho không còn sức chống đỡ, bỗng nhiên Ibu có loại cảm giác da đầu tê dại. Trước kia hắn cũng chỉ từng nghe nói năng lực tác chiến của quân U Minh cực mạnh, nhưng không ngờ thực lực đoàn đội nhóm người này còn trên đội đặc nhiệm SEALI. Tên quân đế này mạnh đến mức biến thái thì thôi. Thuộc hạ cũng mạnh đến mức biến thái như vậy. Bọn họ còn phần thắng à? Có vẻ như không có. Minro và Ibu thầm liếc nhau, khẽ gật đầu với nhau. Quân đế, chúng tôi bằng lòng nhận thua. Bỏ qua cho chúng tôi đi, chúng tôi cam đoan sau này cũng không dám đối nghịch với anh nữa. Hai người không hẹn cùng lướt qua U Linh, đi thẳng về phía Lý Trạch Vũ. U Linh thấy một màn này nắm chặt nắm đấm,
nén giận nói, Minro, Ibu, các anh nhận tiền của bản đế đấy. Tôi có thể trả tiền lại cho ông. Minro lạnh như băng đáp lại. Nhưng mà LBU lại cười lạnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay U Linh Đại Đế sẽ phải chết tại đây, cho nên chúng tôi không cần trả lại tiền. Hình như nói đúng, ha ha ha. Minro không nhịn được bật cười. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Các người cười con khỉ, ông đây có đồng ý bỏ qua cho các người rồi à? Giọng nói rét lạnh của Lý Trạch Vũ vang lên. Sắc mặt Minro và LBU cùng thay đổi. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần bọn họ bằng lòng phản bối, Lý Trạch Vũ vốn không có lý do từ chối. Dù sao thêm một người bạn thì cũng tốt hơn thêm một kẻ địch. Bốp bốp, Lý Trạch Vũ nói xong, không đợi Minro và Ibu kịp phản ứng đã ra tay, hai nắm đấm đồng thời tung ra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ. Ai? À, hai người vốn bị thương lại càng tổn thương nặng hơn. Cũng đúng lúc này, Lang Vương lại móc ra thanh súng ngắn giảm thanh kia. Lang Vương, đừng! Đừng nổ súng! Đoàng đoàng! Viên đạn vô tình bắn nổ đầu Minro và Ibu. Lang Vương nhếch miệng, khinh thường diêu cợt, ông đây ghét nhất loại người bội bạc này. Vùi! Mắt thấy U Linh hết hy vọng, ông ta không do dự mà quay người chạy về phía cửa lớn căn cứ số 0. Căn cứ bị hủy không sao, toàn bộ thành viên U Linh Điện bị diệt cũng không sao. Chỉ cần có thể để ông ta sống sót là được. Muốn chạy, nằm mơ. Đoàng đoàng, kỹ thuật bắn của Lang Vương không hề bắn trúng U Linh phát nào. Cậu không đuổi theo, Lang Vương nhìn dáng vẻ khinh thường của Lý Trạch Vũ, lập tức cảm thấy lơ ngơ. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. U Linh có thể trở thành vương giả trấn áp một phương vẫn có chỗ hơn người. Lần này nếu như thả ông ta, nói không chừng chính là thả hổ về rừng. Yên tâm. Ông ta không trốn thoát. Vẻ mặt Lý Trạch Vũ hờ hững. Cùng lúc đó, U Linh phát hiện sau lưng cũng không có ai đuổi theo, trong lòng mới khế thở ra. Bằng bằng bằng, một quả dứa rất lớn điên cuồng bắn phá về phía ông ta. Mẹ nó! U Linh may mắn tránh đi chưa tỉnh hồn, một khắc sau. Đoàng đoàng đoàng! Đoàng đoàng đoàng! Vô số làn đạn từ bốn phương tám hướng phóng tới, U Linh cảm thấy trừ khi mình có thể bay lên trời, nếu không chết chắc. Kết quả như ông ta đoán. Một viên đạn vô tình bắn vào người ông ta, trong khoảnh khắc đã bị bắn thành cái sàng. Thế giới ngầm lại có thêm một đế ngã xuống, hơn nữa vẫn là chết trong tay quân đế. Chỉ nửa ngày ngắn ngủi, tin này đã lan khắp thế giới ngầm, những âm thanh nghi ngờ quân đế cũng theo đó mà biến mất. Hiện tại, hai chữ quân đế đã chiếm trọn ánh mắt của mọi người, không gì sánh bằng. Tại nước Mỹ, Nhà Trắng. Một đám nhân vật tai to mặt lớn với Elip là người dẫn đầu đã tề tựu đông đủ, họ bình tĩnh ngồi tại chỗ. Nhìn chung, ai cũng mặt ủ mày trao, tới cả đại tướng 5 sao Bruce ngồi ngay chính giữa cũng xa sầm mặt. Kỳ thật, U Linh chết hay sống chẳng đáng để họ quan tâm tới, điều họ thật sự để ý là đội quân át chủ bài, đội đặc nhiệm SEALI. Là ai đề xuất phái đội đặc nhiệm siêu đi đối phó quân đế? Là ai thề non hẹn biển rằng có thể dùng quân đế đổi tiến sĩ trở về? Elip chĩa thẳng mũi dùi vào Bruce. Nhóm Yuri đồng thời hướng mắt về phía Bruce, có người đang cười trên nỗi đau của người khác, cũng có kẻ thấy đồng cảm. Tôi sẽ giải quyết tốt chuyện này. Chỉ mới một đêm không gặp mà Bruce như già thêm 10 tuổi, lúc nói chuyện cũng ỉu xỉu, chẳng còn chút tinh thần. Elip cười khẩy, thứ lỗi nhưng chuyện đã đến nước này rồi, ông định giải quyết kiểu gì nữa đây, hả ông Bruce? Đã nói sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này rồi mà. Bruce nghiêm giọng đáp. Elip lại nhún vai, mỉm cười sâu xa, ông không cần giải thích với bọn tôi, đi mà giải thích với người bên hai viện ấy. Nghe vậy, Bruce cau mày. Một khi chuyện này bị những người có mặt ở đây phản ánh lại với hai viện của quốc hội, thế thì thiệt hại từ việc đội đặc nhiệm siêu bị tiêu diệt sẽ đổ hết lên đầu ông ta. Tới lúc đó, dù muốn xin về hưu sớm cũng quá xa vời, chỉ còn mỗi con đường xuống đài vì bị bãi miễn thôi. Bruce hít sâu một hơi, đảo mắt nhìn quanh. Sau đó cất cao giọng, hùng hồn hứa hẹn, đích thân tôi sẽ ra trận chóc nã quân đế, đồng thời ép hắn đưa tiến sĩ trừ trở về, tới lúc đó. Tôi sẽ tự nói lời tạm biệt với hai viện. Mọi người có mặt tại đây đều nhận ra ý khẩn cầu đằng sau câu nói này, nhưng họ cũng rất hiểu cho Bruce, bởi suy cho cùng thì đãi ngộ khi về hưu sớm vẫn tốt hơn là xuống đài vì bị bãi miễn nhiều. Chủ tịch Elip vừa nói, Bruce vừa nhìn Elip, dù trong lòng chỉ hận không thể dẫm đạp đối phương dưới chân. Nhưng trên mặt vẫn cố gắng để lộ nụ cười thân thiện,
tôi cảm thấy nếu để ông Liên nhiệm chức chủ tịch quốc hội thì người dân sẽ hạnh phúc hơn nhiều, thế nên lá phiếu trong tay tôi nhất định sẽ để dành cho ông. Nghe vậy, hai mắt của Elip sáng Bruce, ai cũng biết vài ngày tới sẽ tiến hành bầu chủ tịch quốc hội, và lần này, trong số những ứng cử viên có không ít đối thủ mạnh. Một khi Bruce thẳng thắn tỏ thái độ sẽ ủng hộ ông ta, vậy khả năng ông ta được liên nhiệm là rất lớn. Nếu đã được hưởng lợi trong chuyện này, tất nhiên Elip sẽ không đối chọi gay gắt làm gì nữa. Rực lên, không quên mỉm cười thiện chí với. Bruce lại hứa hẹn, các vị, lần này tôi tuyệt đối không thất bại đâu. Mọi người im lặng, xem như đồng ý. Cùng lúc này, tại cung điện Buckingham, nước Anh, tin tức quân đế tiêu diệt U Linh Đại Đế cũng đã truyền đến tai Alex, khiến ông ta hoảng sợ ra mặt. Nhưng không phải ông ta sợ vì chuyện U Linh Đại Đế bị diệt, dù sao ông ta cũng từng lĩnh giáo về thực lực của quân đế và quân U Minh. Thứ khiến tâm trí ông ta rối bời là việc đội đặc nhiệm siêu bị tiêu diệt kìa. Dĩ nhiên, nếu cả chiến đội Lausister cũng bị đánh tới chẳng còn mảnh giáp, thì ông ta cũng chẳng mảy may nghi ngờ chuyện quân đế có đủ thực lực diệt trừ đội đặc nhiệm siêu. Nhưng có thực lực, không đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ làm. Vì nếu vậy sẽ tương đương với quân đến hoàn toàn trở mặt với nước Mỹ, và nước Mỹ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Nghĩ tới đây, nếu không vì con gái của mình, có lẽ Alex cũng chẳng dễ dàng buông tha cho quân đế đâu. Sao tên này cứ hở ra là gây chuyện vậy? Alex tức giận mắng. Naliza lắc đầu nói, cha à, không phải anh ấy thích gây chuyện, lần này rõ ràng là do đội đặc nhiệm siêu nhúng tay giúp đỡ U Linh nhưng không thành, bị anh ấy tiêu ngược lại cơ mà, xét về mặt pháp luật thì hành vi này của anh ấy được xem là tự vệ chính đáng đấy. Chẳng biết vì đã phát sinh quan hệ với nhau hay không mà trong đầu cô thường xuyên hiện lên bóng dáng của Lý Trạch Vũ. Thấy con gái ngày càng mê muội quân đế, Alex thở dài, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ông ta dù có khuyên cỡ nào đi nữa, đứa con gái này sẽ chẳng chịu buông tay quân đế. Vấn đề là ông ta thật sự không muốn để một kẻ hay gây rắc rối như vậy trở thành con rể của mình. Naliza lại xin xỏ, cha ơi, chắc chắn bên phía nước Mỹ sẽ trả thù anh ấy cho xem, cha nhất định phải nghĩ cách giúp anh ấy. Cha đã tuyên bố thẳng thừng với Elip rồi, ai dám ra tay với quân đế. Cha xế liều mạng với kẻ đó, con yên tâm đi. Alex trả lời một cách có lệ. Ngờ đâu Naliza lại ôm lấy tay ông ta, oán giận rằng, trước đó họ cũng hứa với cha sẽ không xuống tay với quân đế đấy thôi, nhưng kết quả thì sao? Vừa quay đầu lại đã lập tức phái đội đặc nhiệm siêu đi giúp Điện U Linh, chẳng lẽ nhiều năm trôi qua vậy rồi mà cha vẫn còn chưa nhìn rõ bản mặt của đám người Mỹ đó sao? Sao Alex lại không rõ, có điều chính ông ta cũng không ngờ nước Mỹ sẽ chẳng thèm nể nang gì mình tới vậy. Cha à, Naliza lại đổi giọng khuyên nhủ, con thấy hay là để anh ấy tới nước mình trốn đi. Hừ, Alex trợn trừng hai mắt, nhìn dáng vẻ không giống như nói đùa của con gái, vội vàng phẩy tay, không cần gọi tên kia tới, chẳng phải hắn là công dân nước Hạ hả, nghĩ cách đưa hắn về nước Hạ là được rồi. Quân đế im hơi lặng tiếng vài năm, vừa tái xuất chưa bao lâu đã hết đắc tội nước Anh, nước Mỹ, rồi cả Thánh Đình. Nghe đồn cái chết của hai trong ba vị thủ tướng có nhiệm kỳ gần nhất bên Nhật Bản đều có liên quan tới quân đế đó. Thử hỏi sao ông ta dám nhận một kẻ rắc rối tới vậy về nước mình chứ? Ai hiểu cha bằng con gái, sao Naliza lại không đoán được tâm tư của Alex? Thế là khẽ thở dài, cha à, cha chỉ nhìn thấy một mặt của vấn đề thôi, nếu cha chịu tìm hiểu anh ấy thì sẽ phát hiện anh ấy là một nhân tài hiếm có đấy. Alex liếc mắt, như đang hỏi, hình như con mới quen hắn chưa được bao lâu mà. Naliza bật cười, cha nghĩ kỹ lại xem, U Linh Đại Đế tập kết vô số cường giả để đấu với anh ấy, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bình an vô sự, còn U Linh Đại Đế lại ngã xuống, ngoài ra, anh ấy còn dám hiên ngang bắt tiến sĩ chử đi, chẳng thèm để chúng ta và nước Mỹ vào mắt, tất cả những chuyện này thật sự chỉ vì anh ấy có thực lực cường đại thôi sao? Nghe vậy, Alex híp mắt suy nghĩ, từ trước đến giờ ông ta luôn cho rằng quân đế là kẻ tài cao gan lớn, toàn dựa thực lực của bản thân để vượt qua thử thách. Nhưng hiện tại, khi nghiền ngẫm kỹ thì có vẻ không đơn giản như vậy. Đêm đó, Lão Hòa Thượng Dương Đông kích Tây để quân đế có thời gian lấy trộm tài về bom thông minh kiểu mới, nhờ đó mà biết được vị trí của tiến sĩ chử. Kế tiếp, hắn lại lẻn vào căn cứ quân sự Bosman, rồi lặng yên không một tiếng động dẫn tiến sĩ chử đi. Nhưng sau đó, hắn không nôn nóng đưa người rời nước, vì hẳn biết bất kể là đường biển, đường bộ hay đường hàng không thì cũng chẳng có đường nào trốn ra khỏi nước Anh. Thế nên mới gọi chuyên cơ của Thánh Đình tới, âm thầm mang tiến sĩ chử rời khỏi đây. Có thể nói, kế hoạch này vô cùng hoàn hảo, như là thiên y vô phùng.
Cả lần này nữa, rõ ràng Điện U Linh đã tập kết rất nhiều cường giả, bày ra thiên la địa võng, cuối cùng vẫn là đưa tay cho người ta trói. Liệu có phải quân đế đã lập được những chiến công hiển hách này chỉ nhờ vào sức mạnh to lớn của mình thôi không? Câu trả lời là không, vì hắn còn dựa vào cả trí thông minh như quái vật của mình nữa. Diệt U Linh trước, rồi mới tàn sát sói con. Hiện giờ U Linh đã chết, nên không thể tiêu diệt Lang Vương, nhưng... chuyện Na Cha náo hải rút gân rồng thì sao có thể bỏ qua cho được. Sau khi san bằng Điện U Linh, quân U Minh lại chia thành từng đợt, đột nhập vào biên giới nước Anh, rồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thành phố London. Hôm nay, Điện Long Thần tàn ác, ngang ngược sẽ bị xóa tên, trích lời Lý Trạch Vũ. Lang Vương là kiểu người thích náo nhiệt, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ màn kịch hay này. Có điều, ngoài miệng thì nói là đến xem trò hay. Nhưng thực tế lại kéo nguyên một đội binh mã của Điện Lang Nha tới. Sau khi Điện U Linh bị tiêu diệt, quân đế tiếp quản kha khá sản nghiệp, tính sơ bộ thì thu về ít nhất cũng phải mấy chục tỷ đô la Mỹ. Có lẽ Điện Long Thần không giàu như Điện U Linh, nhưng sẽ không kém quá nhiều. Lang Vương rất hiểu quân đế, chỉ cần ra sức giúp hắn rút gân rồng, thì sau khi trận chiến kết thúc, nhất định sẽ được cho một chén canh gân rồng nếm thử. Sân bay quốc tế London. Lý Trạch Vũ bước ra khỏi sân bay, Lang Vương cao to lực lưỡng sóng vai đi bên cạnh, thoạt nhìn chẳng khác nào vệ sĩ. Két! Một chiếc Gallardo màu lam dừng lại trước mặt hai người, cửa sổ xe hạ xuống, người đẹp ngồi chỗ ghế lái gỡ kính râm, để lộ dung nhan mỹ miều. Người tới là Naliza, Điện Lang Nha vốn nằm trong biên cảnh nước Anh, tuy hiếm khi qua lại với hoàng gia, nhưng cô công chúa nhỏ này vẫn từng có dịp gặp Lang Vương vài lần. Công chúa Naliza, sao cô lại tới đây? Vừa nói, Lang Vương vừa tựa cả hai tay lên bệ cửa sổ bên chỗ phó lại, nhếch miệng cười đều, hay là cô bỗng nhận ra vô vàn ưu điểm trên người tôi nên quyết định cho tôi một cơ hội theo đuổi cô? Naliza bật cười thành tiếng, trả lời, Lang Vương à, thật ra tôi rất vui lòng cho ông một cơ hội theo đuổi tôi, điều kiện tiên quyết là ông đừng sợ khi thấy người đàn ông của tôi ghen. Người đàn ông của cô, ai mà nghe đáng sợ vậy? Là một trong tứ đế. Không đúng, giờ phải là song đế, nếu đó chỉ là một người bình thường thì thú thật, chẳng dọa được Lang Vương đâu. Nói không ngoa chứ dù có là con cháu hoàng gia hay người của gia tộc thần bí như Rothschild cũng đừng hòng mơ tới chuyện leo lên đầu ông ta ngồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Naliza thốt ra một câu thành ngữ kinh điển của nước Hạ. Công chúa Naliza à, con người tôi không có thích hoạt động đầu óc, cô đừng chơi mấy trò đố vui này với tôi. Cứ nói thẳng cho tôi biết kẻ đó là ai đi, nhất định tôi sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị đấm như bao cát là thế nào. Bố Pi, Bù, Âm, Lang Vương còn chưa nói hết câu thì đã bị một cú đấm trời giáng đánh bay, té sóng xoài ra đất. Má nó, quân đế à, cậu điên rồi hả? Lang Vương nhe răng trợn mắt đứng dậy, đang định tiếp tục chất vấn Lý Trạch Vũ tại sao lại ra tay đánh mình thì trong đầu chợt lóe lên tia sáng, hình như đã lờ mờ đoán ra được nguyên nhân. Vãi! Đừng nói người đàn ông của công chúa Naliza là. Lang Vương nuốt một ngụm nước bọt, nói hết câu, là cậu đó nhé. Gạch. Cửa xe Gallardo mở ra, Naliza với chiếc đầm trắng tinh khôi và đôi giày cao gót quyến rũ bước xuống xe, đi tới bên cạnh Lý Trạch Vũ, thân mật khoác tay hắn, mỉm cười tinh nghịch, ông đoán đúng rồi đó. Ông đây chưa từng hưởng qua mùi vị bị đấm như bao cát là gì, nhưng có thể cho ông nếm thử. Lý Trạch Vũ dứ nắm đấm, như thể tôi không đùa. Đâu? Lang Vương hoảng loạn lui về sau vài bước, vẫy tay bảo, đừng. Có trời mới biết cậu là người đàn ông của Naliza, nếu biết trước thì dù có tận 10 lá gan ông ta cũng chẳng dám nói bậy như thế đâu. Cũng may Lý Trạch Vũ không chấp nhặt với ông ta, chỉ quay đầu hỏi Naliza, cha em bảo em tới hả? Hi hi, Naliza vừa cười, vừa gật đầu. Em có nói lại với ông ấy là đừng tốn công gầy dựng lại chiến đội Lausister không? Lý Trạch Vũ lại hỏi. Nghe tới đây, Naliza không kiềm được mà lườm hắn một phát, bực bội bảo, cha em tuyên bố chiến đội Lausister đã trở thành lịch sử rồi. Trong trận chiến ở cảng Bosman, Lý Trạch Vũ từng thề rằng nếu chiến đội Lausister dám cả gan thành lập lại, thì hắn sẽ lập tức tiến quân tiêu diệt sạch sẽ, tới khi nào trên đời không còn cái tên Lausister nữa mới thôi. Thật ra Alex cũng chẳng sợ mấy bị hắn trả thù đâu, chẳng qua là thấy chiến đội Lausister đã có vết nhơ là bị người khác tiêu diệt. Dù gây dựng lại cũng chỉ tổ trở thành trò hề cho thiên hạ, chỉ bằng để nó ngủ yên còn hơn. Lý Trạch Vũ gật đầu hài lòng, lại bảo, nói đi,
cha em sai em tới tìm anh làm gì? Nếu Alex biết hắn đến nước Anh, còn phái cả Naliza tới, chứng tỏ đối phương không hề có địch ý với hắn. Nhưng hắn lại nghĩ không ra mục đích của con cáo già kia là gì. Đừng bảo là muốn làm quen với người con rể này thật đó nhé. Naliza bày ra biểu cảm ngoan hiền, ngây thơ nói, cha em bảo em tới hỏi. Anh rằng chừng nào anh tới cưới em? Không nói thì thôi, mà đã mở miệng là sẽ khiến người ta sợ chết khiếp. Lý Trạch Vũ tuyệt đối không tin Alex sẽ vì chuyện này mà tạo áp lực với hắn, bởi chỉ cần IQ của ông ta không phải số âm, ắt sẽ chẳng bao giờ đồng ý gả con gái mình cho một kẻ nguy hiểm, thích nhảy múa nơi đầu mũi dao như hắn. Ngày mai qua cưới em liền, Lý Trạch Vũ bật cười khanh khách. Anh không đùa đấy chứ? Naliza trợn trừng mắt, để lộ biểu cảm không dám tin. Lý Trạch Vũ nhún vai, đáp, là em dẫn trước. Cười lúc này, Naliza mới biết mình bị trêu đùa, bèn trợn trắng mắt nhìn Lý Trạch Vũ đầy khinh bỉ. Lý Trạch Vũ giả vờ như không phát hiện ra, cười khẩy bảo, muốn nói gì thì nói lẹ đi, một phút của anh trị giá mấy triệu đó, không có thời gian đứng đây lãng phí với em đâu. Cha em cố ý sai em tới để chuyển cáo cho anh một tin quan trọng. Naliza thu hồi vẻ đùa cợt, nghiêm giọng nói, Hiệp hội Quyền Anh, quân đoàn lính đánh thuê Hắc Thủy Hồ, đảo Thiên Đường và tộc Bất Tử ngấm ngầm hợp tác với nhau đã lập nên một kế hoạch diệt quân, kế hoạch diệt quân. Sát khí lập tức răng đầy hai mắt Lý Trạch Vũ. Hiệp hội Quyền Anh, quân đoàn lính đánh thuê Hắc Thủy Hồ, đảo Thiên Đường là ba thế lực lớn danh tiếng lẫy lừng ở thế giới ngầm, vì căn cứ của họ nằm trong biên giới nước Mỹ, thế nên không thể không tuân theo mệnh lệnh của nước Mỹ, về phần tộc Bất Tử. Naliza cau mày, khó hiểu hỏi, sau khi biết nước Mỹ tính đối phó anh, họ đã chủ động đề nghị xin gia nhập kế hoạch diệt quân, chẳng lẽ trước kia anh từng gây hấn với tộc Bất Tử? Nghe vậy, Lang Vương bĩu môi, muốn nói lại thôi. Ngoại trừ Lý Trạch Vũ, có lẽ chỉ mình ông ta mới biết nguyên nhân tộc Bất Tử tham gia vào kế hoạch này, vấn đề là không thể tiết lộ lý do đó cho Naliza biết được. Vì nói trắng ra thì là do người phụ nữ kia yêu Lý Trạch Vũ quá nên sinh hận, nếu lộ ra có thể sẽ khiến Naliza ghen. Sao bên Điện Long Thần không tham dự kế hoạch chết tiệt này? Lý Trạch Vũ hào hứng hỏi, hẳn là họ ước gì có cơ hội giải quyết anh mới phải chứ? Naliza lắc đầu, bảo, kỳ thật, lúc kế hoạch diệt quân vừa được đưa ra thì nước Mỹ đã lập tức liên lạc Điện Long Thần, mời họ gia nhập, nhưng bên đó lại từ chối, còn tuyên bố rằng bản thân họ có đủ thực lực làm gỏi anh, thế nên không cần hợp tác với bất kỳ ai. Vậy sao? Lý Trạch Vũ híp mắt, Lang Vương khinh bỉ đáp, theo tôi được biết, sau khi Long Đế ngã xuống, Điện Long Thần đã được trao tiếp quản, chẳng lẽ tên kia uống lộn thuốc? Đúng là nói khoác mà không biết nghĩ. Tuy Trao là một trong bát vương, địa vị ở thế giới ngầm cũng cực kỳ cao, nhưng nếu so ra thì còn chẳng bằng móng chân của tứ đế nữa kia. Rốt cuộc là ai cho ông ta dũng khí nói ẩu nói tả thế? Rốt cuộc là ai cho Điện Long Thần dũng khí chẳng quan trọng, bởi dù thế nào cũng không sửa được kết cục nó sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, điều khiến Lý Trạch Vũ cảm thấy đau hết cả đầu là tộc Bất Tử. Cái đám quái vật đó thật sự chẳng khác gì ma cà rồng trên phim ảnh cả, tuy có nhược điểm là sợ ánh sáng mặt trời, nhưng cơ thể lại mạnh mẽ hơn con người rất nhiều. Ngoài ra, sức sống của tộc Bất Tử cũng vô cùng mãnh liệt, dù có trúng đạn cũng chưa chắc làm gì được họ. Trừ phi một phát bể đầu, hoặc là dùng đạn pháo nổ tan xác, bằng không rất khó giết chết được họ. Lang Vương cũng khá là e ngại tộc Bất Tử, bèn ghé sát vào tai Lý Trạch Vũ, thì thầm, tôi có thể giúp cậu dọn dẹp mấy tên rác rưởi như Hắc Thủy Hồ và Hội Quyền Anh, nhưng còn đám quái vật tộc Bất Tử kia thì chuyện cậu gây ra, tự giải quyết cho tốt nhé. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ không kiềm được mà sụ mặt. Angelan, hồi trước, lúc Lý Trạch Vũ trà trộn vào thế giới ngầm, vận may run rủi thế nào? Mà làm quen được với cô công chúa của tộc Bất Tử này, hơn nữa còn cùng đối phương trải qua vô số buổi tối diệu kỳ. Còn lý do tại sao chia tay thì vì trong lúc hai người quấn quýt lấy nhau, chẳng biết là do hưng phấn quá độ không mà khóe miệng Angela bỗng nhô ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Nghĩ thử mà xem, đường lúc bạn đang ân ái mặn nồng với một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô ta lại bất ngờ mọc ra hai cái răng nanh y hệt cương thi, nói nghe có vẻ nghiêm trọng chứ không bị dọa cho liệt dương cũng là may mắn lắm rồi. Khi đó, dù Angela có giải thích cỡ nào, Lý Trạch Vũ cũng không nghe lọt tai, chỉ biết ba chân bốn cẳng cầm quần chạy biến. Nhưng cũng vì vậy mà cô công chúa tộc Bất Tử này mới truy sát hắn khắp thế giới. Mặc dù Lý Đại Đương ra đây rất phong lưu, nhưng lại không phải dạng vô tình, nên dù bị Angela lừa,
hắn vẫn niệm tình cả hai từng cùng nhau nghiên cứu sâu về cơ thể nam nữ mà bỏ qua, không so đo với đối phương, chỉ ngoảnh mặt làm lơ trở về tử ngục né tránh. Chứ nếu đổi thành những người dám cả gan truy sát hắn, khả năng cao là chẳng sống được tới ngày hôm sau mà ngắm mặt trời mọc đâu. À đàn bà chết bầm đấy, tốt nhất là đừng làm chuyện gì quá phận, bằng không đừng trách sao ông đây không khách khí. Lý Trạch Vũ hoàn hồn, mở cửa xe Gallardo, leo lên. Vì xe chỉ có hai chỗ nên đành phải mở mui xe ra, để Lang Vương ngồi ở phía sau. Wow, Huy Ti chiếc xe thể thao sành điệu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường, Lang Vương phong lưu còn chấp thời cơ huýt sáo tán tỉnh mấy em gái. Bên đường, khoảng mười mấy phút sau, xe thể thao tiến vào một trang viên xa hoa nằm ở trung tâm thành phố. Chào mừng đến với nhà em, Naliza nhiệt tình bày ra tư thế mời. Lý Trạch Vũ và Lang Vương lần lượt nhảy xuống xe. Thú thật, tuy đã lăn lộn ở nước Anh rất nhiều năm, nhưng chưa từng có cơ hội đến thăm nhà của Hoàng đế lần nào. Lang Vương nói đùa, lần này là nhờ hưởng ké phúc phần của quân đế mới được đấy. Naliza bật cười, ông là bạn của quân đế mà, sau này muốn tới thì cứ báo một tiếng, cửa nhà tôi luôn rộng mở đón chào. Ba Quy, Lang Vương lịch sự cảm ơn một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói với Lý Trạch Vũ, cậu thu phục được cô công chúa nhỏ này lúc nào thế? Trong lần bị họ đuổi giết gần nhất đấy, Lý Trạch Vũ chẳng thèm giấu giếm, trái lại còn rất hào phóng chia sẻ chiến tích tán gái vinh quang của mình. Nghe vậy, Lang Vương lập tức giơ ngón cái lên, hóa ra đẹp trai thì muốn làm gì cũng được là có thật. Thậm chí, ông ta còn nghĩ tới chuyện có nên qua Hàn làm phẫu thuật thẩm mỹ không nữa, nghe đồn kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở đó cực kỳ cao, có thể sánh ngang với thuật dịch dung trong truyền thuyết luôn. Nhưng sau khi suy xét kỹ lại thì ông ta cho rằng, với địa vị của bản thân, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng có, cần chỉ phải chịu nỗi đau thể xác ấy làm gì. Hai người theo chân Naliza tiến vào nhà chính, lúc này, trong phòng khách đã có một cặp vợ chồng ngồi chờ sẵn. Người chồng chính là Hoàng đế Alex, còn người vợ là phu nhân của ông ta, cũng là mẹ của Naliza, bà, Joanna. Nghe đồn, bà ta là thành viên của gia tộc Morgan thần bí. Lúc trước, Alex có thể mở được đường máu, phá vỡ vòng vây, ngồi lên ngai vàng. Không thể không kể đến công lao của nhà mẹ đẻ, Joanna. Cha, lúc ở nhà, Naliza sẽ gọi Angela thân mật hơn một chút, sau đó, cô chỉ tay về phía Lý Trạch Vũ, giới thiệu anh với, Joanna, mẹ ơi, anh ấy là quân đế đó ạ. Joanna bắt chéo hai chân, trên người tỏa ra khí chất cao quý bẩm sinh. Bà A liếc nhìn Lý Trạch Vũ một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt dần lóe lên tia sáng, cảm giác giống như kiểu cha mẹ vợ gặp mặt con rể, càng xem càng thấy hài lòng. Ngồi đi, Alex thân thiện gật đầu chào hai người, lại hỏi, uống gì không? Cà phê hay trà? Trà, cà phê. Lý Trạch Vũ và Lang Vương lần lượt mở miệng. Chỉ lát sau, người hầu đã bưng lên một tách trà phổ nhĩ từ nước Hạ và một ly cà phê mới xay từ hạt cà phê Pakistan chính tông. Alex dịu dàng nhìn vợ mình, nói, Joanna à, hay là em và Naliza ra sau nhà bàn xem tối nay sẽ ăn món gì được không? Giờ anh có chút chuyện muốn nói với hai người họ. Được thôi, Joanna đứng dậy, sau đó quay sang nở một nụ cười đầy ẩn ý với Lý Trạch Vũ, quân đế à, tối nay cậu ở lại dùng bữa cơm với Naliza nhé. Dứt lời, không chờ Lý Trạch Vũ có thời gian từ chối đã lập tức kéo tay Naliza rời đi. Lang Vương bĩu môi, để lộ vẻ bất mãn, nguyên nhân là vì Joanna không mời ông ta ở lại ăn cơm, chẳng phải là đang khinh thường Lang Vương đây sao? Quân đế nụ cười trên mặt Alex chợt biến mất, ông ta trầm giọng khuyên nhủ, nếu được. Tôi mong tốt nhất là cậu hãy mang tiến sĩ Trử trở về. Nếu tôi từ chối thì sao? Lý Trạch Vũ nhếch mép cười khẩy. Alex cau mày, đáp, cậu phải biết thực chất là tôi đang khuyên cậu đấy. Nể mặt Naliza, ông ta có thể bỏ qua chuyện cũ cho Lý Trạch Vũ, nhưng chắc chắn bên phía nước Mỹ sẽ không từ bỏ ý định đâu, kế hoạch diệt quân chính là bằng chứng hùng hồn nhất còn gì. Lý Trạch Vũ nhún vai, trả lời, cảm ơn lời khuyên của ông. Nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ, còn bên nước Mỹ thì, họ có chiêu trò gì cứ việc tung ra hết đi, tôi sẽ tiếp tất. Nói đến đây, hắn khẽ cong môi, nở nụ cười rửng rưng, Hoàng đế Alex à, thật ra ông phải cảm ơn Naliza đấy. Tôi phải cảm ơn Naliza. Trên mặt Alex hiện đầy dấu hỏi chấm. Lý Trạch Vũ gật đầu đầy chân thành, bảo, chính xác, vì nếu ông đứng về phía nước Mỹ, chắc chắn ông sẽ hối hận cho xem. Alex hít một hơi thật sâu, vì khi Lý Trạch Vũ thốt ra những lời này, ông ta cảm nhận được một luồng khí lạnh phả sau lưng.
Xem ra quân đế không hề có ý định ngoan ngoãn ngồi chờ chết, trái lại sẽ đứng dậy phản công, trả thù nước Mỹ. Phải biết rằng mỗi bọn khủng bố ban đầu thôi đã đủ khiến nước Mỹ nhức nhối vài thập niên, thì quân đế ngày nay còn khó đối phó hơn cả Hardin. Nói đi cũng phải nói lại, thằng con nước Mỹ trời đánh này ngày càng quá đáng, nếu có người đủ khả năng khiến nước Mỹ phải ăn hành một phen, Alex rất vui đứng ngoài xem trò hay. Chưa biết chừng tại một vài thời khắc quan trọng nào đó, ông ta còn vươn tay giúp đối phương chút chuyện trong khả năng cũng nên. Chúng ta bàn chuyện chính đi. Lý Trạch Vũ đổi chủ đề, hỏi, mục đích ông Sai Naliza tới tìm tôi là. Có hai chuyện, Alex nghiêm mặt, đồng thời giơ một ngón tay lên, đầu tiên, tôi cần cậu cho tôi một lời giải thích. Nếu vợ không nói cho ông ta biết thì có lẽ, đến tận lúc này, ông ta vẫn còn cho rằng con gái mình là một nữ đồng trinh. Và không cần nghĩ ông ta cũng biết, chắc chắn là do tên khốn quân đế này làm ra. Giải thích hư. Lý Trạch Vũ cười lạnh rồi nhìn phía bên cạnh Lang Vương, nhà máy sản xuất nằm ở vị trí nào tại thành phố London thế, lát nữa hãy mang tới cho tôi vài xe tải băng keo. Không vấn đề, Lang Vương vỗ ngực đồng ý. Thấy vậy, khóe môi Alex co rút, lạnh giọng nhắc nhở, quân đế, cậu đừng giả ngu nữa. Ha ha, Lý Trạch Vũ bật cười, phách lối đáp, ông đây lăn lộn ở đây đã lâu, má nó còn phải giải thích với ai nữa hả? Cậu, Alex vốn đang hùng hổ lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Trạch Vũ, có lẽ ông ta đã bị khí thế vương giả trên người hắn dọa sợ. Lý Trạch Vũ cười lạnh rồi nói, quốc vương Alex, hay là chúng ta nói về chuyện thứ hai đi. Quân đế, Naliza là con gái duy nhất của tôi, nếu con bé không chọn cậu, dù có nói gì tôi cũng sẽ không cho Naliza và cậu đính hôn. Alex chợt cao giọng, tôi cũng từng thề với Joanna rằng nếu kẻ nào dám làm tổn thương bảo bối của bọn tôi, cho dù phải mất mạng tôi cũng sẽ làm cho đối phương phải trả giá. Lý Trạch Vũ nhướng mày nói, tôi hỏi ông, Naliza cảm thấy tôi làm cô ta tổn thương sao? Alex lắc đầu, có lẽ trong lòng con bé không trách cậu, nhưng... nếu cậu là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Chịu trách nhiệm thế nào? Cưới con gái của ông sao? Lý Trạch Vũ tỏ vẻ đừng có giỡn với tôi chứ. Kẻ lãng tử như hắn không biết đã trải qua tình một đêm với biết bao nhiêu phụ nữ, nếu ai cũng kêu hắn chịu trách nhiệm thì dù hắn có 100 thằng em cũng không chịu nổi. Lát sau, mắt thấy Alex không chịu nhân nhượng, dường như Lý Trạch Vũ hơi chột dạ, hắn sửa lời, đây là chuyện của người trẻ, các vị đã lớn tuổi, không cần quan tâm tới, chúng tôi có thể tự xử lý được. Alex nghiêm mặt nói, mặc kệ cậu có đồng ý cưới con gái tôi hay không, tôi mong cậu hãy nhớ kỹ, nếu ngày nào đó cậu làm Naliza đau lòng, dù cậu có bản lĩnh thông thiên tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá đắt. Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Lang Vương đùa giỡn, quốc vương Alex, tôi hiểu cách làm người của quân đế, tuy hắn đa tình nhưng không vô tình, hắn sẽ không bao giờ tổn thương Naliza đâu. Ông muốn đứng ra bảo đảm cho hắn. Alex nhìn về phía Lang Vương, cười lạnh và nói, nếu ngày nào đó hắn làm con gái tôi đau lòng, tôi cũng không bỏ qua cho ông. Khốn kiếp! Mí mắt Lang Vương giật giật, thầm mắng bản thân quá lắm miệng. Nếu ông không nói tiếp việc thứ hai thì tôi đi đây. Lý Trạch Vũ mất kiên nhẫn cảnh cáo. Alex hít sâu một hơi, thấp giọng nói, chuyện thứ hai là tôi mong cậu giúp tôi tiêu diệt tộc bất tử. Cái gì? Lý Trạch Vũ ngoái tai, ngạc nhiên nói, ông lặp lại lần nữa, tôi nghe không rõ. Alex nhiều mày nói, giúp tôi tiêu diệt tộc bất tử. Tộc bất tử đã sinh hoạt trên lãnh thổ nước Anh hàng ngàn năm qua, tuy có chính phủ kiềm chế nên bình thường họ không dám làm bậy nhưng vẫn có một số kẻ không tuân thủ hiệp ước, lén lút làm hại rất nhiều người. Trước đây, chính phủ đều phớt lờ cho quá chuyện, bởi vì tuy dân số của tộc bất tử không nhiều lắm nhưng nếu muốn tiêu diệt toàn bộ chắc chắn phải chịu tổn thất không nhỏ. Thế nhưng vài năm trở lại đây tộc bất tử ngày càng quá đáng. Lúc trước, chỉ có những kẻ mang tước hiệu từ bá tước trở lên thỉnh thoảng sẽ bắt con người hút máu. Nhưng mấy năm nay, ngay cả những thường dân trong tộc bất tử cũng dám trắng trợn bắt con người hút máu. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, năm ngoái có hơn 10.000 người biến mất vô cớ. Chính phủ dám chắc có ít nhất 9 phần 10 số người mất tích đã bị tộc bất tử bắt đi. Theo Alex, tộc bất tử chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào phát nổ, tốt nhất là tiêu diệt sạch sẽ. Khoan đất! Lý Trạch Vũ vẫy tay, ngắt lời ông ta, tôi muốn biết ông có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi. Alex nhất thời nghẹn họng. Hôm nay ông ta hẹn Lý Trạch Vũ là muốn đối phương xác nhận quan hệ với Naliza,
sau đó lợi dụng mối quan hệ này khiến hắn đồng ý yêu cầu thứ hai của ông ta. Nhưng Lý Trạch Vũ không hề có ý định nhận người cha vợ này. Quân đế, mong cậu nể tình Naliza mà đồng ý với thỉnh cầu này của tôi. Giọng điệu của Alex mang theo ý cầu xin. Dừng, Lý Trạch Vũ ngắt lời ông ta lần nữa, nếu tôi thật sự kết hôn với con gái ông thì tôi là con rể của ông, đúng không? Trên đời này làm gì có người cha vợ nào? Đẩy con rể mình vào chỗ chết hả? Quân đế, tôi tin cậu có năng lực tiêu diệt được tộc bất tử. Giọng điệu Alex rất kiên quyết. Trước đây ông ta cũng cho rằng Lý Trạch Vũ chỉ khá mạnh thôi, nhưng sau khi nghe Naliza nhắc nhở, ông ta mới phát hiện bản thân sai quá sai. Có vẻ hôm nay tôi đã tốn công vô ích, Lý Trạch Vũ chán nản, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đối với yêu cầu của Alex, trừ khi não hẳn bị uống nước bằng không hắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi đánh nhau với tộc bất tử. Quân đế! Alex nóng nảy đứng dậy, tôi không ép cậu đồng ý ngay, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giúp cậu san bằng nước Mỹ. Cảm ơn ý tốt của ông, tôi đủ khả năng hoàn thành việc mình muốn làm, còn chuyện của người khác thì tôi không có hứng thú quan tâm tới. Lý Trạch Vũ khéo, léo từ chối lần nữa. Alex đứng chắn trước mặt hắn, tiếp tục thuyết phục, sau khi tiêu diệt tộc bất tử, tôi sẽ chia cho cậu 10% số tài sản mà bọn họ đã tích lũy trong suốt ngàn năm qua. 10%. Lý Trạch Vũ nhìn Alex như đang nhìn một kẻ ngốc. Bản thân vất vả tiêu diệt tộc bất tử mà lợi ích lại phải chờ người khác chưa cho sao. Lý Trạch Vũ thật sự muốn mắng đệt mợ nhà ông, nhưng vì nể mặt Naliza, hắn nhịn. 20%. Alex giơ hai ngón tay, tỏ vẻ từ từ thương lượng. Lý Trạch Vũ vẫn phớt lờ đối phương như cũ, hắn phất tay với Lang Vương rồi lướt qua Alex bỏ đi. Alex thở dài nhìn theo bóng lưng hai người. Đúng lúc này, Kiều Nana bước tới bên cạnh ông ta, hắn không đồng ý sao? Alex cười tự giễu, người thanh niên này quá thông minh, rất khó lừa gạt. Suy cho cùng là con người thì đều có điểm yếu, ông chỉ cần tìm được điểm yếu của hắn là có thể ép hẳn vào khuôn khổ. Joanna cười nham hiểm. Mặc dù Alex cũng đồng tình với quan điểm này nhưng ông ta không nghĩ ra điểm yếu của quân đế là gì. Tiền bạc, quyền lực hay phụ nữ, hình như hắn không hề thiếu mấy thứ này. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ và Lang Vương bắt một chiếc taxi và rời đi. Đây là địa bàn của ông hãy điều tra xem tại sao Alex lại muốn tiêu diệt tộc bất tử như thế. Vừa lên xe, Lý Trạch Vũ đã lên tiếng trước, Lang Vương gật đầu đồng ý, ông ta cũng muốn biết lý do. Kế tiếp, Lý Trạch Vũ lấy điện thoại ra, tìm kiếm một dãy số trong danh bạ. Hắn do dự chốc lát mới ấn nút gọi đi. Đã 1 năm 6 tháng 26 ngày rồi anh mới gọi cho tôi, lẽ nào anh sợ sao? Giọng nói quyến rũ như muốn câu hồn của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Lý Trạch Vũ im lặng vài giây mới lên tiếng, tôi sợ khỉ gió gì chứ, ông đây khuyên cô tốt nhất đừng đùa với lửa. Bán đảo Grandview nằm ở khu vực trung tâm của Tây U, thuộc vùng khí hậu ôn đới Hải Dương, rất thích hợp cho tộc bất tử sinh sống. Màn đêm buông xuống, từng căn biệt thự trên một hòn đảo nhỏ gần bờ biển phía Tây lần lượt sáng đèn. Mặt trời chết tiệt đã biến mất, mọi người hãy sôi nổi lên nào. Ha ha ha! Hòn đảo nhỏ yên tĩnh ban đầu bỗng trở nên náo nhiệt vô cùng. Một cô gái đi chân trần trên bờ cát, lặng lặng tận hưởng làn gió biển. Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, trong đêm tối, đôi mắt tựa cô ấy tựa như hai viên ngọc bích, mái tóc xoăn màu nâu buộc theo kiểu đuôi ngựa. Dáng người cao gầy, eo thon chân nhỏ, chỉ riêng hai quả đào phía trên là không nhỏ chút nào. E rằng trên bán đảo Grandview này không thể tìm được cô gái thứ hai xinh đẹp. Tuyệt chân như vậy. Angela, sao cô lại ở đây một mình? Đúng lúc này, một chàng trai phong thái mạnh mẽ bưng một ly chất lỏng màu đỏ bước tới. Angela không hề quan tâm đến anh ta, chỉ lạnh lùng phun ra một chữ cút. Nụ cười trên mặt chàng trai lập tức biến mất, anh ta ngượng ngùng đứng im tại chỗ. Euro ó lẽ ngoài tiểu công chúa này, không có ai dám đối xử như thế với cháu trai trưởng của công tước Drew, người có địa vị rất cao trong tộc bất tử như anh ta. Anh dám cãi lại lời tôi sao mà ép? Angela lạnh lùng chất vấn. Không, không có, Maeve xua tay, tôi đi ngay đây. Trong khoảnh khắc anh ta xoay người lại, dưới đáy mắt chợt lộ rõ sự tàn. Nhãn, Angela ngẩn ngơ nhìn về phía tây, nơi mặt trời lặn xuống. Lúc này, điện thoại di động trong túi chợt reo lên. Khi Angela nhìn thấy dãy số trên màn hình, cô ấy sửng sốt vài giây rồi mới hối hả bắt máy.
tròn 1 năm 6 tháng 26 ngày rồi anh mới gọi cho tôi, là do sợ hãi ư? Tôi sợ khỉ gió gì chứ, ông đây khuyên cô tốt nhất đừng đùa với lửa. Một giọng nói hung dữ truyền đến từ đầu dây bên kia. Angela bật cười rồi nói tiếp, quân đế, tôi đã từng thề cho dù anh có chạy trốn đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được anh và khiến anh phải trả giá đắt. Lý Trạch Vũ hờ hững nói, sự nhẫn nại của ông đây có giới hạn, tôi chỉ nói đến đây thôi, nếu cô cứ kiên quyết đùa với lửa thì đừng trách tôi không nhớ tình xưa. Tình xưa, ha ha, Angela cười khinh bỉ, tên khốn nhà anh đã từng nhớ tình xưa bao giờ. Lúc nói lời này, trong đầu cô ấy vô thức nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ. Dưới ánh trăng, cô ấy nép vào ngực người đàn ông kia, đối phương nói, chỉ cần em thích, dù là mặt trăng trên trời AH cũng hái xuống cho em. Vì tin vào lời ngon tiếng ngọt của hắn nên cô ấy mới giao sự trong trắng của mình cho người đàn ông kia. Ban đầu, cô ấy cứ ngỡ hai người bọn họ xế là cặp tình nhân hạnh phúc nhất trên đời, kết quả. Quân đế, anh quay lại đi, anh đã nói sẽ yêu em cả đời mài. Xin anh đấy quân đế, im thật sự không thể rời xa anh. Em không cố tình gạt anh đâu quân đế, em có nỗi khổ riêng. Trong đêm nọ, dù cô ấy có gào thét thế nào người đàn ông vẫn tuyệt tình bước đi, không dừng chân lại. Từ đó về sau, trái tim của cô ấy đã chết, Angela không bao giờ tin trên đời này có tình yêu tồn tại. Khụ khụ, Lý Trạch Vũ hắn giọng rồi nói, Angela, ông đây cảnh cáo cô lần cuối, đừng đùa với lửa. Nói xong, hắn tắt máy ngay lập tức, này, này. Angela gọi vài tiếng, sau khi xác nhận đối phương đã cúp máy, cô ấy tức giận ném điện thoại xuống biển. Tên khốn kiếp quân đế, tôi nhất định sẽ làm cho anh hối hận. Hừ, Angela phẫn nộ đến mức hai chiếc răng nanh lộ ra phía dưới đôi môi đỏ mọng gợi cảm. Mới nhìn qua thì hơi đáng sợ, nhưng, nếu nhìn kỹ vài lần thì lại có cảm giác khác. Cùng lúc đó, tại nước Anh, sau khi hắn cúp máy, Lý Trạch Vũ và Lang Vương cùng ngồi xe đi tới ngoại ô. Dọc đường, Naliza đã gọi tới vài cuộc nhưng Lý Trạch Vũ không hề bắt máy. Hơn 10 phút sau, xe taxi dừng ở bên đường, cách đó không xa là một tòa lâu đài cổ to lớn, uy nghỉ. Lý Trạch Vũ và Lang Vương xuống xe. 10.000, cảm ơn. Tài xế xoa tay. Lý Trạch Vũ giật mình, không ngờ bản thân may mắn như thế, chỉ gọi đại một chiếc xe lại gặp phải xe đen. Để tôi trả tiền, Lang Vương đề nghị, Lý Trạch Vũ gật đầu rồi xuống xe trước. Người anh em. Đừng nghịch dáng người cậu cao to thì tôi sợ, cậu xem đây là gì. Tài xế vừa nói vừa móc ra một khẩu súng lục từ trong người ra, ngay sau đó. Păng păng păng. Tôi sai rồi, xin tha mạng. Một loạt tiếng quyền cước vang lên, giây tiếp theo là tiếng hét thảm thiết như quỷ khóc sói tru. Vài phút sau, Lang Vương bước xuống xe, thấy Lý Trạch Vũ đang đứng ven được nhà khói, ông ta vừa bật lửa đốt thuốc lá vừa bước tới, người của cậu vẫn chưa đến sao. Người nào? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại. Lang Vương rít một hơi thuốc rồi đáp, quân U Minh đấy, chẳng phải bọn họ lên vào nước Anh trước chúng ta hãy sao? Tôi bảo bọn họ đi bàn bạch việc khác rồi. Lý Trạch Vũ hờ hững đáp. Lang Vương nhíu mày, người của cậu và tôi Dê Du không tới, chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta đi tới Điện Long Thần? Có vấn đề gì? Lý Trạch Vũ hỏi ngược lại. Lang Vương trợn mắt, tức giận nói, tuy hai chúng ta liên hợp lại có thể nói là không có đối thủ. Nhưng nói theo cách của nước Hạ các cậu đó là hai tay khó bể chống lại bốn tay. Mà số lượng đám cặn bã ở Điện Long Thần không hề ít, nếu chỉ có hai chúng ta đơn độc tới đó, tôi nghĩ chúng ta nên chọn hai mảnh đất có phong thủy tốt trước thì hơn. Lý Trạch Vũ bất cần nói, nếu ông sợ thì cứ về trước. Cái gì, cậu nói gì thế? Lang Vương nhướng mày, bực bội nói, tôi là loại người đó sao? Mặc dù ngay từ đầu ông ta chỉ định đi theo Lý Trạch Vũ để chia chắc chút lợi ích, nhưng nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm, dù phải lên núi cao xuống biển lửa, ông ta cũng sẵn lòng đi theo. Anh em là vậy đấy, cùng lắm thì 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán thôi. Lý Trạch Vũ cười ha hả, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn dẫn đầu lao về phía lâu đài cổ. Lang Vương thoáng chần chừ rồi nghiến răng nói, mẹ nó, chết thì chết. Dứt lời, ông ta nhanh chóng đuổi theo. Lát sau, hai người đã xuất hiện trước lâu đài cổ. Keng, thanh kiếm xuất hiện trên tay Lý Trạch Vũ. Lang Vương nhanh nhẹn lấy ra một cái tay gấu đặc chế đeo vào tay rồi khó hiểu nói, quái lạ, sao không có người nào hết vậy? Vào trong là biết chứ gì? Nói xong, Lý Trạch Vũ giơ chân đá văng cửa lớn của lâu đài cổ. Dầm,
cách cửa lớn mới được sửa lại chưa tới 2 ngày lại bị đạp ngã xuống đất lần nữa. Lý Trạch Vũ và Lang Vương sóng vai đi vào trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt bọn họ là một chàng trai phương Đông ngồi trên vương tọa trong đại điện, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Lý Trạch Vũ, tao chờ mày lâu lắm rồi. Ông là Long Đế. Lang Vương ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, kinh ngạc há hốc mồm. Lý Trạch Vũ cũng nheo mắt nhìn lại. Tuy người đàn ông trước mắt trông rất giống Long Đế nhưng rõ ràng họ không phải cùng là một người. Ông không phải là Long Đế. Lang Vương dường như đã kịp định thần lại, lớn tiếng chất vấn, ông là ai? Chẳng lẽ là anh em sinh đôi với Long Đế? Khá lắm. Đệ ngũ nhân kiệt khế gật đầu, chắp hai tay ra sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, Lý Trạch Vũ, tôi hy vọng cậu biết điều một chút, mau khoanh tay chịu trói, có lẽ tôi sẽ cho cậu được chết một cách dễ chịu hơn. Thật ra Tia cong lòng ông ta cũng rất cảm kích Lý Trạch Vũ. Nếu Long Đế không chết, gia tộc đệ ngũ sẽ không chịu buông bỏ thành kiến với Phùng Tú Nhi, bản thân ông ta cả đời này cũng sẽ không thể trở về. Lý Trạch Vũ lắc đầu, trầm ngâm nói, quả nhiên là hai anh em, mẹ nó, thích làm bộ làm tịch y như nhau. Nghe vậy, ánh mắt sắc bén của đệ ngũ nhân kiệt nhắm thẳng lên người Lý Trạch Vũ, xem ra cậu không coi lời tôi nói ra gì, đã thế thì tôi chỉ có thể chặt đứt tứ chi cậu, cho cậu trải nghiệm cảm giác làm người lợn, ha ha ha. Ồn ào. Lý Trạch Vũ chưa lên tiếng thì Lang Vương đã không nhịn được mà quát lớn, ông đây đã từng nói rồi. Ngoại trừ quân đế, nếu có kẻ khác dám làm mầu trước mặt ông nhất định sẽ làm thịt kẻ đó. Dứt lời, ông ta đạp một bước thật mạnh, trực tiếp xông về phía đệ ngũ nhân kiệt. Vù vù vù, từng bóng người đột ngột tràn ra từ 4 phương 8 hướng. Rất rõ ràng, đệ ngũ nhân kiệt đã sớm bố trí xong thiên la địa võng để chờ Lý Trạch Vũ mắc câu. Trao và Líp xung trận trước nhất, cùng lao đến chỗ Lang Vương. Chán sống. Lang Vương nén giận, giáng xuống một cú đánh nặng nề. Trao không tránh kịp, chỉ có thể giơ tay lên đỡ, tay gấu đâm vào da thịt Trao, khiến ông ta đến mức hít sâu một hơi. Bộp bộp. Lang Vương chiếm thế thượng phong, quyết không khoan nhượng, lập tức lăng không tung một cước về phía Líp. Khu. Tuy Líp cũng có bản lĩnh khá tốt nhưng rõ ràng vẫn thua kém Lang Vương một khoảng xa. Mới ăn một cước đã mất đi khả năng chiến đấu. Lúc này, những bóng người chỉ chít lần lượt lao về phía Lang Vương, nhưng bọn hắn lại làm như không thấy Lý Trạch Vũ ở ngay bên cạnh. Đệ ngũ nhân kiệt đã cố ý căn dặn như vậy, nhất định phải chừa Lý Trạch Vũ lại để ông ta tự tay xử lý hắn. Mặc dù tôi mới tới cõi tục vài ngày ngắn ngủi nhưng tôi cơ bản đã nắm được mọi thông tin về cậu rồi. Không thể không thừa nhận, cậu chính là kỳ tài trăm năm khó gặp. Nếu cho cậu thời gian để trưởng thành, sau này cậu rất có thể sẽ đột phá đỉnh cao nhất của võ đạo, thật đáng tiếc. Nói đến đây, đệ ngũ nhân kiệt lắc đầu ra chiều tiếc nuối, cậu trăm triệu lần không nên giết em trai tôi, vì vậy tôi phải tiến cậu xuống dưới kia để sám hối với nói. Lý Trạch Vũ trên cơ bản là nghe tai này lọt ra tai kia, duy chỉ có 3 chữ tục là nghe lọt tai. Ông đến từ Gai Su. Lý Trạch Vũ hỏi như có thâm ý sâu xa. Nghe xong. Đệ ngũ nhân kiệt tỏ ra hơi sửng sốt, hỏi ngược lại Gai Su ư. Đâu cũng biết sau khi xác nhận đối phương là người bước ra từ Gai Su, Lý Trạch Vũ cũng có chút kinh ngạc. Bởi lẽ Lão Mạc và Hách Liên vô tình đều từng nói chỉ có một lối đi thần bí thông giữa Gai Su và thế giới bên ngoài, người bình thường hoàn toàn không thể ra khỏi đó. Nhưng bây giờ nhìn lại, chắc hẳn đã có rất nhiều người biết được lối đi thần bí này. Thấy Lý Trạch Vũ hồi lâu không nói tiếng nào, đệ ngũ nhân kiệt nhíu mày, tiếp tục hỏi. Chắc cậu cũng từng tiếp xúc với người đến từ Gai Su nhỉ? Lý Trạch Vũ không trả lời ngay, trái lại còn tỏ vẻ chân thành khuyên nhủ, tôi rất có hứng thú với Gai Su, nếu ông có thể mô tả cho tôi biết nội tình trong đó, có lẽ tôi sẽ mở lòng từ bi cho ông được chết dễ chịu một chút. Cái gì, cho tôi được chết một cách dễ chịu một chút? Ha ha ha! Đệ ngũ nhân kiệt làm như vừa nghe chuyện nực cười nhất thế gian, thịt trên khuôn mặt cũng rung rinh theo. Xong, ngay giây sau đó. Ông ta không cười nổi nữa. Bụp! Nơi Lý Trạch Vũ vừa đứng chỉ sót lại một bóng ảo ảnh, khi xuất hiện trở lại thì hắn chỉ còn cách đệ ngũ nhân kiệt chưa đến 50 mét. Sao có thể được? Khuôn mặt đệ ngũ nhân kiệt tràn đầy vẻ khiếp đảm, không thể tin rằng tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy. Song, phản ứng của ông ta cũng rất nhanh nhạy, không đợi Lý Trạch Vũ kịp ra tay, ông ta lập tức phát động tấn công. Nhận lấy một chưởng này. Đệ ngũ nhân kiệt vừa ra tay đã sử dụng tuyệt kỹ mà gia tộc đệ ngũ lấy làm tự hào. Long quyền.
quyền kình kinh khủng giấy lên một trận cuồng phong, quả đấm của ông ta nhanh tới nỗi mắt thường khó có thể nhìn rõ. Lý Trạch Vũ đánh ra một trường, am lỏ quyền và trường va chạm với nhau, gây ra chấn động khủng khiếp. Ngay khi Lý Trạch Vũ xuất lực trong lòng bàn tay, đệ ngũ nhân kiệt lập tức loạng choạng lùi về sau 7, 8 bước, ngã phịch xuống ghế vương tọa. Ụ, dâm, bởi vì lực đánh quá mạnh, ngay cả vương tọa được đúc từ vàng cũng phải sụp đổi. Song phương chỉ giao đấu bằng một chiêu nhưng đã phân định ra ai mạnh ai yếu. Bây giờ ông vẫn còn cơ hội đấy, chỉ cần ông kể cho tôi tình hình bên trong Gai Su, tôi vẫn có thể cho ông chết thoải mái, bằng không. Lần này Lý Trạch Vũ lại trở thành người nhìn từ trên cao xuống dưới, chỉ cần tôi nổi hứng là cái mạng của ông đi đời rồi. Không thể nào, đệ ngũ nhân kiệt cuộn người bật dậy, lần đầu tiên tỏ vẻ nghiêm trọng. Đối phương cùng lắm mới chỉ 20 tuổi nhưng lại có thể dễ dàng áp chế cường giả cảnh giới võ thánh. Không lẽ đối phương ở cảnh giới thiên nhân? Đệ ngũ nhân kiệt không hiểu sao mình lại có ý nghĩ hoang đường như vậy. Ngay cả các thiên tài được luyện tập công pháp nội tâm thượng đẳng trong Gai Su cũng không thể đột phá cảnh giới thiên nhân ở độ tuổi 20. Ảo giác, nhất định là ảo giác, ăn thêm một quyền nữa đi. Đệ ngũ nhân kiệt không thể chấp nhận sự thật, ông ta vận dụng toàn bộ khí kình trong người, một lần nữa đánh ra tuyệt kỹ của mình. Ông ta thực sự tin rằng một quyền này của mình có thể kết liễu đối thủ. Tốc độ quá chậm, lực cũng yếu, thứ rác rưởi như này mà dám ra ngoài sao? Vừa nói, Lý Trạch Vũ vừa xài một bước dài để tiếp chiêu. Thân hình hắn nhẹ nhàng nghiêng đi, dễ dàng tránh được trọng quyền của đệ ngũ nhân kiệt, ngay sau đó nắm được bả vai của ông ta. Rắc rắc, xương vai của đệ ngũ nhân kiệt bị bóp nát. A, à, tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tức vang khắp cả tòa đại điện. Cha đang dẫn người bao vây tấn công Lang Vương cũng khựng lại để nhìn, nhất thời bị hoảng sợ đến nỗi chết chân tại chỗ. Mấy ngày trước, Chào đã ngậm ngùi từ bỏ bảo tọa của Điện Long Thần sau khi được chứng kiến sức mạnh của đệ ngũ nhân kiệt. Và ai, nghĩ đến việc sẽ có cường giả mạnh như vậy làm thủ lĩnh, Chào càng tin rằng bọn họ có thể hạ gục quân đế. Nhưng bây giờ, đệ ngũ nhân kiệt bị quân đế bóp cổ, nhấc lên cao như sách cổ một con gà. Kinh khủng đến nhường này. Toàn thân Chào chết lặng, ông ta thật sự không nghĩ ra ai trên đời này có đủ khả năng đối phó quân đế. Bốp! Trong lúc ông ta đang thất thần, Lang Vương lập tức đánh ra một quyền. Chào lảo đảo ngã gục xuống đất, miệng hộc máu tươi. Đừng, đừng giết tôi, chúng tôi đầu hàng. Câm miệng, quân đế đã nói rồi, cậu ấy không chấp nhận lời đầu hàng của bất cứ ai. Dứt lời, Lang Vương đép nát đầu Chào, máu tươi lập tức phùng vãi khắp nơi. Thực lực của Lang Vương tuyệt đối không phải là hư danh. Khi đứng trước, mặt ông ta, người của Điện Long Thần cũng chỉ như đám cừu non mà thôi. Sau khi Chào, một trong bát phương bỏ mạng, những kẻ còn lại càng không dám đánh đấm gì nữa, không ít người nhát gan đã bắt đầu bỏ trốn. Ở một bên khác, đệ ngũ nhân kiệt bị bóp nát xương vai đã đánh ra tất cả vốn liếng nhưng vẫn không thể thoát khỏi ma chảo của Lý Trạch Vũ. Từ trong ánh mắt ông ta, người ta thấy được một nỗi khiếp hãi khó tin. Dừng, dừng, tay! Vì đang bị bóp cổ nên ông ta nói chuyện vô cùng khó khăn. Lý Trạch Vũ cười mỉa, bây giờ biết sợ rồi. Đừng, đừng, giết tôi. Đệ ngũ nhân kiệt hoàn toàn bị dọa sợ mất mật, không còn hung hăng như trước đó. Giờ phút này, ông ta hối hận vì bản thân đã khinh địch, càng hối hận rằng chính mình đã dấn thân vào vũng nước đục này. Nếu có thể đoán trước được tình cảnh hiện tại, ông ta tình nguyện sống vui thú điển viên bên cạnh người phụ nữ mình yêu cả đời này. Âm, Lý Trạch Vũ quăng đệ ngũ nhân kiệt ngã xuống mặt đất như thể ném một con gà. Đệ ngũ nhân kiệt ra sức hít không khí vào phổi, dần dần khôi phục khí sắc bình thường, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự hoảng sợ. Lý Trạch Vũ nhìn xuống, nói, đừng cố gắng chạy trốn làm gì, bởi vì ông không thể thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Khai hết những chuyện tôi muốn biết, như thế thì tôi sẽ cho ông chết thoải mái chút. Đừng, đừng mài. Đệ ngũ nhân kiệt khiếp hãi tột độ, đáp, phải làm sao thì cậu mới không giết tôi. Lý Trạch Vũ nhún vai, điều đó phụ thuộc vào biểu hiện của ông. Sau một hồi do dự, đệ ngũ nhân kiệt trầm ngâm hỏi, cậu muốn biết điều gì? Theo tôi được biết, Gai Su năm giáp danh với núi Côn Lôn, rất ít người biết lối đi bí mật thông giữa hai bên, ông ra ngoài bằng cách nào? Lý Trạch Vũ hỏi, lối đi là một mê cung, bốn gia tộc đứng đầu Gai Su đều nắm giữ một bức, bản đồ chỉ đường. Đệ ngũ nhân kiệt lập tức khai ngay, Lý Trạch Vũ lại hỏi,
có bao nhiêu người gai su ở cõi thế tục. Chuyện này tôi thực sự không rõ, đã rất lâu rồi tôi không ở trong gia tộc. Thấy Lý Trạch Vũ nghiêm mặt, đệ ngũ nhân kiệt vội vàng bổ sung, nhưng theo tôi được biết, bốn gia tộc lớn hàng đầu đều cài người ở cõi thế tục. Bên trong gai su có hàng chục gia tộc lớn nhỏ, số nhân khẩu vượt quá ngàn người, lượng lương thực hàng năm trồng cấy được cơ bản không đủ ăn. Bốn gia tộc hàng đầu cử người ra khỏi thế tục giới, cứ cách một khoảng thời gian sẽ vận chuyển nhu yếu phẩm cho đời sống vào trong. Lý Trạch Vũ khẽ gật đầu, lại hỏi, người mạnh nhất ở gai su là ai? Ông nội tôi, đệ ngũ Vũ. Đệ ngũ nhân kiệt trả lời không chút do dự, đồng thời nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt đầy thâm ý, như đang muốn nhắc nhở đối phương khôn hồn đừng động tới ông ta, bằng không ông nội của ông ta chắc chắn sẽ không buông tha cho. Hắn, người này hoàn toàn quên rằng Lý Trạch Vũ giết em trai ông ta rồi, quan hệ giữa hắn và gia tộc đệ ngũ đã như nước và lửa, giết thêm ông ta thì có làm sao đâu. Ông chắc chứ? Lý Trạch Vũ đột nhiên cất cao giọng, tỏ vẻ không tin. Đệ ngũ nhân kiệt ngẩn người, dụ dè đổi lời, có thể khẳng định gia chủ của bốn gia tộc lớn có thực lực mạnh nhất, nhưng không ai biết rõ người nào là mạnh nhất. Lý Trạch Vũ cảm thấy câu trả lời này tương đối đáng tin hơn, vì vậy hỏi tiếp, ông nội ông mạnh như thế nào? Ông nội tôi đã đột phá cảnh giới thiên nhân vào 3 năm trước. Đệ ngũ nhân kiệt nói với vẻ kiêu ngạo. Chỉ là cảnh giới thiên nhân. Lý Trạch Vũ cho rằng chẳng có gì đáng lo cả. Hắn vẫn là kẻ vô địch thiên hạt. Căn cứ vào việc ông nói nhiều như vậy, ông sẽ không phải nối gót đi theo em trai ông. Lý Trạch Vũ nói bâng quơ. Không cần nối gót theo em trai mình, vậy là mình không phải chết hả? Đệ ngũ nhân kiệt nhất thời mừng rỡ. Nhưng ngay giây sau, Lý Trạch Vũ đột ngột ra tay, bụp bụp, chỉ trong chớp mắt, hắn đã phế tứ chỉ của đệ ngũ nhân kiệt. À, tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết lần nữa vang lên. Cậu đã nói không giết tôi mà. Người học võ luôn nhất ngôn cửu đỉnh, đệ ngũ nhân kiệt có nằm mơ cũng không ngờ đối phương lại nuốt lời. Lý Trạch Vũ nhún vai, đáp, nói tôi sẽ không để ông nối gót Long Đế, ý là không để ông chết đuối dưới hố xí. Cậu, khu, đệ ngũ nhân kiệt phun ra một ngụm máu lớn. Lúc này, Lang Vương đã giải quyết xong hàng trăm thành viên của Điện Long Thần, trong đại điện chỉ còn 2 người có thể đứng thẳng là ông ta và Lý Trạch Vũ, ụ. Đừng, đừng giết tôi. Tôi tình nguyện hầu hạ cậu cả đời. Líp hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Lang Vương khinh bỉ Ni Long Đế. À là thứ kỹ nữ bẩn thỉu, ông đây sẽ đưa bà đi gặp. Líp hứng chịu kết cục giống y như trao, bị đạp gáy cổ, chết không nhắm mắt. Sau đó, Lang Vương lại gần Lý Trạch Vũ, đối phương đưa mắt nhìn ông ta lập tức hiểu ý. Ông đừng tới đây, đừng giết tôi. Thấy Lang Vương bước đến một cách đầy ác ý. Đệ ngũ nhân kiệt gào lên như kẻ điên, Lý Trạch Vũ, cậu đã nói không giết tôi, và lại cậu đã phế tôi rồi, cậu phải tuân thủ lời hứa. Tôi bảo không giết ông, nhưng anh em của tôi chưa nói sẽ tha cho ông. Lý Trạch Vũ hờ hững đáp. Lang Vương bẻ tay răng rắc, tiến lại trước mặt đệ ngũ nhân kiệt. Kiếp sau chớ có làm màu trước mặt ông mày. Nói xong, Lang Vương thẳng thừng ra đòn sát thủ. Lồng ngực đệ ngũ nhân kiệt bị đấm lõm thành một cái hố sâu. Trái tim lập tức ngừng đập. Trước khi chết, đệ ngũ nhân kiệt không nhìn Lang Vương mà là dán mắt vào Lý Trạch Vũ, như muốn nói với đối phương rằng sẽ có người báo thù cho ông ta. Lý Trạch Vũ làm như không thấy, hoàn toàn không thèm để tâm. Ha ha ha, tất cả những thứ kia đều sẽ là của chúng ta. Lang Vương tỏ rõ vẻ tham lam. Đồ của U Linh thuộc về tôi, những thứ còn lại là của ông. Lý Trạch Vũ chưa bao giờ keo kiệt nhỏ mọn với người của mình. Lang Vương xoa xoa tay, cười nói, tôi từ chối thì là không nể mặt cậu rồi. Tiếp đó, ông ta gọi điện với bên ngoài, chẳng mấy chốc sẽ có người đến tiếp quản toàn bộ nơi này. Tôi đi trước đây. Lý Trạch Vũ vẫy tay chào tạm biệt. Lang Vương vội hỏi, cậu định đi đâu? Về nước Hạ sao? Lý Trạch Vũ lắc đầu, tạm thời sẽ không về. Chẳng lẽ cậu muốn đi Mỹ? Lang Vương chợt nhớ tới kế hoạch diệt quân. Ừ, nếu bọn chúng đã dám chọc đến tôi. Tôi cũng phải đáp lễ chúng. Lý Trạch Vũ vừa nói vừa cười lạnh, vừa khéo, tôi có thể tính món nợ của Hát Đần và bọn chúng một thể. Nghe thế, Lang Vương không khỏi cảm thấy lo sợ bất an. Dù sao nước Mỹ cũng không dễ chọc vào. Nhìn theo óng lưng Lý Trạch Vũ rời đi, Lang Vương hắng giọng hô lên, đợi đất. Lý Trạch Vũ dừng bước, xoay người lại, hỏi, còn chuyện gì hả? Tôi đi với cậu.
Lang Vương hạ quyết tâm. Lang Vương biết Lý Trạch Vũ không muốn kéo điện lang nha của ông ta vào rắc rối, nhưng nếu đã xem nhau là anh em, ông ta làm sao có thể nhìn đối phương dấn thân vào nguy hiểm một mình. Anh em mà, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Lý Trạch Vũ nhìn Lang Vương mất mấy giây rồi nhoẻn miệng cười. Vậy anh em ta hãy liên thủ với nhau, đi phá cho chúng biết mùi trời long đã. Việc điện long thần bị diệt không gây nên sóng to gió lớn gì, dù sao cũng có rất nhiều người đã lường trước kết cục này. Vận mệnh của thế giới ngầm hoàn toàn bị đánh sập, bước vào thời đại của quân đế. Song, không ai biết quân đế có thể thống trị bao lâu. Suy cho cùng, kế hoạch diệt quân cũng đã dần được truyền ra ngoài, những ai cần biết đến nó cơ bản đều biết cả rồi. Không ai biết liệu quân đế có sống sót sau cuộc thanh trừng của các bá chủ thế giới hay không. Nước Mỹ, rầm, một tiếng động lớn vang lên, phá vỡ không khí yên lặng của Nhà Trắng. Tiếng còi báo động theo đó hú lên inh ỏi. Vô số binh sĩ được trang bị vũ trang nhanh chóng tập hợp ở cùng một nơi. Có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Có thứ gì đó phát nổ thì phải. Nhìn kìa. Một tên lính chỉ lên kỳ đài trước tòa nhà chính, nơi đó bị nổ tung, tạo ra một hố sâu khổng lồ. Cột cờ bị gãy lìa thành vài khúc, quốc kỳ bị rơi nằm rủ trên mặt đất. Pha cổ. Rốt cuộc là kẻ nào làm? Đám binh lính sục sôi căm phẫn. Quốc kỳ là thứ đại diện cho mỗi quốc gia. Lúc này quốc kỳ bị rơi xuống đất, chẳng khác nào một cú bạt tai đau điếng vào thể diện của quốc gia. Trong nửa ngày ngắn ngủi, sự việc này đã xuất hiện ở trang nhất của các tạp chí hàng đầu thế giới. Ánh mắt của mọi người cùng đổ dồn về nước Mỹ, tất cả đều muốn biết ai là kẻ ăn tim gấu gan hùm dám cả gan vả vào mặt bá chủ thế giới. Ngoài ra, mọi người cũng muốn biết nước Mỹ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Tóm lại, toàn thế giới đều ôm tâm trạng hóng hớt cuộc vui. Rất nhanh, người đứng đầu các bộ ngành đều đã tề tựu tại Nhà Trắng. Những ông lớn nằm trên đỉnh kim tự tháp quyền lực ngồi ở ghế chủ tọa, người nào người nấy đều xa sầm mặt mũi. Chủ tịch nghị viện Elip đẩy mắt kính, trầm giọng cất lời, cần phải điều tra thủ phạm gây ra việc này, nhất định phải khiến đối phương trả một cái giá cực đắt. Xin chủ tịch nghị viện yên tâm, tôi đã cho người bắt tay điều tra chuyện này, hãy cho tôi thời gian một ngày, tôi nhất định sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Lãnh đạo FBI Naloni cam đoan trước mặt mọi người như đinh đóng cột. Yuri khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, giọng điệu như có thâm ý, kẻ này có thể lặng lẽ mang bom vào Nhà Trắng, điều đó đủ để chứng minh đối phương không phải hạng người tầm thường. Bộ trưởng Yuri, ngài có đối tượng tình nghi ư? Naloni tò mò hỏi. Tất cả cùng hướng ánh mắt lên người Yuri. Trong số đó, tướng quân 5 sao Bruce tỏ ra nghiêm túc lạ thương, thậm chí còn có phần sốt ruột. Toàn thế giới này có hàng trăm quốc gia, chỉ có nước Hạ và nước Hùng là có khả năng giở thủ đoạn với chúng ta, nhưng ngay cả bọn họ cũng không dám công. Khai tát vào mặt chúng ta thế này. Trong mấy chục năm gần đây, kẻ có gan làm vậy chỉ có một người, đó chính là vua khủng bố Harden đã bị chúng ta tiêu diệt. Nói đến đây, Yuri hướng mắt đến chỗ Bruce, nói với giọng nghiêm trọng, ngoài ra, vẫn còn một kẻ điên dám một mình đột nhập Nhà Trắng uy hiếp chúng tại. Kẻ điên. Tất cả mọi người cùng nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra một khuôn mặt phách lối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 13.